Chương 718, nói cái chó gì? Cậu ra đây cho tôi. Diệp Phàm giận dữ, đưa bàn tay sói ra, giống như diều hâu tóm con gà con, hống hách tóm lấy cơ thể cao đến 1m8 của Tạ Tốn như đang nắm củ cải lôi đi xuống tầng. Dùng sức đẩy vào Wrangler, chiếc xe liền vang lên tiếng chói tai bay ra khỏi thị trấn. Tạ Tốn tuy nói cao to lực lưỡng cũng có thân thủ nhị đẳng bậc đỉnh. Nhưng hôm nay y gặp phải thất đẳng bậc đỉnh, đã dần bước vào hàng cao thủ siêu cấp là Diệp Phàm, bị Diệp Phàm thi triển âm mạch pháp trả mấy cái, lập tức người nhuyễn ra, đâu còn đứng thẳng được. Thực ra Tạ Tốn cũng biết trong lòng Diệp Phàm giận, nên vốn cũng không muốn kháng cự lại, để cho hắn phát tiết một chút cũng tốt, vì em gái Mị Nhi trước khi đi đã cầu xin y. Người anh Tạ Tốn này là thương em nhất, cho nên có thể nhẫn nhịn được. Chiếc xe phóng điên cuồng lao thẳng vào khu rừng hoang, Diệp Phàm lôi Tạ Tốn theo cũng có chút buồn cười, vì Tạ Tốn cao hơn Diệp Phàm một chút, thân thể cũng lực lưỡng hơn một chút. Thả Tạ Tốn ra, sau đó thình thịch lắc lư cành cây, hoa cỏ bay tung, mấy quyền đánh cho Tạ Tốn lăn lộn mấy vòng. Đương nhiên, Diệp Phàm ra tay cũng biết nặng nhẹ, nắm cầm chuẩn xác, Tạ Tốn đau nhưng tuyệt không bị thương. Nói hay không? Dáng vẻ Diệp Phàm hung dữ hỏi, như đang ép hỏi tội phạm. Nói cái gì chứ, cho rằng ông đây thật sự sợ mày chắc. Tuy nói đoàn trưởng Thiết là anh em kết bái với mày, Tạ Tốn ông cũng là đàn ông. Mẹ nó, nếu không phải nể mặt Mị Nhi thì ông sớm đã đánh mày, đồ ngu dốt vô dụng. Tạ Tốn tức giận, quên cả lời em gái nói. Tên này đang mềm như cá giữa đám hoa cỏ bay loạn đứng thẳng lên, nhảy một bước như gió đẩy lui mấy mét, một khí lực được hợp đủ lại thả theo người, một chân đá thẳng vào mặt Diệp Phàm. Y biết thân thủ Diệp Phàm không kém gì, cho nên cũng yên tâm tung chân đá lại. Đến hay lắm, muốn chơi phải không? Ông đây đang cần giải bực đây. Diệp Phàm cười, tiến lên một bước, nghiêng người để chân thép của Tạ Tốn đá qua, lật tay gập lại như cây quạt quạt xuống. Phần phật, Tạ Tốn như con diều hăng đập cánh bay, ầm một tiếng đâm phải cây dại, bị cành cây cào phải, đau đến nỗi suýt nữa hét lên mẹ rồi lại lăn trên đất. Con rùa chết tiệt, ác như vậy. Tạ Tốn hét một tiếng, như sét đánh từ trên trời đánh xuống, không sợ chết, cả người rít gào, như con gấu cường tráng chặn ngang ôm lấy Diệp Phàm. Y là đang nghĩ võ thuật không bằng Diệp Phàm, nhưng cơ thể mình tuyệt đối thô hơn Diệp Phàm, lực chưa chắc yếu hơn hắn, ôm chặt hắn sau này có vật xuống nói không chừng còn có phần thắng. Tạ Tốn tính rất tốt, có điều Diệp Phàm sẽ không để y toại nguyện. Mồm cười lạnh, muốn vật tôi, đến thử xem. Cho ông biết cái gì mới gọi là kình thiên đại trụ. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, dồn sức vào dưới chân, như sắp mọc rễ đến nơi. Tạ Tốn thì lại ôm trọn lấy đùi Diệp Phàm, có điều tên này cắn chặt răng dùng sức ôm quật mấy cái, dường như đùi Diệp Phàm không cứng chắc mấy như mọc rễ, ôm không dịch chuyển được, kéo cũng không xong. Dùng sức hơn nữa, con kiến bỏ cây, quá là chẳng có sức gì, cạc cạc. Diệp Phàm cười cuồng dại. Tạ Tốn nghiến răng. Con người khẽ động đậy, lùi sau mấy bước, bước nhảy một chân lên đùi Diệp Phàm. Còn muốn giỡn? Diệp Phàm khẽ cười, cứng nhắc để Tạ Tốn đạp một cái. Cứng đập cứng, thân thể Diệp Phàm luyện qua với chăn lớn mấy trăm năm độ cứng chắc tuyệt đối hơn Tạ Tốn quá nhiều rồi. Thịch, Tạ Tốn cảm thấy mình như đang đạp phải gậy kim cô của Tôn Hầu Tử, cú đạp đó vang lên một tiếng nhưng Tạ Tốn lại ngã ra trên mặt đất, không thể kìm nổi, không cẩn thận kêu thành tiếng ai ra. Thế nào, muốn nữa không? Diệp Phàm hét với Tạ Tốn. Không chơi nữa, đánh không nổi anh, em đây chấp nhận, có điều anh đừng mong moi được điều gì, Tạ Tốn này tuyệt đối sẽ không nói đâu. Tạ Tốn quát. Tuy nhiên câu hét này của y lại càng khẳng định được y biết chuyện liên quan đến Mị Nhi. Trong lòng Diệp Phàm chợt mừng, cười âm hiểm. Xem ra cậu đúng là biết Mị Nhi nơi nào, ha ha, muốn làm anh hùng chứ gì, được được, có hai con đường. Hai cái. Tạ Tốn không nhìn được hỏi. Một là quỷ môn quan, anh đánh cậu tàn tật, khiến cho cậu không thể làm binh được nữa, với lại anh tin có đoàn trưởng Thiết bảo vệ, nhà họ Tạ cậu dù có năng lực thì làm gì được tôi. Trong quân đội, đùi kia của cậu vẫn là nhỏ, nếu thật chọc giận tôi, khiến cho cậu vào tù cũng không phải chuyện khó gì. Khóe miệng Diệp Phàm co giật, trên mặt nở nụ cười, có điều trong mắt Tạ Tốn thì đấy là nụ cười ma quỷ. Trong lòng ớn lạnh. Có điều miệng vẫn không nhận thua, quát. Mẹ nhà nó, tôi không tin Trung Hoa là thiên hạ của một mình đoàn trưởng Thiết. Thế gian này có hai từ pháp luật,
anh em tòa án quân sự không phải là kẻ ăn không ngồi rồi. Tòa án quân sự, cái chó gì mà tin chứ, lần trước Kính Nguyệt Sơn Trang của nhà họ Ngọc bị xét như thế nào, chắc trong lòng cậu rõ nhất. Diệp Phàm hắng giọng cười. Vậy thì có gì, người ta vừa đúng đen đủi, gặp phải tên trộm tình báo cờ bạc, nếu không có thể lật đổ nhà họ Ngọc không còn khó nói. Nhờ vào cờ bạc, cái lý do đó quá gượng ép rồi, nhà họ Ngọc đổ được sao? Tạ Tốn không chút phục mình thua, miệng cứng như cục mụn nhỏ thối trong hầm cầu. Ha ha, cái này cậu em cũng hiểu, chứng tỏ tội trộm cơ mật quốc gia là rất to. Báo săn mà ra tay, bị nhốt vào thì đến quan quân của quân đội bình thường đều không gặp được người. Cậu nghĩ xem, đến lúc đó tôi, ha ha, cậu nên là người thông minh. Diệp Phàm không nói nữa, nói được một nửa. Anh, đây là anh vu cáo hãm hại. Tạ Tốn lầm bầm, hét lớn. Không ngờ tên nhãi Diệp Phàm lại dám ghê gớm như vậy, muốn đổ tội lên mình. Dựa vào năng lực đại ca của hắn là Thiết Chiêm Hùng, nếu thật muốn đổ tội khiến y ngắc ngoải trong tay báo săn dường như chẳng phải chuyện khó gì. Đến lúc đó nói với bên ngoài, lần này trộm cơ mật quân sự lớn của quốc gia, còn mong chạy trốn, cuối cùng trong quá trình truy bắt bị bắn chết gì đó, phỏng chừng dù là nhà họ Tạ cũng phải thừa nhận chuyện này, với lại, còn bị rơi vào sự sỉ nhục thông đồng bán nước. Vu khống, ai tin cái này? Diệp Phàm hỏi ngược lại, liếc mắt nhìn Tạ Tốn rồi cười, nói. Đảng chúng ta chỉ chú trọng chứng cứ, báo săn nói cậu có tội thì là cậu có tội, không có tội cũng có tội thành không tội. Trên đời này, cái gì gọi là điên đảo trắng đen, nghe nhìn lẫn lộn, ha ha ha, chắc Kim Mao hống Tạ Tốn cậu có lẽ không còn non nữa. Vừa rồi anh nói đến quỷ môn quan, vậy tôi muốn nghe đường dương quan. Khí thế Tạ Tốn đã bị áp xuống cũng ổn ổn rồi, có chút mềm hơn. Thực ra y cũng hiểu cái này là Diệp Phàm đang dọa mình, dựa vào mình là anh trai ruột của Mỹ Nhi, hắn chắc chắn sẽ không đối xử với mình như vậy, cái này chính là cái gọi truyền thuyết yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thực ra Tạ Tốn cũng có chút cảm động, cũng nghĩ thừa cơ xuống nước, thôi thì tiết lộ chuyện của em gái cho tên điên cuồng này, dù sao để hắn biết rồi đơn giản là tàn khốc một chút, cũng dễ hết hy vọng hơn. Quái lạ, sao mình có thể ác độc như vậy, đến cả lời như vậy đều nói ra được. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, thầm cảnh giác, đánh giá lại là do máu lão chăn kia đang tác quái rồi. Trong lòng thầm chửi. Đây thật là phiền phức, không đi trừ khử cái hiểm họa này thì khó sống qua ngày rồi. Nếu gặp phải thời khắc quan trọng gì mà linh tinh thì lỡ mất đại sự. Đường dương quan chính là tôi giúp cậu. Diệp Phàm lại thay một bộ mặt cười tủm tỉm của Di Lặc. Khiến Tạ Tốn còn cho rằng mắt mình có vấn đề. Thầm nghĩ người này thay đổi thật nhanh, một chốc là ác ma, một chốc là Phật Di Lặc, rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt thật của tên này. Có điều bất kể thế nào, kiểu người biết thay đổi đều không dễ dây vào, quá giỏi thay đổi rồi. Sự biến hóa của Diệp Phàm lại khiến trong lòng Kim Mao hống Tạ Tốn tự dưng sản sinh ra kiêng kỵ. Giúp tôi, anh mà có lòng tốt như vậy, thôi cái mặt dối trá kia của anh đi. Vừa rồi không phải còn muốn hại tôi vào đại lao sao, tôi khinh. Tạ Tốn lớn tiếng chửi, Diệp Phàm biết tên này miệng cọp gan thỏ. Ha ha, có muốn nâng cao công lực? Diệp Phàm vứt ra viên đạn bọc đường đầu tiên trước. Nâng cao công lực. Ngoài miệng Tạ Tốn nói, mắt thì sáng hẳn lên, rất không chịu thua kém mà co giật một chút. Trong lòng Diệp Phàm đã tự biết, tên này đương nhiên cũng không vượt qua cửa này. Anh có bản lĩnh gì có thể giúp tôi nâng cao công lực? Đó chỉ là thứ trong truyền thuyết, của kẻ viết tiểu thuyết bịa lung tung. Cái gì mà khai đỉnh, dội nước lên đỉnh, thuần túy là lừa người. Trong xã hội hiện thực đúng là có kiểu nâng cao công lực. Lừa người còn không giống, thất bại. Tạ Tốn đương nhiên cũng có ngạo khí, vẫn lắc đầu, căn bản là không tin cái trò này. Không tin thì thôi, có điều lần trước báo săn không phải có 3 tên tiểu tử đến sao? Sau đó không phải tôi sắp xếp cậu gác cửa, biết vì sao không? Ha ha, nâng cao công lực. Diệp Phàm tung ra chứng cứ, khiến mí mắt Tạ Tốn lại nhấp nháy mấy phát, đoán chừng tên này có tin một chút rồi. Giúp tôi nâng cao công lực trước tôi mới tin. Tạ Tốn kê ra điều kiện. Ha ha, có muốn vào báo săn, tôi một câu thì có thể xong việc. Diệp Phàm ngẩng đầu, thật đúng là có kiểu miệt thị thiên hạ. Vào báo săn thì đương nhiên là muốn, có điều tôi tin anh sẽ không giúp tôi, hơn nữa điều kiện của tôi thiếu một chút. Nghe nói phải là tam đẳng mới chịu thu nạp. Tạ Tốn ban đầu gật đầu, chợt lại lắc đầu. Không sai, phải tam đẳng,
Tuy nhiên có tôi trợ cho cậu, lập tức được nâng lên tam đẳng, không phải cậu liền có thể vào báo săn rồi sao? Hơn nữa, đoàn trưởng Thiết là người thế nào chắc cậu cũng nghe nói qua, thế nào? Tôi chỉ muốn biết một ít tình hình của Mỹ Nhi, chứ không muốn làm khó cậu. Tin tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Mỹ Nhi đâu, ôi! Diệp Phàm thở dài, vứt điếu thuốc qua cho Tạ Tốn, tự mình châm lửa xong vẻ mặt đau khổ. Cậu có thể không biết, lần này chuyện tôi tranh đấu vào thường vụ bị người ta chơi, trong lòng có chút khó chịu. Tôi biết, chú tôi trên hội nghị thường vụ còn nói giúp anh, có điều không thành do bị bí thư Chu cứng nhắc áp chế xuống, nói là huyện Ngư Dương không đề cử anh. Chỉ điểm này thôi khiến cho nhiều người muốn giúp anh đều câm tức hết. Bọn họ có nói thêm thì có chút danh không chính ngôn không thuận rồi, ôi! Tạ Tốn than vãn, liếc mắt quét qua khuôn mặt buồn rầu của Diệp Phàm, rồi nói tiếp. Thật ra em tôi đối với anh rất tốt, tôi chưa từng thấy nó đối với ai tốt như vậy, thậm chí là vượt qua cả người anh trai là tôi. Chương 719, Cục Tài chính thành phố cũng là nơi đến tốt. Lúc ấy vừa nghe nói chuyện anh tranh vào thường vụ, nó lập tức về thành phố. Sống chết bám dai rằng chú tôi là Tạ Quốc Trung. Sau đó lại còn dám tuyệt thực, chỉ thiếu nước treo cổ mà thôi. Cuối cùng nói là nếu chú tôi không giúp anh, sau này nó sẽ không nhận mặt chú nữa. Chú tôi bị nó gây sự đến nỗi không còn cách nào khác, chỉ còn cách đồng ý. Nếu không, khi đề cử anh trên hội nghị thường vụ huyện ủy Ngư Dương, chẳng phải nghe nói có 5 phiếu bầu đó sao? Trong đó có 2 phiếu đều là nhà họ Tạ tôi giúp đấy. Hơn nữa, chú tôi sau khi biết anh không vào được còn suy xét giúp anh đường sau, Cục Tài chính thành phố đang thiếu một phó cục trưởng, đó là một chức vị béo bở lắm đó. Ôi! Những cái này đều là em tôi trước khi đi nghĩ hết cả. Nói là nếu anh thật sự không lên được chức, thì chú tôi phải giúp thêm lần nữa. Tạ Tốn nói đến đây thì ngẩng đầu, dường như có chút được rồi, ngay cả chỗ đau trên người dường như cũng quên rồi, lại dường như đang nói, thằng danh này thật chẳng có lương tâm, lấy oán trả ơn, và vân vân. Mị Nhi, Diệp Phàm, một tiếng, dùng sức bật ra một tiếng rồi đột nhiên nói. Đi, lại đi đâu nữa? Tạ Tốn khẽ chấn động, lại bắt đầu lo lắng. Cái tên này buổi tối nhìn giống như bộ dạng của tên điên, đừng có thật là vì bị kích thích quá hóa điên, hơn nữa thân thủ hắn cao như vậy, đến lúc đó bệnh điên bộc phát đánh mình đến tàn tật rồi đưa vào đại lao, vậy thì mình thảm hại rồi. Đừng lo, cậu là anh trai của Mỹ Nhi. Diệp Phàm hừ một câu, nhưng Tạ Tốn lại nhẹ lòng được một nửa, theo sau Diệp Phàm đi xuống núi. Trong lòng suy nghĩ tên này lại muốn chơi trò gì đây? Vẻ mặt Diệp Phàm trầm lại. Lái xe lao về đập nước Thiên Thủy, sau khi xuống xe đưa Tạ Tốn đi thẳng đến cung cũ. Bây giờ tôi giúp cậu nâng cao công lực, có điều phần chắc chắn không lớn lắm, chỉ có một phần chắc thôi, và còn rất nguy hiểm, không cẩn thận bản thân cậu còn bị thương nữa. Tuy nhiên cơ hội hiếm có, cậu suy nghĩ kỹ gì, đồng ý thử thì chuẩn bị trước một chút, không muốn thử thì cút về, chỗ nào mát mẻ thì về chỗ đó. Có điều báo săn cậu vĩnh viễn đừng có nghĩ đến nữa. Diệp Phàm vừa khuyên vừa như mắng, tính khí đó phát ra nóng nóng như lửa. Thử, mẹ nó chứ, ông đây chính là muốn vào báo săn. Tạ Tốn nghĩ cũng chẳng nghĩ, hét một tiếng trả lời thẳng, cung cụ đó có mấy viên ngói cũ bị đánh rơi xuống. Vì thiếu tá Tạ Tốn người ta có ngoại hiệu là Kim Mao Hống, giống, nói rõ tiếng hét của y như tiếng sư tử gầm, cũng ghê người lắm, khiến mẹ nuôi Diệp Kim Liên giật mình phải từ phòng ở trên tầng ngó đầu ra. Tên nhãi kia không biết nhỏ tiếng chút, khiến mẹ nuôi tôi giật mình rồi. Diệp Phàm giận mắng một câu, rồi nói với mẹ nuôi. Mẹ à, không có chuyện gì đâu, mẹ xuống giúp con một việc, giúp con đun hầm một số thứ. Chỉ mỗi anh là được hét nửa ngày ông đây hét một chút thì không được. Đây là thế gian gì hả, xem ra thế gian nào cũng đều là thế giới của kẻ mạnh, mẹ nó kẻ yếu đến hét một chút cũng không được. Ông đây muốn trở nên mạnh để giống. Trong lòng Tạ Tốn oán thầm Diệp Phàm nhưng lại không kêu ra tiếng. Sau khi Diệp Phàm dặn dò hết xong, mẹ nuôi Diệp Kim Liên liền đi đun thuốc. Đương nhiên bên trong có dùng một ít thịt của lão chăn chế với lôi âm cửu long hoàn do Diệp Phàm bào chế và các dược liệu khác trộn lẫn mà thành. 3 tiếng sau, thuốc được đun xong. 2 người đi vào sơn động đằng sau núi. Bắt đầu nâng cao công lực, thực ra Diệp Phàm có ý lấy Tạ Tốn làm chuột bạch thí nghiệm. Vì hắn chuẩn bị giúp nâng công lực cho trạm trưởng phân trạm Hồng Công trấn Đông Tà của tổ đặc nhiệm A.
cũng không biết thịt chăn thêm các loại dược liệu khác có đạt được hiệu quả lôi âm cửu long hoàn không, trước hết cứ phải thử nghiệm đã. Sau khi phát hiện ra công lực sâu nông của Tạ Tốn thì đã có chủ ý rồi, nếu mà bị Tạ Tốn biết được cũng không biết y sẽ có cảm nghĩ thế nào, nếu không phun máu phỏng chừng cũng khiến y giận dữ ép ra rắm. Đoàn Hải, phó chủ tịch huyện Diệp đi đâu rồi không liên lạc được. Vẻ mặt Trịnh Lực Văn u buồn, hỏi Đoàn Hải ngồi bên. Không biết, tôi hỏi nhiều người rồi, cũng hỏi Hồng Ngọc và Cổ Dương rồi, chỉ là không hỏi được tung tích phó chủ tịch huyện Diệp. Ôi, bị đả kích liên tiếp hai lần, giờ bị bí thư Cổ tạm thời cách chức, còn phải viết kiểm điểm nữa. Mẹ tên họ Cổ kia cũng chẳng phải cái thứ gì. Đoàn Hải không kìm nổi chửi mẹ rồi. Ôi, ban đầu cho rằng anh ấy sẽ ở quán rượu Xuân Hương, không ngờ anh ấy không đến đó, trong huyện hình như cũng không thấy. Anh Diệp thật là bị vận vào lưng, cái tên Trương Quốc Hoa cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì cả. Trịnh Lực Văn luôn văn vẻ, bình tĩnh lại cũng dám chửi tục mẹ rồi. Phải không, bây giờ gã ấy sớm đã coi chúng ta là thân tín cốt cán của phó chủ tịch huyện Diệp rồi. Anh Trịnh chưa thấy chứ, người đó mà ngồi vào chức chủ nhiệm kinh tế quận Lâm Tuyền. Mặt lập tức thay đổi luôn, kêu đến gọi đi, chúng ta sắp thành tôi tớ của y rồi. Vẻ mặt Cổ Dương cười đau khổ và mờ mịt. Hừ, cùng lắm không ở Lâm Tuyền nữa. Gần đây tôi cũng đang nghĩ, có phải là lúc rời khỏi đây rồi không? Trang Hồng Ngọc cắn răng nói. Hồng Ngọc, lời này cô cũng nói ra được, nếu không phải là anh Diệp, bây giờ cô còn ở phòng hồ sơ đếm đống văn kiện nát kia. Trên hội nghị thường vụ Tạ Cường chửi anh Diệp là nhóc con miệng còn hôi sữa, vì sao, đều không phải vì cô. Hứ. Đoàn Hải không vui rồi, nháy mắt đã quay qua hứ với Trang Hồng Ngọc. Tôi hiểu, ôi, Trang Hồng Ngọc tôi nợ phó chủ tịch huyện Diệp. Vì sao tôi phải rời đi, chính là không muốn liên lụy anh ấy nữa. Nhà họ Tạ có thế lực quá lớn, tôi không muốn làm khó phó chủ tịch huyện Diệp nữa. Tin rằng sau khi tôi đi có lẽ Tạ Cường không thấy tôi nữa cũng sẽ quên chuyện này đi. Phó chủ tịch huyện Diệp mất cơ hội này cũng là do tôi. Đôi mắt Trang Hồng Ngọc hơi ươn ướt. Thôi đi Đoàn Hải, đừng trách Hồng Ngọc nữa. Đây đều là Tạ Cường gây ra, Hồng Ngọc không có gì sai. Dựa vào đâu mà phải gả vào nhà họ Tạ bằng được. Bây giờ là xã hội pháp luật, không phải xã hội phong kiến nữa. Hồng Ngọc cô cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Hiện giờ không phải phó chủ tịch huyện Diệp vẫn là phó chủ tịch huyện sao? Có anh ấy ở đây, tôi tin Trương Quốc Hoa cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Với lại, từ nay về sau chúng ta là một đội. Trương Quốc Hoa mà thật sự muốn chèn ép chúng ta cũng ngáng chân gã, khiến cho gã làm cái chức chủ nhiệm này không được thoải mái mới được, hứ. Người ta nói Diêm Vương dễ mời, tiểu quỷ khó chơi. Chúng ta đều là tiểu quỷ, còn sợ tên Trương Quốc Hoa đó. Lại nói thêm, thiên hạ khu kinh tế Lâm Tuyền này là do phó chủ tịch huyện Diệp xông pha mà ra, tin rằng mấy trăm nghìn người dân Lâm Tuyền tuyệt đối không phải bị mù hết. Cổ Dương bình tĩnh hơn, phân tích mọi việc. Trưởng phòng đoàn, tối nay miễn phí cơm rượu, chúng ta uống nhiều một chút, ôi. Lúc này sau khi lên tầng mời mọi người một chén rượu Tây Thi, Phạm Xuân Hương thở dài, đi xuống tầng. Thấy chưa Hồng Ngọc, đến bà chủ nhỏ quán rượu này còn nhớ đến ân tình của anh Diệp. Nghe nói chủ tịch Hồ của doanh nghiệp giấy Thái Hưng là nể mặt phó chủ tịch huyện Diệp mà đến đầu tư đó. Hôm nay sau khi chuyện phó chủ tịch huyện Diệp bị cách chức tạm thời truyền đến tai ông ấy, sắc mặt tổng giám đốc Hồ Thái Hòa chẳng tốt gì cả. Nếu Trương Quốc Hoa mà thật sự ra tay đối phó chúng ta, vậy ba chúng ta liền kết thành một đội, cổ động chủ tịch Hồ giảm đầu tư hoặc rút một ít tiền vốn. Đến lúc đó không thu xếp được kết quả thì còn phải nhờ anh Diệp ra mặt dàn xếp. Đoàn Hải còn không quên thừa cơ hội thuyết giáo một hồi. Ừ, việc này đừng vội làm, đợi gặp được phó chủ tịch huyện Diệp rồi để anh ấy định đoạt, chúng ta chuẩn bị trước là được. Cứ tiếp tục đấu như vậy thì người chịu thiệt chính là người dân thôi, tôi tin phó chủ tịch huyện Diệp cũng không muốn nhìn thấy tình trạng này xảy ra, dù sao khu kinh tế Lâm Tuyền là nơi anh ấy bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Có thể nói thế này, không có phó chủ tịch huyện Diệp thì không có khu kinh tế Lâm Tuyền hôm nay. Anh ấy chính là thần của khu kinh tế Lâm Tuyền. Trịnh Lực Văn gật gật đầu. Quán rượu khu thành huyện Ngư Dương không phải nơi thu hút gì cả, vẻ mặt Trương Quốc Hoa phẫn nộ chửi. Bí thư Cổ, tên nhãi đó quá là không biết điều. Anh không tước mũ quan của hắn, chỉ điều chỉnh một chút công việc mà thôi mà lại dám gây chuyện, còn dám chửi người, đập bàn, phản rồi. Loại người này một chút quan niệm tổ chức đều không có,
tôi thấy phải tước mũ quan của hắn mới đúng. Cứ báo lên thành phố, để lãnh đạo bên trên thành phố trừng trị hắn. Quốc Hoa, thôi đi, để tên đó tạm cách chức cảnh tỉnh vài ngày, suy nghĩ kỹ. Người trẻ tuổi tính cách mãnh liệt, cái này là nguyên nhân hắn chịu thiệt thòi. Tuy nhiên nếu tên này quá không biết điều, cứ liên tục gây chuyện thì thành ra chuyện khác rồi. Cho rằng cổ bảo toàn tôi không biết tức giận sao. Cách chức phó chủ tịch huyện của hắn thì vẫn có cách, hứ. Sắc mặt cổ bảo toàn ban đầu còn được, mấy câu nói sau thì vẻ mặt đen lại, hơn nữa vẻ dữ tợn chỉ mơ hồ hiện ra, ngay đến bạn học cùng trường đảng là Trương Quốc Hoa đứng bên cạnh cũng thầm kinh ngạc trong lòng, nghĩ đến kết cục của bản thân sẽ là thế như nào. Hôm nay qua chuyện gây sự của Diệp Phàm, cổ bảo toàn thực sự mất hết mặt. Ở Ủy ban Nhân dân huyện ủy phân lượng bản thân trong mắt một số cán bộ phút chốc nhẹ đi không ít, uy tín cũng bị đả kích cực lớn. Tuy nhiên tên nhãi này che giấu rất tốt, Diệp Phàm vừa đi chân trước, gã lập tức gọi điện thoại cho Chu Cản Dương, đề nghị điều Diệp Phàm đi. Tên này sớm đã đang hành động, chỉ là ngoài mặt nói nghe hay mà thôi. Có điều lần này không thành công, mà ngược lại bị Chu Cản Dương phê bình một trận, nói. Bảo Toàn, đến cả chuyện nhỏ này cậu cũng đều xử lý không thỏa đáng thì chị vì một huyện thế nào? Thuộc hạ nhất thời nghĩ quẩn có chút oán giận là chuyện bình thường. Có câu nói không phải đã nói rồi sao? Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, nơi có giang hồ thì có tranh đấu. Giữa người với người đâu phải đều bốn mặt sóng yên biển lặng, có chút mâu thuẫn, cọ sát là chuyện bình thường. Cậu suy nghĩ kỹ, làm thế nào xử lý mấy quan hệ ấy mới là chính. Thực ra, lần này trên hội nghị thường vụ thành phố, có không ít người nói giúp cho tên đó, có hẳn bốn vị ủy viên thường vụ đứng ra nói hộ hắn. Nếu không phải thể hiện thiện ý với nhà họ Ngọc, có lẽ tôi cũng phải suy xét một chút ý kiến của mấy vị ủy viên thường vụ đó rồi. Dù sao đó là bốn người chứ không phải một người, cũng không phải là lực lượng nhỏ bình thường. Hơn nữa, tên nhãi đó lại đích thực là người tài, hãy bình tĩnh xử lý nhẹ một thời gian trước đã, để hắn bớt giận có lẽ nghĩ thông rồi thì tự hắn sẽ đến nhận lỗi với cậu đấy. Với lại, Phó Thị trưởng thành phố Trần Thiên cũng nói rồi, đoán chừng là muốn cho tên đó đến Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố đảm nhiệm chức Phó Cục trưởng. Tên này mà đi kéo đầu tư về thì lại rất khéo, có lẽ Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố đúng là nơi để hắn phát huy sở trường đó. Ai cũng đều có tính hai mặt, ưu điểm khuyết điểm đều không thể không có. Chúng ta phải nhìn vào ưu điểm của hắn, đừng chỉ cứ nhìn vào chỗ thiếu khuyết, ví dụ như cậu nói tính khí hắn thô bạo, không coi đại cục làm trọng. Thực ra người có tính khí thô bạo cũng có điểm tốt, người này luôn không thích chơi ngầm hiểm, thích trực tiếp, thẳng thắn. Người như thế nếu biết dùng thì dễ một lòng bán mạng vì cậu, không giống loại người hai mặt, ngoài mặt hoan nghênh cậu nhưng thực chất từ trong xương tủy lại toàn quỷ kế. Thái độ của Chu Càn Dương là xử lý nhẹ hắn. Chương 720, mối quan hệ tinh tế. Tôi hiểu rồi, có điều tên đó nếu còn gây thêm chuyện thì tôi phải. Cổ Bảo Toàn cũng thốt ra được hai chữ ra tay, chắc chắn Chu Càn Dương cũng hiểu được ý của mình. Sau đó nghe thấy tiếng Chu Càn Dương hắng giọng. Hắn dám không, đây là thiên hạ của đảng, không phải ổ của thổ phỉ. Đảng là có kỷ luật cả, nếu làm náo loạn thêm thì xử lý rồi nói tiếp. Cổ Bảo Toàn buông điện thoại xuống, lòng nhẹ đi vơi nửa, giống như đang cầm thượng phương bảo kiếm vậy, trong lòng tự tin hơn. Thầm nghĩ, cái tên Ôn Thần này, vẫn là nên tống tiễn đi sớm thì tốt hơn. Nếu không, không chừng lại sẽ làm ầm lên chuyện gì nữa không biết. Nếu thực sự hạ mũ quan của hắn, đoán chừng sẽ có người ở đằng sau đâm lưng cổ bảo toàn mình. Không ngờ tên này lại có chút năng lực, nếu không phải cửa ải ở huyện có mình chặn kín, thì nếu mà cho hắn qua, trên thành phố lại có bốn ủy viên thường vụ nói giúp hắn thì hắn vào thường vụ chẳng khác nào là cái đinh trên bàn đinh thường vụ rồi sao. Có chút năng lực, nếu mà đi thì thật hơi đáng tiếc. Có điều, đi rồi thì đi rồi, huyện Ngư Dương này phải sợ không vớt được người tài sao. Trái đất này có thiếu ai thì vẫn quay bình thường. Tuyệt đối sẽ không dừng lại một giây, một phút. Cung cũ ở đập nước Thiên Thủy, vào sáng sớm một tia nắng chiếu cũng chiếu được vào trong đại điện cũ nát kia. Toàn thân Diệp Phàm ướt sũng. Tạ Tốn đang khoanh chân ngồi bên cạnh mở mắt, một tiếng hét gào lên vượt ra ngoài đại điện nát, Diệp Phàm biết y đến cánh rừng phát tiết, ngẩng mắt quét một lượt, rồi đi lấy nước rửa. Không lâu sau, Tạ Tốn mừng rỡ chạy xông vào cung cũ, hét to. Thành công rồi! Không ngờ lên được tam đẳng bậc 2. Không ngờ, thật
thật không ngờ Kim Mao Hống Tạ Tốn tôi lại có ngày hôm nay. Từ nay về sau Tạ Tốn tôi cũng có thể có hy vọng tranh vào báo săn rồi. Ừ, cũng tạm coi là thành công. Diệp Phàm gật đầu, không chút sợ hãi, nhưng lại khiến Tạ Tốn có vẻ ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi, tôi kích động quá. Nháy mắt tên kia ngồi trên ghế, vẻ mặt ưu tư, nói. Anh Diệp, em gái tôi đi anh rồi, ôi. Ra nước ngoài rồi, tại sao? Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ Mỹ Nhi lại chạy đến nơi xa như vậy. Ôi, gì tôi ở anh, nó đến đó vừa giúp gì vừa đi học. Tạ Tốn lại thở dài. Cậu không nói thật với tôi, nói đi, tôi chịu được. Diệp Phàm thản nhiên nói, người đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Ôi, tôi nói thật với anh vậy, anh Diệp tốt với tôi như vậy, tôi mà không nói nữa thì quá là cái đó rồi. Thực ra cũng không cần phải giấu nữa, mới đầu lúc Mỹ Nhi đi cũng từng nói với tôi rồi, nếu anh cứ liên tục truy vấn thì cứ nói thật ra với anh. Tạ Tốn than dài vài cái, nói. Lúc em tôi 18 tuổi thì bị xe đâm phải một chút. Vết thương ngoài lúc đó cũng không phát hiện ra cái gì. Sau đó đến bệnh viện chụp, bác sĩ nói không vấn đề lớn gì, người nhà cũng không cần phải lo lắng. Ai ngờ một năm sau em tôi thường kêu đau ở thắt lưng, vẫn không tra ra nguyên nhân gì cả. Sau này càng nghiêm trọng hơn mới phát hiện ra là thận phát bệnh rồi. Cuối cùng là bệnh chữa được rồi. Tuy nhiên lại để lại di chứng, ôi! Tạ Tốn than một tiếng đau lòng, mặt buồn dài ra sắp thành quả cà tím đến nơi. Di chứng gì? Diệp Phàm hỏi sát sao, trong lòng nghĩ không phải mình chuyên trị những bệnh khó chữa phức tạp sao? Nói không chừng còn gặp đúng tay chữa được. Bây giờ và sau này sẽ không sinh con được, ôi! Tạ Tốn ngừng một lúc lâu mới thốt ra được câu nói, đến cả khóe miệng cũng đang co giật, quét ánh mắt lên khuôn mặt trầm ngâm của Diệp Phàm, cười đau khổ. Người nhà hoang mang, cũng đi nước ngoài khám rồi, có điều họ đều lắc đầu. Cho nên kiếp này em tôi đã tính sẽ không lấy ai cả, vì vậy, cũng thôi, không nói nữa. Cái này thì có gì đâu Mỹ Nhi, không sinh được con thì chúng ta nhận nuôi con là được mà. Vẻ mặt Diệp Phàm đau khổ. Em tôi cũng từng nghĩ đến phương diện này, có điều nó thấy không thể như thế được, quá làm nhớ anh rồi. Hơn nữa nó đã quyết tâm, dù anh đi anh tìm nó cũng vô dụng thôi, còn nói là nếu anh đến tìm thì nó lập tức biến mất. Cho nên, anh Diệp, hãy quên cô ấy đi, cô ấy rảnh thì sẽ đến thăm anh. Vẻ mặt Tạ Tốn đau đớn, ôm lấy đầu ngồi sụp xuống đất, giọng nói có chút khóc thút thít. Ôi! Diệp Phàm thở dài, tâm trạng phức tạp. Nếu mà nói tình cảm với Tạ Mị Nhi cũng là nhất thời kích động, tình cảm chắc chắn là có một chút. Thôi thì Mị Nhi đã quyết tâm như vậy rồi, nếu đến tìm có khi khiến cô ấy phải chơi trò trốn tìm, như vậy chuyện không phải càng tồi tệ hơn sao? Đi uống rượu. Diệp Phàm hô. Không lâu sau Lý Tuyên Thạch cũng đến rồi, bưng đến một nồi toàn thịt lợn rừng. Ba người ngồi trong phòng khách ăn uống no nê, mấy thùng bia xuống bụng rồi là nói chuyện linh tinh loạn cả lên. Mười mấy thùng bia sau đó khiến cả ba bò cả trên đất, cứ bộ dạng đó nằm ngủ trong đại điện cũ nát ngáy khò khò. Đánh một giấc tỉnh lại đã là 2 giờ chiều rồi. Tạ Tốn phát hiện di động hình như không nhận điện thoại, nghe điện thoại xong mới biết bộ đội thúc giục y quay về. Cậu đi đi Tạ Tốn, thời gian này tôi muốn được yên tĩnh, dù sao cổ bảo toàn cũng kêu tôi tạm thời cách chức viết kiểm điểm, phong cảnh đập nước thiên thủy cũng được, tôi cứ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày rồi tính tiếp. Còn về chuyện báo săn tôi sẽ nói với anh Thiết cho, cậu cứ đợi tin tốt đi. Diệp Phàm nói giọng nhàn nhạt, nhìn không ra là vui hay buồn nữa. Vậy đi anh Diệp, rảnh em lại đến thăm anh. Anh cũng nên nghĩ thoáng ra, dù sao tuổi còn trẻ, có đầy thời gian để thăng tiến. Về chuyện của em gái em anh cũng đừng nghĩ nữa, cứ coi như mơ một giấc mơ mà thôi, bằng không chỉ thêm phiền não. Chí Nam Nhi ở ngàn dặm xa, tuy nói hiện giờ không thể tạo công lập nghiệp. Nhưng vật lộn quan trường vẫn là chuyện của đấng Nam Nhi nên làm, phụ nữ, điểm xuyến làm đẹp thêm mà thôi, ha ha ha. Tạ Tốn cười lớn, lái xe phụt khói vút đi. Thực ra Tạ Tốn chỉ là nói ngoài miệng đàng hoàng, trong lòng làm sao có thể buông được, cái này đương nhiên là Diệp Phàm hiểu. Anh Diệp, hôm nay chúng ta đi câu cá đi. Lý Tuyên Thạch cười nói. Cậu có thời gian dỗi câu cá? Diệp Phàm liếc mắt nhìn y. Biết là y muốn ở bên giúp mình giải buồn, đoán chừng chuyện của mình cũng truyền đến tai y rồi. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức, đưa tay vỗ vỗ vai Lý Tuyên Thạch. Nói thật mạnh, anh em tốt.
Lúc này thì điện thoại vang lên, là giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trịnh Khinh Vượng gọi đến, mời Diệp Phàm ngày mai đến Cốc Lang Đang đi săn. Tuyên Thạch, ngày mai đi cùng đến Cốc Lang Đang săn thú đi, hôm nay không đi câu cá nữa, tôi chỉ để ngủ thôi, sai này lại đi, cảm ơn cậu. Diệp Phàm nói, vậy cũng được, hẹn gặp anh ngày mai, săn vài con sói về, gọi thêm mấy anh em chúng ta uống một trận tơi bời, chuyện khác cứ mặc kệ cha nó. Lý Tuyên Thạch nhún vai, cười cười. Lô Vĩ, cái tên mà cháu kết bái anh em Diệp Phàm gần đây thế nào rồi? Lô Trần Thiên cười tủm tỉm hỏi như vị Phật tôn. Chú biết chuyện Ngư Dương rồi à? Trong lòng Lô Vĩ khẽ giật mình, không ngờ chuyện xấu đúng là truyền xa ngàn dặm. Hôm qua anh ấy cãi nhau với Cổ Bảo Toàn, hôm nay lại truyền được đến tai chú ủy viên thường vụ thành ủy rồi, xem ra thiên hạ này người thích sinh sự thật là không ít. Ha ha, tính khí vẫn ngang như vậy, không tốt, không tốt. Phó thị trưởng Lô Trần Thiên nói liền hai câu không tốt, rồi lắc lắc đầu, trầm ngâm một lúc lại nói. Cũng tốt, cũng tốt. Cháu nói chú này, rốt cuộc là không tốt hay là cũng tốt? Cái này cháu bị chú làm cho mơ hồ hết cả. Lô Vĩ có chút bất mãn hỏi lại. Ha ha, tự mình đi mà nghĩ, đừng ở đây làm phiền chú. Lô Trần Thiên phất phất tay, giống như đang đuổi ruồi không bằng. Cháu biết, chú là muốn giúp anh ấy. Mượn cơ hội này đưa anh ấy đến cục xúc tiến đầu tư. Dựa vào năng lực của anh ấy, trong năm rưỡi kéo về 100 triệu đầu tư không thành vấn đề. Cứ như vậy thì, cái ông già Vương Phù Diêu ở cục xúc tiến đầu tư không phải sắp về hưu rồi sao? Ha ha! Vẻ mặt Lô Vĩ cười gian xảo. Tên oắt này, làm nhiều chuyện thật một chút, đừng không có việc gì lại suy nghĩ mò. Cháu cho rằng cục xúc tiến đầu tư là của nhà họ Lô chúng ta mở ra chắc. Đó là cục xúc tiến đầu tư của nhà nước đó. Người muốn ngồi vào cái vị trí đó riêng trong thành phố chúng ta đã có không dưới mấy trăm người, thành phố lại không phải chỉ có mỗi chú của cháu làm quan, quan to hơn chú cháu còn mấy người nữa kia. Lô Trần Thiên cười như không phải cười, bộ dạng bí hiểm, làm cho Lô Vĩ sinh ra buồn bực, miệng lẩm bẩm. Không thoải mái, vậy thì rốt cuộc chú muốn sắp xếp anh ấy thế nào? Cái này về sau nói tiếp. Gọi tên đó vào cục xúc tiến đầu tư đảm nhiệm phó cục trưởng trước đã. Dựng lá cờ thu hút đầu tư dậy trước rồi tính tiếp. Chuyện này chú đã đề cập qua với La Chủ tịch thành phố La, ông ấy đã gật đầu rồi. Hơn nữa, nhấn mạnh trọng điểm rồi, nếu Diệp Phàm có thể đảm nhiệm được công việc ở cục xúc tiến đầu tư thì có thể để Lão Vương xin nghỉ bệnh trước, rồi để Diệp Phàm tạm thời thay thế hộ. Cháu nghĩ thử xem Vĩ, từ cấp phó cục trưởng đến cục trưởng tuy nói chỉ cách nhau một lớp giấy cửa. Nhưng có 9 phần quan viên chức đều ngã trước mặt lớp giấy cửa đó, có phát huy thêm thế nào cũng đâm không thủng đâu. Cứ lấy chuyện cháu ra mà nói, dù là có chú chống đỡ cho, nhưng cơ hội không tốt bằng tên đó, bảo cháu đi thu hút đầu tư là tuyệt đối không được. Cho nên, người ta có lẽ ngồi lên ngôi báu cấp cục trưởng rồi, còn cháu thì vẫn đang liều mình ở cấp phó. Vì vậy, làm một ngành yêu một ngành, thì ngành nào cũng có trạng nguyên, làm tốt vào. Lô Trần Thiên rút lại ý cười ngạo, nói chuyện rất nghiêm túc. Cháu biết, chú, chuyện này cháu có thể đi nói với anh ấy trước một chút, để anh ấy có cái hy vọng, nếu không thì lần này chuyện vào thường vụ thất bại đả kích anh ấy quá lớn rồi. Nói thật, đầu tiên là cái tên Cổ Bảo Toàn kia cũng quá không ra gì cả, thuộc hạ của Diệp Phàm chính là bí thư thị trấn Lâm Tuyền là Mâu Dũng cũng đã đề cử lên rồi, nhưng gã chủ nhiệm chính khu kinh tế lại vứt đề cử đi. Nếu đề cử được trình lên, dù bị thành phố bác bỏ thì anh ấy cũng không thể nói gì hơn, nhưng tên Cổ Bảo Toàn làm quá cạn tình, thật đúng là chẳng ra cái thá gì. Lô Vĩ khẽ chửi. Lời gì vậy, có ai chửi người như cháu chưa? Tốt xấu gì gã vẫn là lãnh đạo của cháu, nhất định phải tôn kính gã. Cái tên này, không thể đến thành phố nhanh như vậy được đâu, vẫn là nên cẩn thận một chút, làm người phải khiêm tốn, biết chưa? Cháu cho rằng bí thư huyện ủy là dùng bùn nặn ra sao? Mặc người nặn tròn nặn vuông sao? Bọn họ là tướng soái biên cương, là nhân vật lớn chủ quản một phương nhỏ đấy. Đừng cho rằng thành phố có chú của cháu chống đỡ cho, trên tỉnh có cô của cháu đỡ là bắt đầu lấc cấc, Trung Hoa lớn lắm, thật xấu hổ khi cháu lại đến từ Bộ Công an. Chú thấy não cháu bị lừa đá bay mất rồi, thế lực nhà họ Lô chúng ta ở Trung Hoa mà nói còn chưa chen được vào tập đoàn hàng đầu kia kìa, hơn nữa còn xếp vị trí thứ cuối đuôi nữa. Cổ Bảo Toàn là bí thư huyện ủy chủ quản một phương, người ta mà không có gia cảnh thì lên được chức sao? Nghĩ kỹ đi,
sau này đừng có phạm sai lầm gì biết không? Mặt Lô Trần Thiên nghiêm khắc phê bình cháu mình, có chút hương vị hận tiếc rèn sắt không thành thép được. Chương 721, âm thầm chuẩn bị. Tôi cũng chỉ là mắng sau lưng một câu, không có nói trước mặt. Vừa rồi không phải cậu cũng đã nói rồi, còn khen anh đây chửi cổ bảo toàn rất hay, chẳng lẽ tôi chửi một câu sau lưng cun cô được hay sao? Thằng nhãi này có chút không phục. Thằng nhãi, nếu như có trưởng lão đây, cậu sẽ được ăn cái tát đấy, đối với lãnh đạo thì sau lưng cũng không thể chửi được. Cậu nghĩ xem, chứ cậu quen rồi, nếu không cẩn thận thì sẽ lọt đến lỗ tai của gã hạ dã, gã ta sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó thằng nhãi cậu muốn trở về cục thành phố, ban tổ chức cán bộ. Hứ hắn dám không ký, nếu thật sự là như thế thì tôi không chơi với hắn nữa, cái gì, chính là mắng hắn đấy. Chú, con đi đây, không thú vị tí nào. Lô Vĩ thở phì phì quay người bước đi. Tức giận đến mức Lô Trần Thiên hướng về phía bóng dáng hắn cứ lắc đầu mà mắng. Thằng nhãi này, có phải là học theo anh của hắn không? Tinh khí thối của người ta là thối có lý lẽ, việc này có gây náo loạn lên đến thành phố cũng không làm cho cái bọn ủy viên thường vụ đó sinh khiếp sợ đâu. Trái lại cổ bảo toàn, đích thực làm có chút không tốt, quá ức hiếp người khác rồi, đề cử thủ hạ của Diệp Phàm vào thường vụ, thiệt thòi thì ông cũng nghĩ ra, ông đề cử ai thì cũng không thể đề cử hắn ta. Cái này không phải rõ ràng là ghét bỏ cái tên nhãi họ Diệp đó sao? Cổ bảo toàn à, ông như vậy là trực tiếp giáng một bạt tai đấy. Tốt xấu gì thì thằng nhãi họ Diệp cũng đã vì ông bỏ ra không ít công sức rồi, đánh hạ đi một nửa Giang Sơn Ngư Dương, bất luận ông lấy công đem thưởng cũng xem như không rồi, cuối cùng không ngờ lại lấy ơn đi báo thù. Việc này thì ai có thể chịu đựng nổi? Có thể chịu đựng thì còn là con người sao? Mẹ kiếp, chẳng ra làm sao cả, nếu như Lô Vĩ nghe thấy nhất định sẽ rớt mắt cho xem, bởi vì Lô Trần Thiên đó không ngờ cũng lộ ra lời nói thô lỗ rồi. Tuy nhiên, ngài nói là bảo chúng tôi cố sức làm lung lạc tên họ Diệp, nếu có thể giúp được thì giúp hắn ta. Lô Trần Thiên lại thở ra một hơi dài, lông mày như trâu lại cao lên. Sao phải giúp chứ, ít nhất trước tiên phải giúp anh ta lấy lại chút sĩ diện chứ. Lão Trần, ông chú ý cổ bảo toàn cho tôi, ngay cả lúc ông ta vào nhà vệ sinh cũng phải chú ý. Lần này không để ta lột lớp da hắn ra thì lão đây sẽ về nhà bán khoai lang, không phải là một trò vui rồi. Diệp Phàm chỉ vào Trần Khiếu Thiên nói, có lão Trần cao thủ bậc 6 quốc thuật âm thầm theo dõi cổ bảo toàn, hắn ta tuyệt đối không dám xuất hiện. Yên tâm đi công tử, lấy không được chứng cứ của tôi đây thì tôi đây cho hắn mấy phát tát, làm cho hắn thiếu luôn răng để đi dự đại hội, hừ, dám làm nhục công tử như thế, không muốn sống nữa rồi. Trần Khiếu Thiên càn rỡ cười nói, ông già này, đã trên năm mấy rồi, vẫn còn ngông cuồng như vậy. Xem ra cao thủ có tính khí thất thường như cổ bảo toàn mà ăn hai bạt tai của ông có chịu nổi không cơ chứ? Như thế không phải là ép chết hắn ta sao? Diệp Phàm trong lòng phỉ báng Trần Khiếu Thiên. Khóe miệng co giật vài cái, vội vàng dặn dò nói. Cứ từ từ thôi, tát hai cái là được rồi, tuy nhiên phải tát chuẩn, rớt hai cái răng cửa là được rồi. Đương nhiên, việc này phải hành sự dưới chỉ lệnh của tôi, có thể dùng biện pháp khác hay là dùng biện pháp khác. Bây giờ xã hội chúng ta là xã hội pháp chế, cần làm việc văn minh. Trước tiên cứ đợi đã, tôi vừa mới cãi nhau với hắn, bây giờ ông lại cho hắn hai bạt tai nữa, như thế không phải là giấu đầu lòi đuôi rồi sao? Cái đó xem ra tạm thời không thể phát, tuy nhiên hai cái tát này Trần Khiếu Thiên tôi trước tiên phải ghi nhớ lại đã, để xem hậu quả về sau thế nào, ha ha ha. Trần Khiếu Thiên cười có chút sung tục. Gần đây vết thương của ông già này dần tốt lên. Hôm qua Diệp Phàm đã làm một nồi thịt chăn tẩm bổ cho ông ta rồi, bây giờ xem ra đã hồi phục lại được 3 tầng công lực bậc 6, cũng chính là tới cảnh giới luyện công rồi. Có hy vọng sang năm sẽ tấn công hồi phục tới cảnh giới bậc 7, vì vậy, gần đây ông già này cũng linh hoạt hẳn lên. Người mà, có triển vọng thì sẽ có hy vọng. Đương nhiên Diệp Phàm cũng mong muốn ông ta sớm hồi phục, rất nhiều việc còn đợi ông ta đi làm. Phương Viên, bên cổ bảo toàn điều tra như thế nào rồi? Diệp Phàm lại bắt đầu chỉ huy rồi. Đang điều tra, tuy nhiên vì để không rút dây động rừng, tôi phải hành động bí mật, vì vậy, việc này gấp không được. Tạm thời chỉ điều tra đến những việc nhỏ nhặt thôi, phỏng chừng không tác dụng lớn, không gây tổn thương cho hắn nhiều lắm. Muốn làm động hắn ít nhất phải làm thương tổn xương thịt hắn mới được, muốn làm cho hắn đau đến tận xương tủy, cả đời khó quên mới được,
ha ha ha. Phương Viên cười hỉ hả. Ừ Phương Viên, việc đi Thái Lan tôi nghĩ có hy vọng đấy, anh cho tôi thời gian nửa năm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Gần đây sức khỏe điều dưỡng như thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi một cách thân thiết. Có dấu hiệu hồi phục, bây giờ bên dưới có thể cử động lên, tuy nhiên chỉ mấy giây thì hết. Tôi tin tưởng anh Diệp, sinh mệnh này của Phương Viên tôi là của anh. Trong lời nói của Phương Viên tràn ngập niềm cảm kích, nói ra thì Phương Viên cũng rất đáng thương, bây giờ như đồ vật không cử động, điều đó đương nhiên đau khổ hơn bất cứ cái gì rồi. Sau này Diệp Phàm không ngừng châm cứu cho gã, sau khi phối hợp điều trị với thảo dược ngày dần có hướng chuyển biến tốt lên, làm cho Phương Viên cũng nhìn thấy được hy vọng. Lại đem người cao nhân Diệp Phàm này xem như thần thánh. Sau nửa năm nếu như tìm được biện pháp điều trị tận gốc triệt để, thì cậu cũng nên lập gia đình rồi, ha ha, chuyện này cứ tính dần đi là vừa, đừng có lo lắng, việc của cậu anh đây để ở trong tâm. Diệp Phàm luôn luôn cổ vũ cho gã. Phương Viên người này rất tốt, hiện tạm giữ chức phó bí thư, nếu như điều trị tốt triệu chứng không cử động của gã thì sau này tuyệt đối là một quân cờ có lực sát thương rất dũng mãnh. Trần Lão là chuyên tâm về mặt giang hồ, Phương Viên là sát thủ quan trường. Diệp Phàm sớm đã có dự định, hiện tại ngay cả người em Phạm Cương của Tây Thi đầu bếp cũng đã được sắp xếp vào Sở An ninh Quốc gia, Sở An ninh Quốc gia là một nơi rất tốt. Có thể có lực lượng trợ giúp mình tại chỗ ngầm, bởi vì hệ thống tình báo an ninh quốc gia thì không có gì phải nói nữa, vẫn luôn làm cho báo săn đi điều tra có chút cảm giác như lấy đại bác đánh mũi vậy. Và lại cũng không tiện cho lắm, bởi vì báo săn có kỷ luật sắt, kêu gọi họ vài lần còn được. Thường xuyên hỏi họ phỏng trừng tổ đặc nhiệm A sẽ nhìn chằm chằm, còn sắp xếp tên yêu côn Phạm Cương này đi an ninh quốc gia, chính là vì thu thập tin tức có lợi cho mình, nắm bắt được động thái quan trường bất cứ lúc nào. Diệp Phàm tuy rằng trẻ tuổi, nhưng sớm đã có sự chuẩn bị trước rồi. Thời điểm buổi tối, mấy người Trịnh Lực Văn, Đoàn Hải, Trang Hồng Ngọc, Cổ Dương, Triệu Thiết Hải đều đến đập nước Thiên Thủy, sau khi mấy người ở Hồ Đại Điện ăn uống một mạch xong, thì lang thang men theo con đường mới ở đập Thiên Thủy. Đoàn Hải, chủ nhiệm Trương vẫn ổn chứ? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ừ, phương châm đại khái của chủ tịch huyện Diệp trước kia không có biến động gì, vẫn ổn. Đoàn Hải với một vẻ mặt chua xót, kỳ thực thì sớm đã bị Diệp Phàm nhìn ra rồi, phỏng chừng Đoàn Hải không có nói sự thật. Vẫn ổn, thật sự vẫn ổn sao? Theo tôi mà còn giấu tôi à? Khẩu khí Diệp Phàm lợi hại hẳn lên. Đâu có, xếp Diệp, chỉ có chút không thoải mái thôi, nhưng bây giờ cũng qua rồi. Cổ Dương vội vàng nói lời hòa giải để che giấu. Thật không, được rồi, sau này có dịp nào rồi nói nhé. Diệp Phàm quát quát tay, chăm chú quan sát cảnh sắc xoang quanh. Lúc này điện thoại của Đoàn Hải kêu lên, là Trương Quốc Hoa gọi đến, giục bọn họ trở về, nói là ngày mai chủ tịch thành phố Lâu cần đến tuần tra vùng kinh tế Lâm Tuyền, phải sớm có chuẩn bị. Mấy người bất đắc dĩ đi. Khi đi, Triệu Thiết Hải lén lút chụt về sau cùng, ghé sát vào tài Diệp Phàm nói. Anh Diệp, yên tâm, nhà họ ra nếu như có việc gì tôi sẽ theo dõi sát sao. Gần đây Vũ Nguyệt Sơn Trang hình như rất cẩn thận, đồng thời cũng không có việc gì quá. Ngay cả việc nhỏ này làm cũng không dám làm mạnh, trưởng phòng Lô bảo tôi thông báo cho anh một lời, ông ta đang đợi thời cơ. Tôi cũng sẽ theo dõi mọi lúc. Nếu có động tĩnh gì sẽ lập tức báo cáo cho anh. Ừ. Diệp Phàm gật gật đầu, điện thoại lại vang lên rồi, sau khi nhận thì âm thanh truyền đến là lời nói to sang sảng của Hạ Hải Vĩ đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tỉnh nói. Ông em Diệp, gần đây như thế nào rồi? Vẫn ổn. Diệp Phàm thản nhiên nói, cười nói. Có phải là việc của ông anh bố trí ổn rồi sao? Ha ha, ha ha. Hạ Hải Vĩ cười gượng liên tiếp hai tiếng mới nói. Không thể nói ổn thỏa rồi, mà xem như ván đã đóng thuyền. Việc này thật sự phải cảm ơn ông em Diệp đây một tiếng, tuy nhiên gần đây rất bận, bởi vì phải đi Đức Bình, gần đây phòng chống ma túy lại thiếu người. Vì vậy tỉnh sắp xếp cho tôi phải hỗ trợ phòng chống ma túy bên đó làm việc, thật là xui xẻo, một người làm hai phần công việc, nhưng lương thì chỉ có một phần. Thế thì tôi phải chúc mừng ông anh rồi. Tuy nhiên, khi nào xuống? Diệp Phàm hỏi, trong lòng càng có chút chua xót. Mấy tháng trước Hạ Hải Vĩ dưới sự dẫn dắt của Tào Dũng quen biết mình, sau đó lại nhờ mình đi nói vào câu tốt lành trước mặt chỗ Tống Sơ Kiệt ban tổ chức tỉnh ủy, thật không ngờ là Tống Sơ Kiệt lại để cho anh ta làm tiếp.
Bây giờ phỏng chừng phải thăng chức lên đến khu vực Đức Bình làm bí thư ủy ban chính trị pháp luật rồi. Phỏng chừng Tống Sơ Kiệt cũng là vì nể tình người một nhà, bởi vì lúc đó mình đang châm cứu cho ông cụ Tống. Việc của người ta mình đã làm, còn việc mình muốn vào ủy ban thì lại thất bại rồi. Phỏng chừng phải đợi vài tháng, đến lúc đó tôi phái xe đến đón cậu, mời cậu đến tỉnh thành uống rượu. Gọi luôn Tào Dũng, ba người chúng ta không say không về, lần này nhất định phải đến quán rượu tốt nhất tỉnh thành uống một bữa cho sảng khoái. Hạ Hải Vĩ cứ cười một cách sảng khoái. Anh Vĩ, anh nói tỉnh đội thiếu người à? Diệp Phàm hình như cảm nhận được gì rồi, nháy mắt với Triệu Thiết Hải ở xa mười mấy mét, trong lòng bất chợt nghĩ ra được chủ ý. Triệu Thiết Hải có ở lại Lâm Tuyền thì cũng không làm được kỳ tích gì, nếu như có thể vào sở tỉnh nói không chừng sau này có thể giúp ích cho mình được, tuyệt đối có thể được xưng là một tay đấm có cấp, hơn nữa cam tâm tình nguyện. Từ lần này mình gặp nạn mà xem, Triệu Thiết Hải vẫn một mực theo mình, xem ra người này đáng được nâng cử. Hơn nữa, theo lâu dài mà nói, giúp anh ta cũng như giúp mình vậy. Hạ Hải Vĩ khi đã rời khỏi tỉnh sở rồi, sao không trước khi anh ta đi cần cái tình cảm trở về. Quyền lực cái thứ này, không cần quá thời hạn sẽ trở thành phế thải. Và lại, về phương diện dùng người Triệu Thiết Hải tuyệt đối làm tốt hơn Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ, Lô Vĩ và Hạ Hải Vĩ được xem như ngang hàng cùng mình. Nghĩ muốn khiến họ đi làm quá nhiều việc thì không tiện, Triệu Thiết Hải thì khác rồi, bởi vì anh ta hoàn toàn là dựa vào bản thân mình mà đi lên, sử dụng nhiều anh ta một chút cũng không có vấn đề gì, phỏng chừng trong lòng còn có chút hy vọng như vậy. Lẽ nào ông em Diệp cũng muốn thử đổi mới một phen, nếu thật như vậy, dựa vào mối quan hệ giữa anh và bí thư Lý Sương Hải, cũng có thể thành, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ vui mừng, nói ra lời nào đều là cười ha ha không dứt, đây chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái tạo nên. Thế thì không được, trước đây khi bí thư Lý ngồi ở cương vị của anh đã từng làm kinh sợ tôi, tuy nhiên tôi lười nhác quen rồi, không quen với cuộc sống quân sự hóa ở bên công an. Diệp Phàm cười cự tuyệt, tuy nhiên chuyển lời nói. Tôi có một người anh em, rất giỏi về vấn đề đó. Nếu như tỉnh đội thiếu người không biết có thể kéo anh ấy vào được không? Chương 722, ra tay xếp đặt. Tên là gì, hiện đang ở đâu? Có đảm đương chức vụ gì cô? Hạ Hải Vĩ rất dứt khoát, hỏi trực tiếp luôn. Kỳ thực anh ta cũng nghĩ đến trả ân tình của Diệp Phàm, nếu không, trong lòng kìm nén rất khó chịu. Tên là Triệu Thiết Hải. Hiện tại đang đảm nhận chức trưởng công an phân cục khu vực kinh tế Lâm Tuyền huyện Ngư Dương, cũng chính là cán bộ cấp phó phòng chính thức, và là một trong những thành viên của Đảng Cục Công an huyện. Hiện đang chuẩn bị kiêm nhiệm chức phó trưởng công an huyện, anh ta không tồi chút nào, rất tốt để làm bạn rồi, hơn nữa trước đây nghe nói là trinh sát binh chuyển nghề, một cú dậm chân xuống có thể làm vỡ đôi một cục gạch xanh. Diệp Phàm rất nhiệt tình giới thiệu về Triệu Thiết Hải. Đương nhiên, trong đó cũng thổi phồng lên một chút. Ví như việc dùng chân đá gãy cục gạch xanh mà nói, việc đó thì Triệu Thiết Hải không thể nào làm được, đá gãy một viên gạch hồng tương đối rỗng thì còn được. Lập tức xoay người hướng về Đoàn Hải mà gào thét. Đoàn Hải, mấy người các anh về trước đi, Thiết Hải ở lại chút, tôi có việc hỏi anh ấy một chút. Mấy người Đoàn Hải đồng ý đi trước, nhìn thấy Diệp Phàm vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, Triệu Thiết Hải cũng biết không nên đến. Trong lòng mơ hồ nghĩ là không biết anh Diệp có phải đang hỏi cục trưởng Lô về việc nhà họ Tạ hay không. Cho nên trong lòng cũng đang mường tượng về một số việc tồi của nhà họ Tạ. Để tôi nghĩ anh ta hợp với cương vị nào, đợi một lát sẽ trả lời điện thoại cậu. Hạ Hải Vĩ cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp gác điện thoại, phỏng chừng là đi điều tra sắp xếp rồi. Đương nhiên, muốn điều một người cũng không dễ, thủ tục trong đó tương đối phức tạp. Cho dù ông ta có là tổng đội trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh cũng không thể làm theo ý mình được. Hơn nữa, trên huyện nếu tính con số các vị lãnh đạo cấp phó phòng cũng không ít, nào là phó trưởng phòng, nào là phó bí thư chắp vá lại với nhau tuyệt đối không dưới 15 người. Trên đầu còn có nhiều quan to, làm việc gì thì cũng phải có chút ít trở ngại. Nếu như sắp xếp một vị trí tốt cho Triệu Thiết Hải, cũng phải chuẩn bị một chút, xin ý kiến của mấy vị lãnh đạo. Diệp Phàm cũng biết rõ điểm này, lập tức đi tới. Thiết Hải, qua đây ngồi một chút. Diệp Phàm chỉ vào một tảng đá phủ đầy rêu xanh nói. Tảng đá này quá bẩn, anh Diệp, để tôi lau sơ trước. Triệu Thiết Hải nói, không tìm thấy được cái đồ như rẻ lau, liền duỗi tay áo ra làm rẻ lau, mặc dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng cũng làm cho lòng Diệp Phàm cảm động một chút.
Sau khi ngồi xuống, Diệp Phàm nháy mắt với Triệu Thiết Hải một cái, cười nói. Thiết Hải, tôi có khả năng phải rời khỏi Ngư Dương rồi. Rời khỏi, nên thế, mảnh đất thối này thì có gì đáng để lưu lại chứ, cổ bảo toàn đúng là chẳng ra gì. Anh Diệp vì ông ta bán mạng, kết quả lại là qua cầu rút ván, không phải là một trò vui nữa rồi. Loại người này, ngay cả Triệu Thiết Hải em đây cũng không muốn làm việc cho anh ta. Con chó già của nhà họ Tạ càng hung, trước khi rời khỏi phải ngăn cản bọn họ mới được. Triệu Thiết Hải lớn tiếng chửi mắng. Thiết Hải, không thể nói như vậy. Chúng ta không phải làm việc cho cổ bảo toàn, mà là làm việc cho đảng và nhà nước, là làm việc cho cả nhân dân Ngư Dương. Còn về phần lão thất phu nhà họ Tạ đó, chính là vì ông ta mắng tôi, nếu không thì, tôi cũng không nhỏ nhen đi làm những việc như vậy, quá rớt giá rồi có phải không? Vẻ mặt Diệp Phàm rất nghiêm túc, phê bình Triệu Thiết Hải. Tôi biết mà anh Diệp, anh dự định đi nơi nào? Trong lòng Triệu Thiết Hải có chút mất mát, có chút luyến tiếc. Tất cả của mình bây giờ đều do một tay Diệp Phàm giúp cho. Phỏng chừng là cục xúc tiến đầu tư thành phố, tuy nhiên việc này hiện tại vẫn chưa định được, cậu phải giúp tôi giữ bí mật việc này, đừng có đi đồn đại khắp nơi. Diệp Phàm dặn dò nói. Tôi hiểu mà, việc mà anh Diệp giao phó thì có đánh chết Triệu Thiết Hải tôi cũng không dám nói lung tung. Triệu Thiết Hải rất là kiên quyết, ngó nhìn Diệp Phàm một cái, có điệu bộ như muốn nói. Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ tâm tư của anh ta, đơn giản là muốn cùng đi với mình, liền cười nói. Có phải là không muốn ở Lâm Tuyền nữa rồi? Anh Diệp đi rồi, ở huyện Lâm Tuyền này thì còn có ý nghĩa quái gì nữa? Mỗi ngày đều nhìn thấy sắc mặt Trương Quốc Hoa, Mâu Dũng và Tạ Đoan thì khó chịu rồi. Kỳ thật, vừa rồi bọn người Đoàn Hải họ không nói thật, gần đây sau khi Trương Quốc Hoa lên chức, nghiễm nhiên tự cho mình là anh cả. Giống như Cổ Dương làm trưởng ban phòng tổng hợp, đã bị ông ta mắng qua mấy lần rồi. Tối hôm qua, Hồng Ngọc Hoàn còn bỏ ông ta mắng đến nỗi hai mắt đều đỏ cả lên. Đoàn Hải cũng không kém, cho dù Trương Quốc Hoa cho rằng mấy người này là thân tín của anh, mỗi ngày không có việc cũng tìm chuyện, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Chủ nhiệm Đinh bị ông ta sai lên sai xuống giống như một nô tài, buổi chiều còn bị ông ta chỉ vào mặt mà mắng, nói rằng làm không tốt thì đừng có làm, chỗ nào tốt hơn thì hãy mau cút đi cho khuất mắt. Con mẹ nó, con cừu non Vương Bác này, phỏng chừng là muốn đuổi mấy người bọn họ đi, sau đó âm thầm sắp xếp người của mình vào. Cũng may là đối với mình còn khách sáo, nếu không thì, tôi thật muốn đánh cuồng một trận với cái lão này, không là cái thứ gì hết. Triệu Thiết Hải giống như mấy mụ đàn bà tranh chua chu mồm lên mắng vậy. Chủ nhiệm Đinh lại động vào anh ta rồi. Diệp Phàm nhíu mày dựng đứng lên hỏi, Đinh Hương là bạn tốt của mình, cái này Trương Quốc Hoa mắng cô ấy cũng như là mắng mình rồi, việc này quyết không thể nhịn được rồi, người phụ nữ của mình bị người ta chỉnh, thế thì chịu làm sao được. Vốn dĩ trước đây điểm tiếp đãi khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta đặt tại quán rượu Xuân Hương, Trương Quốc Hoa vừa lên thì đã thay đổi liền, phỏng chừng cái quán rách nát Tử Vân kia đã cho chút gì cũng nên. Buổi chiều chiêu đãi khách, chủ nhiệm Ninh nói là chủ nhiệm Diệp trước kia đã sắp xếp, vì vậy cứ chiếu theo cũ mà sắp đặt tại quán Xuân Hương đi. Kết quả Trương Quốc Hoa lại bỏ mặt, lúc đó chủ nhiệm Ninh bị ông ta mắng đến khóc luôn. Sau đó nói với chúng tôi là thà trả về phòng tôn giáo ngồi ghế cứng lạnh cũng không muốn lưu lại ở khu kinh tế Lâm Tuyền nữa, ôi! Thiết Hải thở dài, cũng với bộ dạng muốn mà chẳng giúp được. Hừ! Diệp Phàm hừ một tiếng, chợt nói. Được rồi, đừng nói cái này nữa. Trương Quốc Hoa, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với ông ta. Thiết Hải, có muốn chuyển vị trí không? Đương nhiên rồi, bất kể là đi đâu, tôi đều nghe theo anh Diệp. Khóe miệng Triệu Thiết Hải co lại, lông chân mày hơi nhún lại, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu, hơn nữa cái gật đầu ấy rất chăm chỉ, có chút giống với con chim mổ gạo. Lên tỉnh có đi hay không? Khi Diệp Phàm lộ ra câu nói này thì miệng của Triệu Thiết Hải hả ra khá to, nắm tay của đứa trẻ có thể đấm tọt vào trong. Thằng nhãi này sau một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, sớm đã đứng dậy, kích động a, có chút điệu bộ nói năng lộn xộn, nói. Thật, lên tỉnh thật sao, cái đó đương nhiên tốt rồi. Lên tỉnh làm một tên lính quèn cũng còn hơn là ở lại Lâm Tuyền một nơi khỉ ho cò gáy như thế. Nói cái gì, Lâm Tuyền sao mà trở thành một nơi khỉ ho cò gáy được chứ, hừ. Lông mày Diệp Phàm nhíu lại và hừ một tiếng, khu kinh tế Lâm Tuyền này là sự kết tinh của tâm huyết và mồ hôi,
hắn tuyệt đối không cho phép ai nói những lời bậy bạ như vậy. Tôi quá kích động rồi, anh Diệp, Lâm Tuyền là tiên cảnh, tuy nhiên, tôi vẫn thích lên tỉnh hơi. Triệu Thiết Hải lẩm bẩm nói, muốn nói lại nhưng chỉ nháy mắt với Diệp Phàm một cái, không dám hỏi. Có gì xấu xa mau nói đi, đừng có ở đây làm phiền người khác. Diệp Phàm tức giận mắng, phỏng đoán thằng nhãi này muốn hỏi lên tỉnh làm cái gì. Tuy thằng nhãi này miệng nói rất thoải mái, đi tỉnh phòng làm một tên lính cũng được, tuy nhiên nếu có chức quan làm thì càng tốt. Chút tâm sự nhỏ này Diệp Phàm chỉ cần xem tướng đã đoán ra ngay. Anh chấm ans Diệp, ta đi tỉnh phòng rốt cuộc làm những cái gì? Triệu Thiết Hải lẩm bẩm nói, cực kỳ ngượng ngùng, tuy nhiên cũng không chịu được, hỏi thẳng ra. Tôi cũng không rõ lắm, việc này, phải đợi điện thoại. Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Anh chấm ans Diệp, anh ngồi trước đi, tôi quá kích động rồi, tôi chạy mấy bước rồi về. Bằng không ở đây đợi chịu không nổi. Triệu Thiết Hải vừa nói dứt lời thì vội chạy đi, giống như đứa bé không lớn nổi. Không lâu sau thì chạy về, chỉ là trong tay có thêm mất bình rượu và mấy đĩa thức ăn, hai người bày ra bên trên đường đập thiên thủy để uống. Mãi cho đến 10 giờ, Hải Hải Vĩ gọi điện đến, nói là ba chi đội hình sự phía dưới tổng đội hình sự của tỉnh thiếu một trưởng phòng, tuy nhiên là cấp trưởng phòng chính. Hỏi Diệp Phàm và Triệu Thiết Hải có thành tích gì xuất sắc không? Diệp Phàm lúc này vội đem những biểu hiện xuất sắc của Triệu Thiết Hải trong vụ án đập thiên thủy, cùng với những lời nhận xét của đội trưởng Lý Sương Hải với anh ta, và những công trạng lập được tổng hợp hết lại. Vừa nghe nói người phụ trách vụ án lúc đó là bí thư Lý Sương Hải, Hạ Hải Vĩ cũng rất lấy làm vui, nói là nếu như có bí thư Lý ra mặt thì dễ làm rồi. Diệp Phàm vừa nghe nói, cơ hội này không thể bỏ qua, xem ra khả năng của Hạ Hải Vĩ cũng không đủ lớn, còn cần Lý Sương Hải ra mặt giúp đỡ một chút. Vì thế sau khi nói chuyện với Hạ Hải Vĩ thì trực tiếp điện thoại cho Lý Sương Hải, Lý Sương Hải cũng rất rõ ràng, bởi vì ông ta vẫn muốn trả ân tình cho Diệp Phàm. Bản thân có thể trèo lên đến chức vị này nói một câu sự thật, thì tác dụng của quân cờ Diệp chủ này cũng không thể thiếu. Vì vậy mà Lý Sương Hải trực tiếp gật đầu, hơn nữa Triệu Thiết Hải anh ta cũng mơ hồ nhớ ra, có chút khâm phục thằng nhỏ này. Sau khi gác điện thoại, xem Triệu Thiết Hải có chút không an phận, cười nói. Thằng nhãi này, cứ chờ mời anh uống rượu là được rồi. Được rồi à, tiếng nói của Triệu Thiết Hải có chút gì run sợ. Ha ha, Diệp Phàm gật gật đầu không đáp, cố ý trêu đùa thằng nhãi này. Cái đó, gì, làm gì? Triệu Thiết Hải đứng ở một bên vặn vẹo một hồi, vẫn cứ kiên trì hỏi. Được rồi, không đùa với cậu nữa. Chi đội trưởng chi đội thứ ba thuộc tổng đội hình sự tỉnh. Những lời lẽ này của Diệp Phàm như bom ném ra, Triệu Thiết Hải như ở vào trạng thái của một kẻ ngốc. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần, há miệng hét lớn. Ta đây thăng quan rồi, ta cũng là cấp trưởng phòng rồi, ôi mẹ nó, ôi sướng quá. Tên nhãi này không ngờ lại làm dáng vẻ như xưa, lết đến với đầu gối quỳ đất, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Anh Diệp, sau này tính mệnh của tiểu Triệu này sẽ giao cho anh. Thằng nhãi này, tuổi tác thì lớn hơn mà cứ tiểu Triệu này nọ, làm cho người ta nổi cả da gà. Diệp Phàm tức giận mắng. Ai là người thành đạt trước thì người đó bề trên, anh luôn luôn là đại ca của Thiết Hải em. Sau khi Triệu Thiết Hải nói xong vui vẻ vội chạy ngay về Lâm Tuyền. Ôi thật không thể tưởng được không đến 2 năm, tôi không ngờ cũng có người có khả năng đẩy tôi lên vị trí cấp trưởng phòng, nhưng bản thân tôi, ngay cả chức thường vụ huyện ủy cũng không vào được, thật buồn bực chết đi được, như thế thì cái gì so với cái gì, ôi quỷ mẹ nó. Diệp Phàm giống lên một tiếng động trời, cảm thấy hơi khó chịu, cần phải giải phóng ra ngoài một trận mới dễ chịu đi một chút. Ôi nếu như lúc này mà có vài cô gái để giải khuây thì tốt biết mấy. Thằng nhãi này không kiềm được có chút, mơ hồ nghĩ. Chính vào lúc này, dưới ánh trăng mông lung, phía đối diện bên đường quốc lộ không ngờ lại thấp thoáng bóng dáng một đoàn hoa trắng, nhìn xa xa giống như người. Hơn nữa, nhìn từ mái tóc dài rối tung hình như giống như một nữ quỷ. Thằng nhãi này không khỏi giật mình, thầm nói. Lẽ nào thật sự gọi ra được một nữ quỷ giải buồn sao? Thằng nhãi này có chút buồn bực, ngay cả tiểu lý đao đều dắt ở trong tay rồi. Ở đây đêm tối mọi âm thanh u tịch, đích thực có người thâm nhập. Chương 723, đội uyên ương hoang dã trong bụi cỏ tranh. Phải biết rằng không thể nào có phụ nữ khuya như vậy rồi còn dám đứng ở lâm trường cảnh dương với đập nước thiên thủy được,
con đường mở rộng chi nhánh của Lôi gia trại. Hắn nghĩ đụng phải quỷ cũng bình thường, dù sao thì cái loại quỷ này rất là thần bí, trước đây chưa có người nhìn thấy, chỉ nghe nói qua. Anh Diệp, là em. Từ trên bóng dáng quỷ trong bụi mơ hồ đó truyền ra một âm thanh phụ nữ nghe rất quen thuộc, hình như là âm thanh của đầu bếp Tây Thi Phạm Xuân Hương. Cái tiếng này quá chi là giống Xuân Hương rồi, còn anh Diệp anh, chẳng lẽ nào là Nhược Mộng trở về gặp tôi? Hắn không ngờ lại nghĩ tới Diệp Nhược Mộng, dùng mình một cái, một người với bước đi lớn bước qua. Anh Diệp, cuối cùng nhìn kỹ rồi, đúng là Phạm Xuân Hương. Em.sao lại ở đây, khuya như vậy rồi, không tốt đâu. Diệp Phàm biết cô phỏng chừng không yên tâm về mình, nên vội chạy đến, bởi vì trại Lôi gia chính là nhà của cô. Phỏng chừng lúc trước là ẩn nấp ở nơi nào, vì mình, cô ấy cũng. Hắn cảm động vô cùng, một tay ôm Phạm Xuân Hương vào lòng, dùng mắt lướt nhìn một vòng xuống dưới, phát hiện ra phía bên kia rừng hình như có cỏ tranh, mặc kệ nó. Bổ nhào về trước mặt ôm người đẹp, có chút cảm giác như lão hổ lên núi vậy. Sau khi mấy âm thanh mùi mẩn vang lên xong, quần áo vốn dĩ không nhiều của Phạm Xuân Hương như bay đi mất, dưới ánh trăng một thân thể tuyệt đẹp hiện rõ lên. Trong đó những khe rãnh đó dưới con mắt tinh anh của Diệp Phàm cũng như lung lay bay bổng giống như bay đến 9 tầng mây, càng như thêm mê hoặc lòng người. Đầu bếp Tây Thi rất giỏi hiểu ý người, nằm trong bụi cỏ hai chân vừa động, thì động đào nguyên vừa mở nhẹ, khoe tư thế mê hoặc người nhất làm các ông như muốn phun huyết, cái tròn tròn mơ hồ đó. Dưới ánh trăng giống như hai cái bóng điện lớn, nhẹ nhàng công kích như cung tên bắn đi, cây tên như đâm trúng hoa tiêu, cùng với âm thanh của cô gái trầm xuống. Giống như tiếng khóc trẻ con vang lên. Không lâu sau, tiếng rên rỉ kia càng ngày càng to, giống như tiếng con quạ kêu thảm thiết trên không trung. May là giờ này khuya khoắt không có ai, nếu không thì, thật sự là bị dọa cho đến phát bệnh mất. Hai thân thể giống như hai sâu kẹo hồ lô đan xem quyện chặt vào nhau, hơi xương như được lấy làm chiếu, trời được lấy làm giường. Xuân Hương, sau này không được như thế này nữa, quá nguy hiểm rồi. Đã trễ như thế này rồi nếu gặp người xấu thì biết làm sao chứ? Diệp Phàm ôm thân thể tỏa ra thơm nức mà run sợ của Xuân Hương vào lòng, tỏ ra như có trách nhiệm. Em hiểu rồi, sau này sẽ không thế nữa. Phạm Xuân Hương miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng thì lại nói lẩm bẩm rằng. Sau này, e rằng không có cơ hội nữa rồi, có lẽ đây là đêm cuối của em bên anh, ôi! Em à, em còn trẻ mà, thử tìm người khác. Phỏng chừng không lâu sau anh phải rời khỏi Lâm Tuyền rồi, ôi, không thể lại làm lầm lỡ em được. Diệp Phàm trầm mặc hồi lâu, quyết định hay là tỏ rõ thái độ với Phạm Xuân Hương. Anh biết, anh không còn ở đây lâu nữa, vì vậy đêm nay em mới dám đến. Còn về việc tìm ai khác, sau này hãy nói đi nhé, em mệnh rất bạc, người khác đều rất sợ em khắc tử, chỉ có anh là cứng rắn, không sợ khắc, bất cứ lúc nào anh nhớ đến em, thì hãy trở về thăm em nhé, ôi. Vẻ mặt Phạm Xuân Hương khổ sở, u buồn. Được thôi. Diệp Phàm trả lời hai tiếng, biết rằng nhất thời không thể thuyết phục được cô ấy, cũng không muốn nói nữa. Kỳ thực thì những lời lẽ của Phạm Xuân Hương nói ra hắn cũng có chút cảm động. Khi đưa Phạm Xuân Hương về đến cổng, Diệp Phàm rút ra một cái thẻ đưa qua, nói rằng. Cái này tặng cho em, không nhiều, chỉ có 500 ngàn. Sau khi anh rời khỏi thì khó mà thường xuyên chăm sóc cho em được rồi. E rằng việc làm ăn của tử lầu sẽ kém đi nhiều, có chút tiền này giúp trợ giúp em nhất thời thì cũng không phải lo, tiêu hết rồi thì lại tìm anh. Tuy nhiên Phạm Xuân Hương nhất mực cự tuyệt, thái độ rất kiên quyết, nhìn thấy Diệp Phàm vẫn cứ cứng rắn như vậy, cô ấy lắc đầu, nói nhỏ nhẹ. Em có thể tự làm nuôi sống mình, cho dù Trương Quốc Hoa có không cho đặt tại tử lầu nữa, thì các người khách khác vẫn còn rất nhiều. Đồ ăn hiện tại ở tử lầu chúng em rất ngon, em không sợ. Trời rộng như vậy, lẽ nào lại sợ không có cơm ăn? Hơn nữa, anh Diệp, anh cho em quá nhiều rồi, em vĩnh viễn sẽ không trả xong đâu. Còn gì chứ? Hắn vứt cái thẻ và bước đi nhanh, từ xa vọng lại tiếng nói. Mật mã chính là ngày sinh của em đó. Anh Diệp, đầu bếp Tây Thi lẩm nhẩm thì thào, nhặt cái thẻ ngân hàng lên nhét kỹ vào trong ngực, dường như, nó chính là hình bóng của Diệp Phàm, trên mặt cô gái tràn những giọt lệ trong suốt. Chị, anh ấy đi rồi à? Phía sau truyền đến tiếng nói có chút hơi run rẩy của em gái Phạm Nghiên Nhi. Anh ấy là người tốt. Phạm Xuân Hương không nói thêm gì nữa, quay mình đi vào phòng. 9 giờ sáng,
Tạ Tốn phái hai tên lính từ căn cứ Dương Đầu phòng đến, đương nhiên là đưa súng đến. Đem những cây súng trường tốt nhất trong căn cứ chọn ra ba cây, bởi vì Lâm Trường Cảnh Dương đột nhiên có đoàn khảo sát đến, vì vậy, việc đi săn thú ở Lan Đăng Cốc phải lùi lại một ngày. Diệp Phàm cũng chẳng sao cả, vừa lúc có thể đi khu chứa nước đập Thiên Thủy câu cá. Đoàn Hải nghĩ thật là chu đáo, sắp xếp người từ núi Bà La Khố đem những thiết bị câu cá tốt nhất, cũng chính là để tiếp đãi các vị quan lớn cấp sở. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm là một chiếc mũ rơm, thân hình với bộ đồ người nông phu, cùng với hai người Lý Tuyên Thạch Tử Tốn đi đến khu đập nước Thiên Thủy. Nói thật, Diệp Phàm đã ở tại đập Thiên Thủy cũng đã lâu rồi, nhưng thật sự thì chưa bao giờ dồn tâm sức vào để đi đập nước Thiên Thủy câu cá một bữa, bởi vì không có thời gian. Tuyên Thạch, nơi này một ngày có thể câu được bao nhiêu? Nhìn về mặt nước rộng bao la, Diệp Phàm mở miệng hỏi. Xem vận may tốt thì một ngày kiếm được mười mấy cân cũng không thành vấn đề, vận may không tốt thì có khi một con cũng câu không được. Để xem vận may của chúng ta thôi, tuy nhiên, mùi vị của những con cá ở đập nước Thiên Thủy này vô cùng thơm ngon, đều là sinh trưởng trong tự nhiên, là thực phẩm xanh. Tuy nhiên cũng rất khó mà câu được, nếu như có thể câu được một con cá gà trống thì chính là gặp được vận may lớn rồi, ha ha ha. Lý Tuyên Trạch cũng đội mũ rơm, cười sang sảng. Cá gà trống, còn có loại cá này sao? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Lý Tuyên Trạch. Anh đương nhiên là chưa nhìn thấy qua rồi, ngay cả tôi cũng chỉ là nghe ông nội nhà tôi nói qua mà thôi. Nói rằng trước giải phóng đã từng bắt được một con, trên đầu có một cái mào lớn trông như mào gà, cho nên được gọi là cá gà trống. Kỳ thật thì cũng có người nói đó là cá rồng, còn cái mào gà đó kỳ thực là cái sừng gì đó của rồng. Cái này, dù sao thì tôi cũng không rõ lắm, chỉ là nghe ông nội nhà tôi nói là loại cá đó mùi vị thì không thể chê vào đâu được. Hơn nữa là đồ vô cùng bổ, tráng dương bổ âm, người luyện công ăn vào có thể làm tăng nội công, người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ gì đấy. Phỏng chừng là có hơn một nửa là thổi phồng lên rồi, làm gì có như vậy. Lý Tuyên Trạch đã làm xong cần câu vào, mắc thêm mồi câu vào. Chuyện này thật ra rất kỳ quái, nhưng hy vọng hôm nay chúng ta có thể kéo vận may về. Diệp Phàm cười, nhưng trong lòng lại có chút kích động, thầm nghĩ. Nếu quả thật như có loại cá này nói không chừng còn có thể đem về kết hợp với thuốc, như thế thì Xuân Cung Hoàn của mình không phải là lại có cách rồi sao, bổ âm tráng dương, quả là đồ tốt. Nếu như anh Diệp thật muốn câu loại cá đó thì phải đổi địa điểm rồi. Ở đây e rằng là không có. Lý Tuyên Thạch lại lắc đầu. Thế nơi nào có, chúng ta đi thử vận may xem sao. Diệp Phàm đầy vẻ phấn khích. Đầm Ngô Công. Lý Tuyên Thạch cười nói. Thế thì đi ngay thôi, muốn câu thì phải câu thật tốt, mẹ kiếp, làm một con thử ra sao. Nghị lực của Diệp Phàm rất lớn. Được, tôi đi kiếm một cái bè che đến, chúng ta bơi qua. Lý Tuyên Thạch cười và bước nhanh đi. Không lâu sau, cũng không biết là anh ta kiếm ở đâu ra được một cái bè tre lớn dài đến 15 mét đến, hai người ngồi lên nhẹ nhàng từ từ bơi đi. Cái bè trúc này có thể ngồi được 7 đến 8 người, và chất thêm cái dù lớn che nắng, ghế, cũng không sợ chìm chút nào, nếu như dùng để du lịch thì còn có tác dụng chán. Diệp Phàm thuận miệng cười phá lên nhớ đến cái bè trúc to làm ở núi Vũ Di Phúc Kiến. Du lịch, ai dám đến cái vùng khỉ ho cò gáy này của chúng ta chứ? Cũng không có hy vọng nhiều. Lý Tuyên Trạch không ý thức được điểm này, lắc lắc đầu không yên tâm. Ha ha, con đường quốc lộ đập nước Thiên Thủy hiện đã sửa xong rồi, sau này cậu làm vài cái bè tre, thử làm du lịch một ngày ở khe đập nước này xem, nói không chừng còn có thể kiếm tiền. Và lại, hai bên bờ khe này phong cảnh cũng rất đẹp, những hòn đá lại như những cái răng lớn đan xen nhau, rừng cây cũng được che đậy cao vút trời xanh, rất đẹp. Diệp Phàm liên tục tán dương nói. Qua một thời gian tôi sắp xếp người làm thử, có thể kéo được mấy người khách thì cũng được, dù sao còn hơn cả ngày đào khoai trên mảnh đất này. Trong lòng Lý Tuyên Trạch cũng có chút động lòng, cười nói. Mặt đầm của đầm Ngô Công cũng rất là bằng phẳng, cũng không có những vòng xoáy lạ gì, khiến cho Diệp Phàm có chút hơi thất vọng. Anh Diệp, giờ phút này rất yên lặng, đây chỉ qua là biểu hiện bề mặt, nếu đợi cho đầm này nổi giận lên. Thì một con trâu lớn cũng bị cuốn vào trong chớp mắt thì mất hút bóng dáng rồi. Lý Tuyên Trạch có chút bộ dạng kiêng nể, làm cho trong lòng Diệp Phàm như đang thì thầm, cái đầm này có thể cuốn cả một con trâu sao,
xem ra người không thể xem tướng mạo, đầm cũng không thể xem bề mặt ngoài. Anh Diệp nhất định có chút hoài nghi phải không? Ha ha, trong cái đầm này nghe tổ tông đời trước nói bên trong còn có một cái động, phía dưới bề mặt dòng nước. Nếu như đất từ trong động vọt ra chìm liền xuống nước, thì cái đầm này có thể nổi giận rồi. Vì vậy, bề mặt đầm này xem ra rất tĩnh lặng, đáy nước bên dưới thì lại rất đáng sợ. Lý Tuyên chậc cười giải thích rõ. Hai người cắm xong bè tre, xua khi làm tốt một số thì bắt đầu câu cá. Thị trấn Lâm Tuyền hôm nay cờ màu bay phấp phới, chiêng trống rung trời, học sinh của trường Nhị Trung Ngư Dương đều đang đứng đón Trương Quốc Hoa đến, hai bên ở phố xếp đứng thẳng hàng, mỗi người tay nắm vòng hoa để chào mừng. Ngay cả Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tỉnh cũng đều đeo thẻ ủy viên thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các cục, cùng với các thành viên ban lãnh đạo khu kinh tế Lâm Tuyền sớm đã đợi ở bên cầu lang Mã Đại Ngư Dương nơi giao nhau giữa thành phố Phú Xuân và thị trấn Võ Khê rồi. Bởi vì hôm nay không những là Phó Chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên đến, đồng thời lại còn có Chủ tịch thành phố La Hạo Thông, nghe nói trưởng bí thư Lô Minh Châu trên tỉnh thay mặt tỉnh ủy cũng xuống tuần tra. Hơn nữa, trưởng bí thư Lô xuống chỉ lệnh cần đi Ngư Dương có cái quái gì đi dạo chứ, vì vậy, địa điểm được định tại khu kinh tế Lâm Tuyền. Vốn dĩ bí thư Chu của thành ủy cũng xuống, tuy nhiên ông ta sớm đờ đi thủ đô họp rồi, nên do Chủ tịch La Hạo Thông toàn quyền đại diện. Tuy nhiên chỉ có Cổ Bảo Toàn biết, Chu Càng Dương phỏng chừng cũng sắp đến hồi, lẽ nào là muốn cho bí thư Lô một bất ngờ. Lô Vĩ thì sớm đã bận tối mũi tối mặt rồi, Triệu Thiết Hải cũng vậy, các phòng ban khu kinh tế Lâm Tuyền đều là chuyển đổi liên tục. Chỉ có Diệp Phàm một phó chủ tịch huyện quản mảng giáo dục vệ sinh bởi vì đang còn lưu chức kiểm tra, âu cũng vui vẻ thong dong, bởi vì Cổ Bảo Toàn nhìn thấy anh ta thì rất phiền. Chỉ sợ trong lòng thằng nhãi này cái ấm ức đó vẫn chưa tiêu tan. Đến lúc đó đột nhiên giết đi một con ngựa đen, ở trước mặt trưởng ban thư ký Lô làm lộ ra những lời lẽ không hay thì Ngư Dương lại quá mất mặt rồi. Vì vậy, trong lòng của lão Cổ luôn cầu trời khấn Phật phù hộ, ngàn vạn lần đừng để vị ôn thần tiểu diệp này xuất hiện ở Lâm Tuyền. Kỳ thực, thì Cổ Bảo Toàn không có để ý đến anh ta lắm, trong lòng hắn ta đã nảy sinh những sự nể sợ với Diệp Phàm rồi, có lẽ hắn sớm đã cảm nhận được rồi, chỉ là miệng lưỡi không dám thừa nhận thôi. Chương 724, trưởng ban thư ký tỉnh ủy quá bộ đến Lâm Tuyền. Nhà hàng Tử Vân cũng là trang hoàng đổi mới hoàn toàn, tư tưởng ông chủ mở rộng không ít. Bởi vì bữa tiệc hôm nay ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn tệ thế mà lại như không có vấn đề gì. Nhà hàng Xuân Hương, đương nhiên không có phần, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi tin tức của nhân vật lớn mang tới. Lô Minh Châu, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nghe nói mới ngoài 40. Kỳ thật chính là cô của Lô Vĩ, một người phụ nữ khá lợi hại. Ngày hôm qua Lô Minh Châu ở thành phố ngủ lại một đêm, 10 giờ sáng thì tới cầu lang Mã giao giới của thành phố Phúc Xuân và huyện Ngư Dương, bà cũng không xuống xe, mà tới thẳng Lâm Tuyền dưới sự vây quanh bảo vệ của mười mấy chiếc xe Ngư Dương. Phía trước là xe cảnh sát mở đường, theo sau là một loạt xe Santana của huyện Ngư Dương, bình thường có, mẫu 2000 cũng có, đương nhiên, trong đó xen kẽ cũng có xe tải thương vụ. Giữa đội ngũ chính là một dãy xe Audi rẻ tiền bao quanh một chiếc Audi cao cấp hơn của trưởng ban thư ký Lô. Không lâu sau thì đã tới thị trấn Lâm Tuyền. Ừ, con đường này cũng được đấy. Lô Minh Châu vừa xuống xe, khi bàn chân vừa mới đặt xuống mặt đường chính đông đang dương rộng chừng 26 kia, miệng không khỏi tán dương một câu. Lại phóng tầm mắt lướt qua hết toàn bộ con đường chính đông đang dương, cười nói. Chà, không thua gì đường phố mới của thành phố các ông. Bên trong xã, thị trấn ngoại trừ 10 xã, thị trấn lớn tỉnh ta, thì đường phố Lâm Tuyền các ông cũng được xếp hạng 1-2. Phía sau câu nói kia đương nhiên là hướng về Chủ tịch thành phố La và các lãnh đạo liên can ở thành phố tới mà nói, an nhàn tỏ ý khen ngợi. Ha ha, đây đều là huyện ủy Ngư Dương và ủy ban nhân dân huyện chỉ huy thích đáng, người phụ trách khu kinh tế Lâm Tuyền đã dẫn dắt toàn thể cán bộ công nhân viên chức mà làm ra. La Hạo Thông khá khiêm tốn. Cười, trong lòng cũng có chút hầm hập, tuy rằng miệng nói chính là công lao của cán bộ huyện Ngư Dương. Nhưng Ngư Dương cũng là do La Hạo Thông tôi quản mà, vậy còn không phải là thành tích do La Hạo Thông tôi làm ra sao? Đây thì xá gì, có thể được trưởng ban thư ký tỉnh ủy khen ngợi, kiểu này mặt mũi không muốn vẻ vang cũng khó. Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát từ phía sau vào tới rất nhanh, khi gần tới trước mặt trưởng ban thư ký Lô mới từ từ giảm bớt tốc độ. Khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc,
quái lạ đồng chí công an duy trì trật tự hôm nay chẳng lẽ lại bất tài thế, thật là thất thố quá. Tuy nhiên, nếu là xe cảnh sát, có lẽ là người ta có việc gấp cần báo cáo hay gì đó, khi mọi người đang hết sức nghi hoặc, thì một bóng dáng cao lớn từ trong xe bước ra. Người này xuống xe lập tức hướng về Lô Minh Châu cười nói. Trưởng ban thư ký, quay về hơi bị muộn, phải đuổi theo nhanh vậy, cuối cùng vẫn là đuổi kịp đoàn xe của trưởng ban thư ký, ha ha ha. Bí thư thành ủy Chu Càn Dương vẻ mặt tươi cười, cất bước lớn tiến lên phía trước, nhiệt tình bắt tay với Lô Minh Châu. Bí thư Chu, mới từ thủ đô trở về nên nghỉ ngơi một chút đi, tôi bên này không có việc gì, chỉ là đại biểu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh xuống đây dạo một vòng. Lần này xuống đây cũng không có nhiệm vụ gì nhiều, cũng không có mục đích gì, chỉ là đi thăm thú các nơi Nam Phúc chúng ta rồi về. Bí thư tỉnh ủy Quách nói, ông ấy dạo này rất bận, nên đánh nhờ tôi làm việc này, ha ha. Lô Minh Châu mỉm cười, thể hiện ra vẻ hòa ái, cũng không có thói kiểu cách nhà quan. Liếc mắt nhìn một cái, rồi chỉ vào con đường chính của Đông Đang Dương kia chủ cười nói. Đúng là phải khen ngợi Lâm Tuyền các ông mới được. Ha ha, trưởng ban thư ký, một chút thành tích, không đáng nhắc tới. Đây đều là nhờ bí thư bảo toàn làm được tốt. Nghe nói trước kia nơi này chỉ là một khu nhà dân chật hẹp, đường chỉ rộng có 3-4 mét, đến xe cứu hỏa cũng vào không được. Sau lại bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, hiện tại trở nên càng rộng thoáng càng rộng rãi. Tục ngữ nói cũng không đi, thì mới không tới, đồng chí bảo toàn làm tốt lắm a. Chu Càn Dương bật cười ha ha, không giấu vết khoe khoang về bí thư huyện ủy cổ bảo toàn, đẹp đến nổi khiến thằng nhãi này trong lòng thiếu chút nữa nổi bong bóng. Đương nhiên, La Hạo Thông và Vệ Sơ Tịnh một bên lại là một tâm tư khác. Dùng một chữ hình dung, chính là chua. La Hạo Thông vô cùng hối hận vừa rồi sao không trực tiếp khen ngợi Vệ Sơ Tịnh cấp dưới của mình, để cô cũng được thể hiện chút trước mặt trưởng ban thư ký. Vì sao còn phải đem ra cổ bảo toàn làm gì? Trong lòng đang chửi thẳng lão thất phu Chu Càn Dương, da mặt còn dày hơn cả đáy nồi. Đem công lao khu kinh tế Lâm Tuyền toàn bộ đổ hết vào người cổ bảo toàn. Chu Càn Dương nói xong, vội lấy tay chỉ cổ bảo toàn nói. Bảo toàn, ra đây nói một chút với trưởng ban thư ký về con đường này, về biến hóa lớn của Ngư Dương các cậu. Trưởng ban thư ký, lúc trước Lâm Tuyền gặp khó khăn, đường chính Đông Đang Dương toàn bộ đều bị thiêu hủy. Đây cũng không phải là được tạo ra bởi sai lầm của huyện Ngư Dương chúng tôi hoặc là thị trấn Lâm Tuyền. Lúc ấy là bởi vì một tên tội phạm giết người bị truy nã toàn quốc trốn tới Lâm Tuyền sau đó sai người làm ra, sau đó sở tỉnh điều tra rõ vụ án này, tội phạm cũng nhận được trừng phạt đích đáng. Ban đầu tai nạn này vốn là thình lình ập tới nên hẳn là bi kịch, tuy nhiên, sau khi chúng tôi đem việc này báo cáo lên thành phố, lãnh đạo thành phố cũng là giúp đỡ coi trọng. Đặc biệt là bí thư Chu. Lập tức chỉ thị chúng tôi phải khắc phục muôn vàn khó khăn, không trông đợi không dựa dẫm, phải cho dân chúng có nhà để ở, có cơm để ăn, có áo để mặc. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng tôi cũng lập tức hành động, thành lập khu kinh tế Lâm Tuyền, được rất nhiều cán bộ do đồng chí Trương Quốc Hoa dẫn đầu ở khu kinh tế Lâm phối hợp, chẳng những xây mới lại con đường chính Đông Đang Dương này, hơn nữa khiến cho nó thêm nhiều hấp dẫn và đẹp đẽ hơn. Cổ bảo toàn là có chuẩn bị mà tới, thao thao bất tuyệt. Lại hợp thời đẩy ra Trương Quốc Hoa hiện đang đương nhiệm chức chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền. Đồng chí Tiểu Diệp thì ông ta không thèm nhắc tới một chữ. Ở trong lòng cổ bảo toàn, đồng chí Tiểu Diệp hiện tại căn bản là một tên ôn dịch không ra gì, nhắc tới tên hắn thôi cũng sẽ có cảm giác bị nhiễm bệnh. Khốn thật, rõ ràng là công lao của chủ tịch huyện Diệp, thế mà từ miệng mày lại toàn bộ biến thành của Trương Quốc Hoa, người gì thế này, đồ khốn nạn. Lô Vĩ ở một bên nhíu mày. Triệu Thiết Hải cũng không khác gì mấy. Vừa đúng lúc, để chủ nhiệm Trương giới thiệu một chút tình hình tái xây dựng cho trưởng ban thư ký biết sơ qua, tôi thấy con đường này hình như dài tới mấy trăm mét, tất cả đều là dãy nhà mới. Hơn nữa hai bên lối đi bộ, đều gắn đèn đường sáng trưng, đúng là một khu phố sinh động. So với đường phố ở thành phố còn xinh đẹp hơn nhiều, đây đúng là một công trình không thể ngờ. Đối với trong xã, thị trấn mà nói, có thể hoàn thành việc này. Đồng chí Trương Quốc Hoa đúng là không đơn giản, chắc là cũng đã đầu tư không ít tiền vào đó. Nếu bởi vậy sự việc này mà gánh thêm trọng trách nặng nề sẽ không thỏa. Trưởng ban thư ký Phí Ngọc ở thành phố cũng không biết là ý gì, sao lại nói như thế. Đầu tiên là dốc sức ca ngợi Trương Quốc Hoa, mặt sau chắc là lại có biến chuyển.
Đồng chí Quốc Hoa, hãy giới thiệu một chút cho hai vị trưởng ban thư ký cùng với bí thư Chu. Cổ Bảo Toàn mặt mày hớn hở cười nói. Trưởng ban thư ký Lô, bí thư Chu, chủ tịch thành phố La. Đây là việc mà khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi nên làm. Có thể tạo phúc cho nhân dân, có thể để họ an cư lạc nghiệp, thấy họ dắt chó đi dạo trên con đường mới, chơi trò chơi, tôi rất tâm an. Công trình này đúng như trưởng ban thư ký Phí đã nói, đầu tư không ít, chỉ là hạng mục bồi thường di rời thì khu kinh tế chúng tôi đã đưa ra hơn 3 triệu đến gần 4 triệu. Cái này đối với một số địa khu xã, thị trấn phát đạt mà nói có lẽ không là gì cả, tuy nhiên, với thành phố Mạc Hương chúng ta vẫn là một khoản rất lớn, đặc biệt một bậc xã, thị trấn. Mà tầm nhìn xa hơn chính là nguyên con đường này, do khu kinh tế chúng tôi làm chủ đạo, triển khai mở rộng, hình thành một mạng lưới giao thông bốn phương thông suốt. Khiến cho khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi thực hiện được đường nhựa rộng chừng 12 mét thông hết 2 xã 6 thị trấn, không hề thua kém so với tỉnh. Con đường này kỳ thật chính là một đường tiền tài, khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi dưới chỉ thị của bí thư huyện ủy Cổ, thực hiện đầy đủ phương châm lớn của đảng, muốn làm giàu trước tiên phải sửa đường. Dùng sửa đường để dẫn dắt nông dân làm giàu, dùng sửa đường để hữu lực xúc tiến tuần hoàn giữa sự phát triển huyện và kinh tế, dùng sửa đường đưa tới Kim Phượng Hoàng, lập tức thành lập khu công nghiệp Lâm Tuyền. Kéo đến 150 triệu đầu tư, tiếp theo ở khu công nghiệp Gành Quỷ Anh hoàn thành đầu tư giấy đá Lâm Tuyền, nhà máy tơ lụa Lâm Tuyền, nhà máy đồ chơi Lâm Tuyền. Hơn nữa, công trình lớn như vậy, đề cập đến công trình lớn 5-60 triệu đầu tư, kết quả có thể tính được. Khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi cũng không nợ nần gì nhiều với bên ngoài. Tin rằng không cần tới 10 năm có thể trả hết nợ. Trương Quốc Hoa miệng mồm cũng rất là trơn tru lưu loát, giống như toàn bộ mạng lưới giao thông Lâm Tuyền cùng với khu công nghiệp Gành Quỷ Anh tất cả đều là do Trương Quốc Hoa y chỉ huy mới có thể hoàn thành. Về phần đồng chí Diệp Phàm, thì không hề thấy y nhắc tới. Không tồi không tồi, ở một mặt xã, thị trấn mà nói, hạng mục này cũng không phải là công trình lớn gì. Chủ nhiệm Trương hoàn toàn có thể quang vinh lấy được danh hiệu đảng viên ưu tú toàn tỉnh xã, thị trấn, ha ha ha. Lô Minh Châu không tiết kiệm lời khích lệ, tuy nhiên đảo mắt lại nhíu nhíu mày, có chút vẻ nghi hoặc hỏi. Nói đến việc sửa đường và việc đầu tư hơn 100 triệu, tôi bỗng nhớ tới một chuyện. Ha ha, chắc là trưởng ban thư ký muốn nói việc này khẳng định có liên quan với khu kinh tế Lâm Tuyền. La Hạo Thông nhân cơ hội mà phát. Muốn lợi dụng việc này khơi mào một điểm gì đó. Thằng nhãi này cũng là kinh nghiệm dày dạn, năng lực lợi dụng sơ hở có thể nói là số một. Ừ. Lô Minh Châu lên tiếng, quay đầu liếc mắt quét qua mọi người một cái, trên mặt lại kia tràn đầy tươi cười, nói. Sáng hôm qua, khi tôi từ trụ sở tỉnh ủy đi ra, ở lối đi nhỏ vừa hay gặp phải trưởng ban tống của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nghe nói tôi muốn đến Ngư Dương, tiện thể cười nói. Ngư Dương có một khu kinh tế Lâm Tuyền, đó là một chỗ tốt. Tôi lập tức cười hỏi. Trưởng ban tống biết chút gì sao, có thể cho nói một ít với tôi trước hay không, cũng để biết thêm nội tình. Trưởng ban tống lập tức cười nói. Nói đến chuyện này thì thật là có chút thú vị, mấy tháng trước ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đúng đầu muốn khai giảng khóa học anh tài vượt thế kỷ, nói là để tìm hiểu thêm một người, tên là Diệp Phàm. Hơn nữa còn nói đồng chí này là ở khu kinh tế Lâm Tuyền nhậm chức, còn là trưởng lớp của lớp anh tài, hơn nữa trưởng ban tống còn cười tủm tỉm nói là chức trưởng lớp kia của đồng chí Diệp Phàm còn là do chính ông điểm tướng. Tôi liền có chút tò mò, lập tức cười hỏi. Trưởng ban tống, một cán bộ xã, thị trấn mà ông có thể nhớ tới, còn tự mình điểm tướng, vậy cái người gọi là đồng chí Diệp Phàm kia khẳng định là có một vài khả năng nổi bật à nha. Trưởng ban tống ha hả cười nói. Đúng vậy, trên báo tỉnh còn đặc biệt danh, chủ tịch thị trấn trăm triệu, hơn nữa còn làm ra mạng lưới giao thông Lâm Tuyền gì đó, còn được gọi vui là cái gì, Hóa Duyên Đại Sư. Ô nói tới đây hình như cái danh hiệu, Hóa Duyên Đại Sư, kia hình như cũng có nguồn gốc từ thành phố Mạc Hương của đồng chí Cản Dương các anh, ha ha. Sau đó trưởng ban tống còn nói với tôi, bảo tôi hỏi thăm đồng chí Tiểu Diệp một chút, nói là khi nào rảnh ông ta sẽ tới thăm thú Lâm Tuyền. Để xem có giống với những gì đã đang trên báo tỉnh hay không. Lô Minh Châu lời kia vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho một đám người Cổ Bảo Toàn là như đứng ngồi không yên, trên mặt Trương Quốc Hoa kia thì mồ hôi lạnh cũng toát ra ngoài. Biết trưởng ban thư ký người ta đã để lại mặt mũi cho mình, không nói thẳng mình là đám người, hái đào, gì đó. O không ô,
Chương 725, hiện trường đại loạn. Chu Càn Dương vẻ mặt lập tức có chút âm trầm, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Cổ Bảo Toàn một cái. Đám người Vệ Sơ Tịnh và La Hạo Thông trong lòng thích thú thiếu chút nữa hô một tiếng má ơi, cũng là chừng mắt bò lom khom nhìn Trương Quốc Hoa và Cổ Bảo Toàn bị xử đẹp thế nào. Cổ Bảo Toàn đúng là kinh nghiệm lão luyện, trong lòng nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng, lập tức đi lên trước một bước, kiên trì, cười nói. Trưởng ban thư ký, trên báo tỉnh đăng tin đích xác không sai, đảm nhận chủ nhiệm đầu tiên khu kinh tế Lâm Tuyền chính là đồng chí Diệp Phàm. Ở mạng lưới giao thông Lâm Tuyền kiến thiết ở giữa, trong việc thành lập khu công nghiệp Gành Quỷ Anh đều đã lập công lao không nhỏ. Bí thư Chu còn khen hắn là đại sư hóa duyên, kỳ thật đây là khen đồng chí Diệp Phàm có chút năng lực thu hút đầu tư. Cho nên, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng đầy đủ suy xét tới phương diện này, vốn ủy viên thường vụ lần này còn ghế chống hai tên ủy viên thường vụ. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cũng đã suy xét tới đồng chí Diệp Phàm mới học tập từ trường đảng tỉnh ủy trở về, hơn nữa còn đảm nhiệm chức trưởng lớp. Đối với nhân tài, huyện ủy huyện Ngư Dương chúng ta là tuyệt không để hắn mai một. Vốn định đề cử hắn tiến vào bộ máy đảng ủy huyện ủy. Tuy nhiên vô cùng tiếc nuối, bí thư Chu nói là đồng chí Diệp Phàm đặt ở Ngư Dương thì thật đáng tiếc, thành phố mới là sân khấu hắn có thể phát huy ra năng lực lớn hơn nữa, đặc biệt việc thu hút đầu tư. Lần trước phó chủ tịch thành phố Lô xuống đây cũng nói với chúng tôi, cố ý điều đồng chí Diệp Phàm đến cục xúc tiến đầu tư thành phố để phát huy tác dụng nhiều hơn nữa. Cho nên, huyện ủy Ngư Dương chúng tôi cũng đã suy xét đến điểm này, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cho đồng chí Diệp Phàm ra đi. Nhắc lại càng khiến chúng tôi thấy tiếc nuối, ha ha. Cái miệng của Cổ Bảo Toàn thật biết nói chuyện, đem lý do không cho Diệp Phàm vào thường vụ toàn bộ đổ hết cho thành phố. Hơn nữa không cho Diệp Phàm vào thường vụ là yêu quý nhân tài, tạo cho hắn một không gian phát triển rộng lớn hơn. Khiến cho đám người Đoàn Hải nghe đến nổi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng mắng cái miệng của tên họ Cổ kia không đổi làm thầy coi tướng đúng là đáng tiếc, chết cũng nói cho sống lại được. Ủa, còn có chuyện này sao? La Hạo Thông giống như không biết tình hình nhỏ giọng nói lọt một câu. Tuy nhiên câu nói kia vừa ra khỏi miệng, hình như có chút hoài nghi, khiến người ta không thể không suy nghĩ về các mặt khác. Lão La, thật là có việc này. Thời gian trước Trần Thiên nói với tôi, chủ nhiệm Diệp Phàm ở khu kinh tế Lâm Tuyền là một nhân năng, để hắn nằm ổ ở Ngư Dương thật đáng tiếc, sân khấu ở thành phố rất lớn, nếu có thể cho hắn đến thành phố, một năm thu hút 200 triệu đầu tư tư tuyệt không có vấn đề. Cho nên, khi tôi cùng Bảo Toàn nói chuyện, tôi có nhắc tới, không thể tưởng được Bảo Toàn thật có thể lĩnh hội ý tứ mặt trên, ha ha ha. Chu Càn Dương tiếp lời, cùng Cổ Bảo Toàn hợp diễn song hoàng, cũng là điều tự nhiên thôi. Lô Trần Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật gật đầu, ứng tiếng nói. Là có chuyện như vậy, năm trước tôi có đề cập qua, tuy nhiên lúc ấy đồng chí Diệp Phàm không có ý định đến ở thành phố, nói là muốn đem việc sửa đường khu kinh tế Lâm Tuyền làm xong trước. Nói là mình từ đập nước Thiên Thủy tới, nên vì dân chúng mưu phúc, muốn cho dân chúng ăn ngon, mặc đẹp, trẻ con được đến trường, cán bộ chức công đều có tiền lương lĩnh hàng tháng, lúc ấy tôi còn rất tiếc nuối, nhân tài khó được. Đúng vậy, chủ nhiệm Diệp là người tốt như vậy. Lúc này, không ngờ Trang Hồng Ngọc ở xa xa đánh bạo hô một câu đi ra. Của đồng chí này là... Trưởng ban thư ký Lô nhìn Trang Hồng Ngọc. Cô ấy là trưởng phòng tài vụ khu kinh tế Lâm Tuyền Trang Hồng Ngọc. Trương Quốc Hoa khẩn trương giới thiệu. Trưởng phòng Trang, cô nói xem, đồng chí Diệp Phàm tốt như thế nào, tôi rất hứng thú nghe. Nếu thật có thể nói ra chỗ tốt, vậy thì lần này trở về cũng có thể nói lại với bí thư Quách. Lô Minh Châu cười nói, khôi phục vẻ mặt thân thiết. Trưởng ban thư ký, chào ngài. Đồng chí Diệp Phàm, anh ta một lòng vì dân, tôi không muốn nói khoác. Nhưng khu kinh tế Lâm Tuyền này căn bản là do một tay anh ta làm ra. Trang Hồng Ngọc tê tái cõi lòng, dù gì cũng bất chấp tất cả. Đêm qua lại lần nữa chịu trận giáo huấn của Trương Quốc Hoa, Trang Hồng Ngọc đã tính đến chuyện quay về phòng hồ sơ huyện, bây giờ không còn gì để mất nữa. Diệp Phàm đối với cô ấy có ân, cô ấy muốn trả lại một ân tình cho Diệp Phàm. Dù sao mình bây giờ đã là một đống phân chó hôi thối. Tạ gia đang hãm hại mình. Trương Quốc Hoa thì cùng bọn với Cổ Bảo Toàn, bọn họ không ưa mình, dù sao mình cũng không còn đường ra, muốn đi đến lại không quan hệ gì. Cho nên, người đã ra thế này, một khi hiểu ra tới đường cùng thì còn gì để sợ. Một tay anh ta làm ra, cô gái,
lời này cũng không thể nói lung tung, một mình anh ta, bộ là thần thánh sao, hừ. Lô Minh Châu không ngờ thu lại nụ cười thân thiết, vẻ mặt nghiêm túc, trưởng ban thư ký tỉnh ủy khi lộ ra khí thế kia cũng khiến người chết khiếp. Trang Hồng Ngọc kia trong lòng run lên, đầu tê dần, lúc đang lắp bắp đang muốn giải thích, liền bị một giọng thô bên cạnh cướp lời. Đúng vậy, trưởng ban thư ký, trưởng phòng Trang nói chính là tình hình thực tế. Tôi là phân cục công an Lâm Tuyền Triệu Thiết Hải. Chuyện của chủ nhiệm Diệp tôi biết rõ nhất, lúc trước vì sao bí thư thành ủy Chu lại gọi chủ nhiệm Diệp là hóa duyên đại sư. Chính là bởi vì anh ta đã kéo về hơn 30 triệu tiền quyên tặng cho kinh tế Lâm Tuyền, cho nên bí thư Chu mới gọi anh ta là hóa duyên đại sư. Thực ra, chúng ta chỉ nhìn thấy khoản tiền quyên tặng cách xù, mà không biết rằng chủ nhiệm Diệp vì hơn 30 triệu quyên tặng này thiếu chút nữa đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Lời của Triệu Thiết Hải khá là giật gân, lập tức khiến cho mấy trăm ánh mắt ở trên đường lập tức chăm chú hướng về phía y, tất nhiên là chờ gã giải thích. Đánh đổi cả mạng sống, rốt cuộc sao lại thế, hãy nói cho rõ. Lô Minh Châu trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe mà qua, quay đầu coi lại đám phóng viên bên cạnh, thì liền thấy bọn họ đã cầm bút sột soạt viết không ngừng. Lấy lần quyên tặng đầu tiên mà nói vậy, là chủ tịch Nam Cung Hồng Sách của tập đoàn Nam Cung Hong Kong quyên tặng. Lần đầu là 2 triệu. Nhưng người ta đường đường tỷ phú Hong Kong, sao có thể đến cái nơi hẻo lánh Lâm Tuyền này để quyên tiền cơ chứ? Đó là bởi vì, lúc trước không phải là có tên sát nhân trốn ở Lâm Tuyền chúng ta sao, chẳng những phóng hỏa giết người còn cướp đoạt kim mã được khai quật trong cổ mộ đường Triều. Triệu Thiết Hải vừa mới nói đến đây, Lô Minh Châu không nhịn nổi liền hỏi. Cái gì kim mã đường Triều, nói cụ thể xem. Kỳ thật trong lòng bà ta cũng biết rõ. Hóa ra pho tượng kim mã ở nhà mình lại có liên quan tới Diệp Phàm, nhận thức trong lòng về Diệp Phàm không khỏi sâu sắc thêm. Lô Minh Châu vừa hỏi, Triệu Thiết Hải không khỏi xem xét liếc nhìn Lô Vĩ một cái, thầm nghĩ, người chủ thật sự của pho kim mã này không phải cũng đang có mặt ở đây sao, nghe nói cổ mộ kia còn là của nhà ông ta. Tuy nhiên thấy Lô Vĩ không phản ứng, Triệu Thiết Hải biết người ta không muốn liên can tới việc này, vốn định để Lô Vĩ ra mặt làm náo động cũng bỏ qua. Lập tức nói, chính là đào ra từ trong một cổ mộ ở đập nước Thiên Thủy. Lúc ấy chủ nhiệm Diệp vẫn chưa phải là phó chủ tịch huyện, chỉ là tổ trưởng tổ công tác ở đập nước Thiên Thủy. Vì bảo vệ kim mã, nên con gái của đồng chí Diệp Kim Liên kế toán thôn là cô giáo Diệp Nhược Mộng đã hy sinh, Lý gia cũng hy sinh một người. Đồng chí Diệp Phàm càng liều mạng, không lo nghĩ tới tính mạng, truy đổi tên sát nhân. Sau đó, thì cả tỉnh ủy đều kinh động. Quân dân hợp lực bắt được tên sát nhân. Chủ tịch Nam Cung nghe được tin này sau đó phái người tới thị trấn Lâm Tuyền, nói là phải cảm tạ chủ nhiệm Diệp đã thay ông ta báo thù. Triệu Thiết Hải khi nói đến khúc này thì đến lượt Chu Cản Dương không nhịn được, liền hỏi. Diệp Phàm với họ Nam Cung có quan hệ gì? Sao lại nói là báo thù? Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm bị thương tôi thật ra cũng có biết, lúc ấy là tôi thay mặt tu bí thư thành ủy Dương đến thăm hỏi anh ta mà. Đúng vậy, tên sát nhân kia trước kia cũng đã từng bắt cóc con trai cưng của Chủ tịch Nam Cung. Chủ tịch Nam Cung cho rằng con mình đã thiệt mạng, cho nên muốn cho chủ nhiệm Diệp 200.000 tiền cảm tạ. Nhưng chủ nhiệm Diệp lại không chịu nhận, lại đi khích lệ Chủ tịch Nam Cung quyên tặng chút tiền cho việc sửa đường ở đập nước Thiên Thủy. Bởi vì con đường kia đã hư hỏng nặng, hàng năm đều bị lật xe làm chết mấy người. Chủ tịch Nam Cung cảm động, quyên tặng 1 triệu. Tuy nhiên, không lâu sau, đồng chí Diệp Phàm lại nhớ tới một manh mối, giúp cơ quan công an cứu thoát con trai cưng của Chủ tịch Nam Cung, hóa ra cậu ta vẫn còn sống. Bởi vậy, Chủ tịch Nam Cung quyên tặng 2 triệu. Chuyện lúc ấy là do đội trưởng Lý ở cơ quan tỉnh phụ trách, tuy nhiên nghe nói đội trưởng Lý Sương Hải đã là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Thủy Châu, anh ta có thể làm chứng. Còn nữa, lấy việc Đông Đang Dương mở rộng đường mà nói, lúc ấy bí thư thị trấn Lâm Tuyền, cũng chính là đồng chí Mâu Dũng hiện tại là không đồng ý mở rộng. Hơn nữa ở trên buổi họp đảng ủy khu kinh tế Lâm Tuyền cũng đưa ra ý kiến phản đối, tôi nhớ rõ lúc trước phó chủ nhiệm thường trực đồng chí Trương Quốc Hoa của khu kinh tế cũng là bảo lưu ý kiến. Cũng là bỏ phiếu trắng, ha ha, kỳ quái hơn chính là chủ nhiệm Diệp làm ra thành tích lớn như vậy, mấy trăm ngàn dân chúng Lâm Tuyền thậm chí có cụ già còn đặt tên cho anh ta, xưng là Lộ Thần. Một quan tốt có công trạng lớn lao như vậy. Một lòng vì dân chúng mưu cầu phúc lợi, sao có thể không vào được nhóm khảo sát ủy viên thường vụ huyện ủy. Hơn nữa chủ nhiệm Diệp theo tôi thấy,
anh ta rất muốn tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ huyện, cũng không phải vì quyền hay tiền gì cả. Anh ta nếu muốn tiền thì lúc trước sao không trực tiếp giơ tay đòi chủ tịch Nam Cung ấy, người ta vì báo ân, cho anh ta mấy triệu thì xá gì. Bởi vì khoản quyên tặng sửa đường ở đập nước Thiên Thủy lúc trước là chủ tịch trực tiếp giao cho chủ nhiệm Diệp, tuy nhiên chủ nhiệm Diệp không lấy, việc này ngay cả phó giám đốc sở công an tỉnh Lý Dương Hải cũng biết, bởi vì ông ta cũng ở đấy. Trưởng ban thư ký nếu không tin, khi trở về gặp được ông ta có thể hỏi lại, xem Triệu Thiết Hải tôi đây có nói thật không. Cho nên, chủ nhiệm Diệp không thể vào thường vụ, không cần nói chủ nhiệm Diệp có chút không phục, ngay đến rất nhiều công nhân viên chức khu kinh tế Lâm Tuyền chúng tôi đều cảm thấy hơi khó hiểu, nhân dân Lâm Tuyền lại càng không hài lòng. Cấp dưới trực thuộc chủ tịch huyện Diệp là bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền đồng chí Mâu Dũng cũng đã vào thường vụ. Lúc ấy đồng chí Mâu Dũng còn là một cán bộ cấp trưởng phòng, mà chủ nhiệm Diệp lại là cán bộ cấp phó cục. Còn là thủ trưởng của anh ta, điều chính yếu nhất là sự phát triển của thị trấn Lâm Tuyền chẳng lẽ không phải là một tay chủ nhiệm Diệp mang lại sao? Không có đường tốt, không có khu công nghiệp gành Quỷ Anh, thì sao thị trấn Lâm Tuyền có thể phát triển thế này? Triệu Thiết Hải dù gì đã phải đi sở công an tỉnh, cho nên một chút băn khoăn lo lắng đều không có. Lướt mắt qua Quốc Hoa và Cổ Bảo Toàn như đang muốn giết người, hoàn toàn không thèm để ý gì cả, toàn bộ nói toạc ra hết. Đám La Hạo Thông và Vệ Sơ Tĩnh thiếu chút nữa cười thành tiếng, nhịn cười đến mức vô cùng khó chịu, cũng vì Triệu Thiết Hải và Trang Hồng Ngọc lớn mật mà bị thuyết phục. Tuy nhiên, một số cán bộ sáng suốt thì nhìn Triệu Thiết Hải và Trang Hồng Ngọc giống như nhìn thấy người chết, biết rằng cứ thế này, phỏng chừng tiền đồ chính trị của hai người này sẽ sớm kết thúc thôi. O không ô. Chương 726, phải báo cáo với tỉnh ủy số 1. Chu Càn Dương tuy nói bất động thanh sắc, nhưng nội tâm đang suy nghĩ cái gì đó, nói vậy cũng có thể đoán được. Ừ, nếu chân tướng đúng như lời cậu đã nói, vậy thì đồng chí Diệp Phàm thật đúng là một tài năng tuyệt vời. Lô Minh Châu cũng không nói gì khác, quay đầu hướng về trưởng ban thư ký Phí Ngọc nói. Việc này nhờ anh đi kiểm tra thực hư, nếu tình huống là thật, viết một phần tài liệu báo cáo. Khi tôi muốn báo cáo bí thư tỉnh ủy Quách cũng phải có tài liệu thực tế chứ, ha ha ha. Bí thư Cổ, Ngư Dương các anh cho ra một cán bộ làm được việc như vậy, thật sự là chuyện đáng mừng. Về sau trưởng ban thư ký trở về nhắc tới một chút trước mặt bí thư Quách, vậy Ngư Dương không phải được nổi danh sao? Ngư Dương vì quá hẻo lánh, thua cái danh tiếng, đó là một cơ hội tốt, nhất định phải giành lấy. Tuy nhiên, đồng chí Diệp Phàm không biết ở nơi nào, sao không thấy người vậy? Nếu phải điều tra xác minh, phải tìm cho bằng được bản thân anh ta. Phí Ngọc vẻ mặt cười hỏi Cổ Bảo Toàn. Việc này. Cổ Bảo Toàn nhất thời có chút ngây người, việc này kêu ông ta làm sao mà mở miệng, nói ra chẳng khác nào tự mắng mình, chẳng lẽ nói là chính lão kêu hắn tạm thời cách chức kiểm tra cảnh tỉnh lại. Khi Cổ Bảo Toàn đang suy xét tìm từ để nói, Triệu Thiết Hải lại ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Anh ta bị tạm thời cách chức. Tạm thời cách chức, vì sao? Phí Ngọc với vẻ mặt ngạc nhiên hướng về phía Triệu Thiết Hải hỏi, đôi tai cũng thật thính, nhỏ vậy mà cũng nghe thấy. Bà ta vừa hỏi xong, mấy trăm cặp mắt lập tức chăm chú nhìn về phía Triệu Thiết Hải. Chuyện này nên hỏi bí thư Cổ, ông ta rõ hơn ai hết. Triệu Thiết Hải cười một cách kỳ lạ, khiến cho trong lòng những người khác chấn động, cũng hơi hơi hiểu ra vấn đề. Lúc này Phạm Xuân Hương trong đám người reo lên. Vì sao đình chức chủ nhiệm Diệp? Chủ nhiệm Diệp là quan tốt, là lộ thần của nhân dân Lâm Tuyền chúng tôi. Các ông đều làm quan, lương tâm cho chó ăn hết rồi hả? Quan tốt như vậy lại cho tạm thời cách chức. Em họ Lý Tuyên Thạch là Lý Ngưu lại tiếp lời, kêu lên. Nghe nói chủ nhiệm Diệp đi chất vấn huyện Thái gia vì sao không cho anh ta vào thường vụ, anh ta muốn vì dân làm thêm nhiều việc thiết thực cũng không được, cho nên, huyện Thái gia giận dữ. Tạm thời cách chức, nghe nói còn muốn lấy luôn mũ quan anh ta. Nếu thực sự như vậy, dân chúng Lâm Tuyền chúng tôi nhất định phản đối. Nghe y hò hét như vậy, một số người đã bàn bạc trước với Lý Ngưu, nhân cơ hội hô lớn. Đúng vậy, tuyệt đối không đồng ý, trưởng ban thư ký, bà phải làm chủ cho chủ nhiệm Diệp, đồ chó huyện Thái gia, lương tâm bị chó tha. Làm chủ, quần chúng đã bị cuốn hút. Nghĩ đến đại lộ ngày nay đều là lộ thần chủ nhiệm Diệp một tay làm ra, nhất thời toàn bộ náo loạn, mấy trăm người vây quanh ven đường, toàn bộ đều hô toáng lên. Đương nhiên, trong đó cũng không ít người xem náo nhiệt cảm thấy luyện giọng cũng vui.
làm gì cũng không được lớn tiếng gào thét, có gì cần phản ứng cứ nói ra. Lô Vĩ đúng lúc đứng ra, cảnh cáo vài tiếng, làm ra tư thế muốn giải tán bất quần chúng. Chủ nhiệm Diệp là quan tốt, học sinh trung học năm 2 chúng tôi đều biết rõ. Trường lớp mới nhất của trung học năm 2 chúng tôi chính là do chủ nhiệm Diệp chạy gãy chân mới có tiền để xây dựng lên, vì sao lại tạm thời cách chức, phản đối tạm thời cách chức. Lúc này, em gái Phạm Xuân Hương là Phạm Nghiên Nhi vừa đúng lúc đứng trong đội nghênh đón, nhân cơ hội hô to lên. Các học sinh đương nhiên cũng biết rõ chuyện trường học, cả đám cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy vui vui, liền theo Phạm Nghiên Nhi vừa giơ cao vòng hoa trong tay, vừa hô lớn. Lập tức, hiện trường có chút hỗn loạn cả lên. Hừ, Lô Minh Châu hừ lạnh một tiếng, dưới sự bảo vệ của nhân viên công an nhanh chóng quay đầu rời khỏi hiện trường. Theo sau là Cổ Bảo Toàn cùng với Trương Quốc Hoa sắc mặt như cho tàn, còn có Bí Thư Chu Càn Dương vẻ mặt cay nghiệt, cùng Chủ tịch thành phố La Hạo Thông với vẻ mặt mịt mờ cười lạnh. Kỳ thật ban đầu thì bên bảo an có yêu cầu không cho quần chúng tiếp cận lãnh đạo, tuy nhiên trong mặt này đã bị hai người Lô Vĩ và Triệu Thiết Hải kết phường kết hội chui vào chỗ trống. Hai người đều không có gì phải băn khoăn lo lắng, Lô Minh Châu là cô ruột Lô Vĩ, hơn nữa bản thân cũng sắp rời khỏi, sợ gì nữa. Triệu Thiết Hải tuy nói không có bối cảnh gì, nhưng tối hôm qua Diệp Phàm đã sắp xếp chỗ tốt cho gã đi, nên càng xem Diệp Phàm như cha mẹ tái sinh, lần này có thể nắm bắt cơ hội chút giận, sao có thể không làm một trận cho ra trò. Lý Tuyên Thạch và Phạm Xuân Hương kỳ thật đã sớm sắp xếp xong bên quần chúng. Còn Diệp Phàm bên này cũng chả biết gì cả, giờ phút này đang nhàn nhã mà ngồi câu cá. Anh Diệp, anh nói xem, con cá này câu đã mất nửa ngày, đến bóng còn chưa nhìn thấy. Xem ra hôm nay là phải về tay không rồi, bà mẹ nó, thật là uổng công. Lý Tuyên Thạch có chút không kiên nhẫn, cả lời thô tục cũng phun ra. Cũng phải, đây là việc gì nào? Sắp 3 tiếng đồng hồ rồi, đừng nói cá gà trống, đến lông gà còn chưa thấy nữa là. Chẳng lẽ người khi gặp xui xẻo uống nước lạnh đều bị tê buốt, xem ra vận xui chắc đến rồi. Cái thói đời tê dại hết rồi, đến cá cũng có lợi thế như vậy. Diệp Phàm lại càng buồn bực. Liền hùa theo Lý Tuyên Thạch mắng mỏ, một chân đá ra, một viên gạch, tùm, một tiếng rớt xuống đầm, nổi lên một vòng gợn sóng, rất lâu chưa tan. Khó thành người tài. Lúc này, truyền đến một tiếng hừ lạnh hơi có vẻ thê lương, hai người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, từ lúc nào mà bên cạnh đống cỏ dại mấy chục thước có một ông lão ngồi đó. Nhìn hình dáng này, giống như một ông già xấu xí, một thân quần áo vải thô, cũng có vẻ giống trang phục đạo sĩ. Trên mặt râu ria xồm xàm giống con nhím, nửa mặt đã bị che lấp gần hết, nhìn không rõ mặt thật. Ông lão này khi đi tới hai người không ngờ không phát giác, nói ra ngoài phỏng chừng đám người Triệu Thiết Hải và Lô Vĩ sẽ cười rớt cả răng. Hai cao thủ, Lý Tuyên Thạch gần tới tứ đẳng, Diệp Phàm lại là bậc thất đẳng, giờ mới nhìn thấy cảm thấy còn gọi là cao thủ cái đếch gì nữa, hôm nay sĩ diện này đúng là bị lột sạch. Cao nhân hai người trong đầu không khỏi toát ra hai chữ này trong mắt. Nhìn gì, có phải cảm thấy kỳ quái hay không, ông lão làm sao mà đến có phải hay không? Điều này cũng rất đơn giản thôi, hai người các cậu, vừa rồi rất chuyên tâm, không phát hiện cũng bình thường, đừng cho rằng lão đây là cao nhân xa lánh đời gì gì đó, cái loại có thể leo tường gì đó. Ông lão kia mí mắt cũng không nâng, ném ra một câu thiếu chút nữa làm nghẹn chết hai cao thủ. Ông cụ khẳng định là cao nhân, hai chúng ta sao có thể biết được có phải hay không? Ha ha ha! Diệp Phàm bật cười ha hả muốn cùng nói chuyện, cảm thấy ông lão này có chút kỳ quái hơi giống với Âm Vô Đao. Ha hả, thằng nhóc, câu cá phải có tính nhẫn nại, càng phải có một trái tim bình tĩnh, có thể câu được cá là chuyện tốt, câu không cá thì coi như đang tự tại tiêu dao. Người không thể đem mọi việc xem quá nhanh, quá nặng, nếu quá nhanh thì thần kinh căng thẳng, nhìn cái gì đều không vừa mắt, xem gì đều không thoải mái. Nếu quá nặng thì sẽ đè chết cậu, rút không ra được. Cho nên phải thả lỏng một chút, cái được cái mất chỉ thoảng qua như mây khói, duy tâm mà thôi. Ông lão thản nhiên cười nói. Duy tâm mà thôi. Diệp Phàm miệng lặp lại những lời này, trong lòng hình như có sự giác ngộ, tuy nhiên Lý Tuyên Thạch lại có chút không kiên nhẫn, giống cổ lên, cười nói. Ông lão, sao cổ hủ quá, cái gì là duy tâm mà thôi, nếu chỉ duy tâm vậy ông chẳng phải là sẽ làm theo ý mình, vậy thì có lẽ không cần nữa. Thế giới này không phải là sẽ đảo loạn hết sao? Thằng nhãi này vừa nói vừa lắc lắc đầu, rất có bộ dáng kẻ thông thái rởm.
làm theo ý mình, thật có thể làm được thì tốt rồi, khó khó khó. Ông lão phun ra ba từ, khó, thì không nói gì nữa, chuyên tâm câu cá. Tuyên Thạch, cậu nói xem, cá gà trống có thể đang trốn trong hang động dưới cái đầm này không, cho nên, chúng ta rất khó thấy được nó. Chỉ bằng chúng ta lặn xuống đó xem xét chút, có lẽ vận may sẽ đến. Diệp Phàm cố ý nói cho ông lão nghe. Không được, rất nguy hiểm, tuyệt đối không được. Anh Diệp, nói thật với anh, cái dòng xoáy kia em cũng có chút sợ, đừng vì việc này mà mất mạng. Lúc nhỏ em đã từng xuống qua một lần, may cho em là ông tới nhanh, bằng không, em đã sớm đi gặp tổ tiên rồi, ha ha ha. Lý Tuyên Thạch lắc đầu, phản đối cười. Kẻ nhát gan, như thế sao có thể thành tài, có một dòng xoáy nhỏ cũng không qua được sao có thể bình thiên hạ, hừ. Ông lão không ngờ lại lên đạn bắn qua một phát. Vậy xin hỏi ông cụ dám xuống thử một lần không? Lý Tuyên Thạch cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào ông lão, tiến quân sang. Ông lão không hé răng, Lý Tuyên Thạch vừa thấy có cửa, lại châm chọc nói. Không được cũng đừng ở đó mạnh miệng, gà mái mà gáy, thành ra làm phiền bọn người mù đấy. Ha ha, già rồi, không thể so với các cậu. Tuy nhiên nhóc con, cậu nói dưới kia đáy đầm kia thực sự có cá gà trống. Ông lão đầy hứng thú, nhìn chằm chằm Lý Tuyên Thạch. Có tuyệt đối là có, nhưng không bắt lên được thôi, loại cá đó có quý giá đi nữa, cũng không đáng giá bằng cái mạng nhỏ của tôi, anh Diệp anh nói đúng không? Lý Tuyên Thạch trêu chọc cười nói, nước cờ này đã tìm được cơ hội còn không cục tức mới rồi xả ra sao? Cũng phải. Diệp Phàm gật gật đầu phụ họa. Ha ha ha, thằng nhóc, cậu dám xuống không? Ông lão híp hai mắt lại nhìn Diệp Phàm. Chuyện này thì liên quan gì đến ông? Diệp Phàm đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Tôi muốn bắt một con ôi, cháu gái tôi năm nay lớp 9, phải bồi bổ thêm, mới có thể thi lên được cấp 3 ở huyện. Nghe nói loại cá này bổ âm tráng dương, là thứ đồ tốt, hơn nữa không hề có tác dụng phụ. Ông lão đột nhiên thở dài. Ông lão biết về y thuật. Diệp Phàm giống như có điều phát hiện, hỏi. Hiểu một chút đạo dưỡng sinh, nếu còn trẻ thì tôi đã có thể xuống cái đầm này bơi vài vòng, tuy nhiên, hiện tại không được, cái chân này không được rồi. Ông lão nói xong, còn nâng chân mình lên cho Diệp Phàm coi. Diệp Phàm lập tức kinh ngạc, nói không nên lời. Một cảm giác khâm phục tự phát. Bởi vì ông lão kia chỉ có một chân khác thì phía dưới bắp đùi buộc một khúc gỗ. Người tàn tật đối với nhân sinh còn nhìn thoáng như thế, còn mình thì cả ngày bị giới hạn bởi một điểm nhỏ của được và mất, điều này so với ông lão thật là thấp kém. Diệp Phàm trong khoảng khắc cảm giác thấy tâm trí mình như được phóng đại vô hạn, một luồng khí hào hung từ tận đáy lòng phun trào ra. Ông nội, chúng ta về đi, con vẽ xong rồi. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nữ rất êm tai như chim sơn ca, theo thanh âm, một cô bé mặc váy dài màu trắng tinh khôi từ trong cỏ tranh đi ra, phỏng chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt như bắp cải trắng tươi ngon mọng nước, cho người ta có cảm giác như một loại tinh khiết như nước. Thu Đồng, không phải con muốn ăn cá gà trống sao? Ông nội đang câu cho con này. Ông lão xấu xí vừa xoay mặt lập tức hiện vẻ mặt tự ái, kỳ quái chính là, ông ta vừa nói chuyện với cô bé tên Thu Đồng. Vừa dùng tay chỉ trỏ trỏ, như là sợ cô bé không biết vậy. O không ô, chương 727, chân tàn thêm tai phế. Diệp Phàm cùng Lý Tuyên Thạch nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô bé này không nghe thấy, nếu không, cô bé cách ông lão gần như thế còn phải khoa tay múa chân sao? Hai ông cháu này, một thì chân tàn, một thì tai phế, thật sự là ông trời bất công. Thôi ông nội, tranh Thu Đồng vẽ xong rồi, dáng vẻ hai bác rất đẹp. Thu Đồng miệng nói xong, một bên còn dùng tay chỉ vào bức của cô. Ôi, vậy, trở về thôi. Ông lão xấu xí thở dài, lờ đãng liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, thu lại cần câu. Ông ơi, không câu cá gà trống nữa hả? Diệp Phàm không có tới từ mà hỏi ra một câu, sau khi hỏi xong chính mình cũng thấy có chút khó hiểu, người ta câu cá hay không thì can hệ gì tới mình chứ? Trong lòng tự hỏi. Chắc là vì sự thuần khiết như nước của cô bé đã làm mình động lòng chắc ẩn. Ô, thôi bỏ đi, con cá này nghe nói trước giải phóng có người đã câu được, tôi cũng là vì hiếu kỳ xem mình có đủ may mắn không mà thôi. Cũng đã ngồi đây mất 3 ngày, câu được không ít loại cá, con cá gà trống kia chắc chỉ có trong truyền thuyết, không cần tốn công nữa. Ông lão thở dài, trên mặt treo đầy vẻ không cam lòng và u buồn.
cháu gái ông không phải muốn ăn cá sao? Huống chi ông cụ vừa giáo huấn vãn bối phải tâm trầm như nước. Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Thằng nhóc có lẽ đã nhìn ra, cháu gái tôi, kỳ thật cô bé không nghe được. Năm ngoái đi mỏ chơi, không biết như thế nào, sau một tiếng nổ, thu đồng hoàn toàn không nghe được nữa. Lão già tôi đã cầm tiền bồi thường của mỏ đi khắp Trung Quốc, nhưng cũng vô ích. Bác sĩ nói là màng nhĩ bị chấn động mạnh đã điếc hoàn toàn, không trị được. Lão già tôi tuy nói từ nhỏ cũng có hiểu một ít về thảo dược, nhưng cũng là vô dụng. May mắn cháu gái tôi thông minh, chữ nghĩa cũng biết qua. Hiện tại đã học tới lớp 9 rồi, bởi vì tai không nghe được, chị N cơ bản đều là tự học. Truyền thuyết nói cá mào gà có thể trị tai điếc, cho nên tôi từ Đức Bình xa xôi tới đây. Tuy nhiên, phỏng chừng đây cũng chỉ là một truyền thuyết, hẳn là vô dụng. Nói thêm, loại cá đó cũng chỉ là một truyền thuyết, nào có ai gặp qua. Ông lão vẻ mặt thất vọng. Diệp Phàm trong lòng đau xót, nghĩ đến cô bé thuần khiết như vậy không ngờ cả đời cũng không thể nghe được, thật đáng thương. Trong lòng hết sức chua xót lại nhìn cái đầm Ngô Công, thầm nghĩ có lẽ cái đầm này cũng không độc, mình đường đường là bậc cao thủ quốc thuật thất đẳng, chẳng lẽ lại sợ một vòng xoáy nhỏ. Thế là hét lớn lên. Ông lão, tôi bắt cá cho ông, cho cháu gái gái ông hầm bát canh cá uống. Thằng nhãi này hô toáng lên xong liền lột quần áo ra chuẩn bị xuống nước. Anh Diệp, anh đi thiệt hả? Lý Tuyên Thạch có chút lo lắng, cũng đang cởi quần áo, nói. Muốn đi, chúng ta cùng đi, vòng xoáy thôi mà, có gì đâu mà sợ. Chờ đã Tuyên Thạch, tôi thăm dò trước rồi nói sau. Diệp Phàm giơ tay ngăn cản Lý Tuyên Thạch, tiếp cận tai y nói. Cậu còn không yên tâm về anh sao? Thân thủ này của anh, chắc sẽ không việc gì đâu. Vậy, được thôi, em ở trên này tiếp ứng cho anh, nếu thấy nguy hiểm lập tức ngoi lên nha. Lý Tuyên Thạch tỉ mỉ nói lại với Diệp Phàm một số tình hình đã mờ nhạt mà trước đây đã gặp ở dưới đầm Ngô Công. Lúc này ông lão kia cũng hô toáng lên. Chàng thanh niên, cháu gái tôi nói cái đầm kia rất nguy hiểm, nó không muốn ăn cá gà trống nữa đâu. Không sao đâu ông lão, tôi lặn rất giỏi. Diệp Phàm rất là tự tin, tùm, một tiếng nhảy xuống nước. Chờ đã chàng trai, đem theo cái này đi. Ông lão cả nhắc đi nhanh tới trước, đưa cho Diệp Phàm một cây đèn pin cán dài, phỏng chừng cường độ ánh sáng rất mạnh, hơn nữa bên ngoài bọc tấm phim mỏng trong suốt không thấm nước. Ông lão, ông suy nghĩ thật là chu đáo, ha ha. Lý Tuyên Thạch bên cạnh cười nói. Ông cụ, có phải ông cũng tính tự xuống dưới phải không? Diệp Phàm liếc mắt xem xét ông lão một cái cười nói. Thật sự không được tôi cũng phải thử xem, tuy nhiên tôi không yên tâm cháu gái tôi. Ông lão lắc lắc đầu. Kỳ thật Diệp Phàm cũng hiểu được, phỏng chừng con long ngư gì đó cũng không thể nào trị được cái tai của Thu Đồng, chỉ có điều gần đây trong khoảng thời gian này Diệp Phàm cảm thấy rất là nghẹn khuất. Thằng nhãi này vẫn luôn muốn tìm chỗ giải phóng, mà cái vòng xoáy ngầm dưới đầm Ngô Công này chính là đối tượng để mình giải phóng đây. Sau khi vận khí vài lần Diệp Phàm hít sâu một hơi, từ từ lặn xuống nước. Trước là thăm dò đường, không thể quá sức, bằng không có lẽ sẽ không lên nổi. Lặn xuống độ sâu gần 4 tầng lầu, dòng nước bắt đầu xoáy nhẹ, nhưng cũng không phát hiện vòng xoáy gì cả, càng không phát hiện con long ngư trên đầu có mào gì nữa. Lại lặn xuống thêm mấy thước, lần này cảm thấy rõ ràng hơn, hình như từ bên phải vách đá truyền đến một lực xoáy khá lớn, dường như muốn cuốn lấy người mà kéo đi. Chẳng lẽ đây là cái hang ngầm mà Tuyên Thạch nói đến? Diệp Phàm âm thầm cảnh giác, hết sức khống chế lại thân thể, dùng đèn pin chiếu rọi xung quanh, phát hiện rất là mơ hồ. Hơn nữa phỏng chừng mạch nước ngầm kia còn ở sâu phía dưới, nếu lặn sâu thêm nữa vậy thì sẽ không đủ hơi mất, vẫn là nổi lên trên trước, đem tình hình nói lại với Lý Tuyên Thạch, quyết định thử lại mấy lần. Anh thực dũng cảm. Lúc này, cô bé Thu Đồng thuần khiết như nước kia chạy lại gần, cầm bàn vẽ cười nói. Diệp Phàm nhìn qua. Phát hiện bức tranh trên bàn vẽ đúng là cảnh tượng mình cùng Lý Tuyên Thạch đang thả câu, vẽ cũng thật là giống. Bên cạnh còn có một bài thơ. Tây Tắc Sơn Tiền Bạch Lộ Phi. Đào Hoa Lưu Thủy Quyết Ngư Phi. Thanh Nhược Lạp, Lục Thoa Y. Tà Phong Tế Vũ Bất Tu Quy. Trước núi Tây Sơn Trắng Bóng Cò. Hoa Đào Nước Chảy Béo Con Dô. Áo Tơi Nón Lá, Xanh Biêng Biếc. Gió Nhẹ Mưa Thưa Chẳng Muốn Về. Hình như là Ngư Ca Tử của Trương Chí Hòa. Cảm thấy cô bé này chắc là rất buồn khổ trong lòng,
biểu hiện trên cả mặt hội họa. Những chữ này không ngờ là dùng bút vẽ để viết ra, hơi nghiêng lệch giống nhánh cây, nhưng cũng có một phong vị khác. Cười nói, em cũng dũng cảm. Nói xong sau mới nhớ lại Thu Đồng chắc là nghe không thấy, vội vàng hoa tay múa chân, tuy nhiên, Diệp Phàm chưa học qua ngôn ngữ khiếm thính, nên ra dấu không giống lắm, người ta tất nhiên không hiểu. Thu Đồng vẫn chừng đôi mắt trong sáng như nước mùa thu nhìn hắn. Ông lão tươi cười liền giải thích lại với cháu gái, lông mi thật dài của cô bé chớp động một cái, trên mặt không ngờ hiện lên một lớp đỏ ửng. Miệng nói, cảm ơn. Lần thứ hai Diệp Phàm có chuẩn bị mà đi, ôm một tảng đá nặng khoảng 300-400 cân, tủm, một tiếng thì đã lặn xuống sâu gần 30 thước. Tuy nhiên ông lão kia khi nhìn thấy Diệp Phàm với bộ dáng phóng túng đại lực sĩ kia, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức kiềm chế lại. Trong phút chốc liền tới nơi, lập tức, bên phải vách đá một lực rất mạnh như vòi nước cao áp phun mạnh ra, Diệp Phàm cả người lẫn đá đều bị mạch nước ngầm đó cuốn xoáy vào bên trong. Xem ra thì cứ đà này rất là không ổn, phỏng chừng sẽ bị kéo đến đáy nước. Lý Tuyên Thạch từng nói, đầm này đáy sâu không lường được, tuyệt không có thể để cho vòng xoáy cuốn vào, bằng không, phía dưới phỏng chừng chính là địa phủ. Muốn đụng tao hả, tao chơi với mày tới cùng. Diệp Phàm trong lòng giống to một tiếng, bỏ tảng đá ra. Mạnh mẽ xoạc một cái, liền nhảy xuyên qua vòng xoáy. Lần ra sức cũng thật là có hiệu quả, chỗ vách đá kia nhìn rất u tối, dùng đèn dọi qua đó, cảm thấy trước mắt có cái gì như cái động lớn, tối om om nhìn không thấy được tình huống cụ thể bên trong. Đúng là có cái động, phỏng chừng dòng nước chính là từ bên trong chảy thẳng ra, sau đó cùng với đầm nước hình thành vòng xoáy. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng rồi lại ngoi trở lên mặt nước. Lần này không nói chuyện, chỉ sợ nói ra ngược lại càng làm cho Lý Tuyên Thạch lo lắng, không cho mình xuống nữa. Nhắm mắt vận khí, lại lần nữa ôm tảng đá, một hơi lặn xuống chỗ hang động. Lần này vị trí rất chuẩn, cái động tối dưới đầm chợt lóe ra trước mắt, Diệp Phàm giật mình, mắng thầm, bà mẹ nó, liều thôi. Thằng nhãi này cũng liều thiệt, cứ nhắm thẳng thạch động mà đâm đầu vào. Sau khi vào sâu hơn 10 thước thì hình như không còn nhìn rõ đầu vào, lúc này hơi do dự muốn rút lui, nếu cái động tối dưới đầm này quá dài vậy thì mình chẳng khác nào bị nó dìm chết sao. Ngay tại thời điểm thằng nhãi này chuẩn bị lui lại, trước mắt một bóng dáng mờ mờ đang chạy trối chết chợt lóe lên trước mặt. Ô hô, chẳng lẽ là cá gà trống? Thằng nhãi này vừa kích động, quên luôn sắp hết hơi, liều mạng, vận khí toàn thân, ngược dòng mà lên trực tiếp đuổi theo. Không cẩn thận bị cái gì đó kéo lại, chuyện kỳ lạ xảy ra rồi đây, chính mình cũng không hiểu ra sao cả, không ngờ lại tới được đây. Dùng đèn pin chiếu rọi, mới phát hiện hình như là cái khe đá trong động. Trên mặt một luồng nước lớn từ trên phun mạnh tới. Kỳ quái chính là ở dòng nước bên trái hình như có một đầm đá nhỏ, ước chừng khoảng 20 mét vuông. Dùng ánh đèn chiếu sáng, thằng nhãi này thiếu chút nữa vui như điên. Bởi vì trong đầm có hơn mười mấy con cá đang kinh hoàng chạy trốn. Thằng nhãi này nhìn kỹ lần nữa, trong lòng lầm bầm nói, cá gà trống, trời ơi, đúng thật rồi. Chẳng lẽ ta đây thật sự phải đổi vận, bằng không ông trời cứ gì lại chiếu cố đến mình như thế. Thằng nhãi này lòng tin càng tăng gấp bội. Nhìn kỹ đám cá, tất cả đều là màu đỏ, hình dáng thì to như banh bóng rổ, con nào con nấy đều rất là tròn trịa, hơi giống quả bong bầu bầu dục, trên đầu thực sự là có một rúm màu gà, hơn nữa bên miệng lại có mấy cọng râu như cá chép vậy. Thằng nhãi này ở trong này thưởng thức thì không cần khẩn trương vội vàng, nhưng còn Lý Tuyên Thạch và ông lão xấu xí kia thì lo lắng sốt ruột quá trời, bởi vì Diệp Phàm lặn xuống đã hơn 10 phút rồi, còn chưa thấy lên. Phỏng chừng là gặp phải bất trắc rồi. Lý Tuyên Thạch đã sớm cởi quần áo xuống nước, đến cả ông lão xấu xí khoa tay múa chân cùng cháu gái vài cái, cũng cởi quần áo, cả nhắc cả thọt xuống nước luôn. Kệ nó, trước tiên bắt vài con về hấp rồi tính tiếp. Thằng nhãi này thân mình run lên, cảm thấy có chút lạnh, mới nhớ tới Lý Tuyên Thạch phỏng chừng sẽ rất lo lắng. Loạn xạ dùng lưới vợt lấy mấy con, vận khí một cái liền lui ra ngoài. Lui ra ngoài thật ra rất dễ dàng. Thuận theo dòng nước không lâu sau liền tới mặt trên đầm nước. Vừa ngoi đầu lên thì thấy Lý Tuyên Thạch và ông lão kia đang khẩn trương hỗn loạn bơi tới, thấy Diệp Phàm thò đầu lên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Diệp, anh đúng là làm em sợ muốn chết, còn tưởng rằng ông già nhà anh đã đi uống rượu ở chỗ Hắc Bạch Vô Thường rồi chứ. Lý Tuyên Thạch còn có tâm tình nói giỡn. Ha ha ha, con người anh, tiểu quỷ không ưa, Diêm Vương không thích,
cho nên bọn họ lại đưa anh trở về. Diệp Phàm đắc ý cười, rũ rũ cái túi trong tay. Nhìn xem, có phải là nó hay không, mẹ nó chớ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị nó chơi xỏ. Tuy nhiên vẫn còn may, một lưới được mấy con. Để tôi xem. Ông lão còn vội hơn cả Lý Tuyên Thạch, liền giật lấy túi lưới quan sát. Đúng là cá gà trống, chàng trai, cậu làm cách nào thế, một lần thì vớt được 4 con, lợi hại. Ông lão lộ ra vẻ mặt khâm phục. May mắn thôi, vừa nãy bị vòng xoáy chết tiệt kia kéo đến chỗ sâu, vốn nghĩ là đã xong đời, ai ngờ số còn may, chẳng những không xong đời, còn nhân cơ hội vớt được cá. Diệp Phàm bật cười ha hả, vừa mặc quần áo vừa bịa đặt lừa người. Đương nhiên, chuyện thạch động Diệp Phàm sẽ không nhắc tới. Nếu con cá này thực có chỗ hữu dụng vậy sau này mình sẽ tới nữa. O không ô. Chương 728, Xuân Tiêu. Thuộc về hàng độc quyền của riêng mình, thì sao có thể để người khác biết về bí mật lớn này chứ? Hơn nữa, lần sau chuẩn bị thêm bộ đồ lặn để bắt cá không phải mọi chuyện càng dễ dàng hơn sao? Ông cụ, ông cần mấy con? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Một con là đủ, cảm ơn, tôi không khách khí. Ông lão xấu xí cũng thật không biết điều, lấy liền con to nhất trong đó. Tuyên Thạch cũng lựa một con về hấp cho ông Lý ăn thử đi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn con cá một cái, tiếc nứt ruột, nhưng vẫn nói ra. Lý Tuyên Thạch cũng vui tươi hớn hở mà lựa lấy con nhỏ nhất, tuy nhiên, 4 con cá đều cùng cỡ, phỏng chừng đều có khoảng 3-4 cân. Loại cá này có thể nuôi được không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, thầm nghĩ con cá này giống da mặt trống, toàn thân đỏ hồng khá đáng yêu. Không rõ nữa, để em về hỏi thử ông nội. Lý Tuyên Thạch lắc lắc đầu. Nghe nói con cá này thích nhất ăn con rết, cho nên chỗ nó sống đây cũng gọi là đầm ngô công con rết. Ông lão bên cạnh đột nhiên xen mồm cười nói. Con rết, cái này thì khó đây, đi đâu mà tìm ra con rết để nuôi nó đây chứ? Vẻ mặt Diệp Phàm đúng là có chút cay đắng. Cũng không nhất định phải hoàn toàn nuôi bằng rết, nghe nói 1 tháng ăn 1 lần là đủ rồi. Kỳ thật cậu trở về có thể thử dùng cơm hoặc là loại thức ăn nuôi cá thử xem, có lẽ là được. Nếu không thì cứ nhanh gọn đem hầm với thuốc cho xong. Chỗ tôi có một phương thuốc dân gian, cậu đem về phối hợp với dược liệu mà hầm chắc cũng khá tốt. Ông lão cười nói. Cảm ơn. Diệp Phàm cũng không khách khí, nhận lấy đơn thuốc nhìn lướt qua, phát hiện số dược liệu phối hợp trong đó là loại rất đắt tiền, loại canh này quả là không đơn giản. Chàng trai, tôi họ Cổ, bọn họ gọi tôi là Cổ Thu Phong, người làng Cổ gia ở Đức Bình huyện Quy Nguyên, có rảnh đến chỗ tôi chơi. Phong cảnh ở đó không thua gì đập nước Thiên Thủy này đâu. Lão Cổ tâm tình đặc biệt vui, nhìn bộ dáng chắc là đang muốn về cho nhanh để hầm canh cho cháu gái trị bệnh đây. Ông lão này, chỉ cảm ơn một tiếng là quẳng mình sang một bên, không nghĩa khí thiệt tình trước kia mình còn tưởng rằng ông là một cao nhân, cao cái con khỉ. Diệp Phàm âm thầm oán trách lão Cổ, tuy nhiên cũng không để ý. Anh, cái này tặng cho anh, mong anh cả đời bình an. Lúc này, Thu Đồng đã đi tới. Từ trên cổ lấy xuống một sợi dây chuyền có treo mặt ngọc Phật đưa cho Diệp Phàm. Không cần đâu cô bé, em có thể thi đậu vào cấp 3 là anh vui rồi. Diệp Phàm cười không chịu nhận, có thể thấy được ngọc Phật này là thứ cô bé yêu thích nhất, bởi vì cô bé có vẻ không nỡ tuy chỉ thoáng qua nhưng sớm đã bị Diệp Phàm phát hiện. Nhận lấy đi anh bạn, có lẽ ngọc Phật này thật đúng là có thể mang đến may mắn cho cậu, ha ha. Lão Cổ vẻ mặt hòa khí, cười nói. Vậy cảm ơn. Diệp Phàm thuận tay vớ lấy, liếc sơ qua, thấy rằng miếng ngọc Phật kia chỉ to bằng đầu ngón út, toàn thân lộ ra một màu xanh lá nhạt, chạm trổ cũng không tinh xảo, phỏng chừng cũng đáng mấy đồng lẻ. Loại mặt hàng này, trên đường cái 100 đồng có thể mua 10 cái. Cũng liền hồn nhiên không để ý, đang muốn bỏ vào túi ra, cô bé liền có vẻ không vui, méo miệng hừ nói. Anh phải đeo lên cổ mới được, bằng không Thu Đồng sẽ giận đấy. Hơn nữa không được gỡ xuống. Được anh đeo lên này được chưa? Diệp Phàm cười, trước mắt hiện ra bóng dáng cô em gái Diệp Tử Y, trong lòng nhất thời vui vẻ, liền ngoan ngoãn vâng lời đeo vào. Chờ đã ông cụ, ông nghe nói qua Diễm Tình Thảo chưa? Diệp Phàm giật mình, nếu đập nước Thiên Thủy không có Diễm Tình Thảo, ông lão này nghe nói cũng hiểu được một ít về thuật thảo dược, nói không chừng cũng nghe nói qua Diễm Tình Thảo. Diễm Tình Thảo. Lão Cổ suy nghĩ sâu xa một chút, lập tức lắc lắc đầu, tỏ vẻ chưa nghe nói qua.
Diệp Phàm kia tâm chợt lạnh, thầm nhủ, phải làm sao giờ? Không có Diễm Tình Thảo thì sao có thể bào chế Xuân Cung Hoàn, không có Xuân Cung Hoàn thì sau này làm sao giải thích với trưởng ban thư ký Trương ở Bắc Kinh đây? Chẳng lẽ vừa mới đặt lên một chút giao tình thì cứ như bị con chăn đáng chết kia một họng nuốt trọn hay sao? Vận may của mình đã tận rồi sao? Không phải vậy chứ? Nhóc con, nghe tên hình như là một loại thảo dược thì phải. Hơn nữa còn là loại có tính kích thích rất mạnh nữa đúng không? Lão cổ có chút quái gì cười hỏi, xoay chuyển hỏi. Cậu lấy để làm gì? Cái đó, ha ha. Thằng nhãi này ngượng ngùng sờ sờ đầu, chỉ cười cười, không trả lời. Có lẽ dùng cái này có thể được, tên nó là Xuân Tiêu. Lão cổ hình như nhìn thấu tâm tư Diệp Phàm, ngồi xổm xuống tìm kiếm trong cái túi da rắn một hồi lâu, lấy ra một quả màu đỏ giống trái ớt, cái đầu khá là thô, lớn bằng nắm tay của đứa bé. Xuân Tiêu. Diệp Phàm cảm nhận được loại thuộc tính dương liệt nồng đậm như trong Diễm Tình Thảo, trong lòng âm thầm khiếp sợ, suy nghĩ nói, quả là tên, Xuân Tiêu, này rất hay. Cây ớt phát xuân thật đúng là có thể thay thế cho Diễm Tình Thảo. Thằng nhãi này trong lòng suy nghĩ tùm lum rồi ngẩng đầu cười nói. Ông cụ cổ, còn nữa không? Hết rồi, cái này là mười mấy năm trước tôi ngẫu nhiên gặp được, vẫn chưa dùng tới. Lão cổ lắc lắc đầu, khiến trong lòng Diệp Phàm chợt lạnh, xoay chuyển lại hỏi. Ông cụ cổ, ông ở chỗ nào ngẫu nhiên thấy được vậy? Cái này, vậy đi trước tiên cậu cầm về thử bào chế thuốc đi. Nếu thực sự dùng được, cậu thật sự cần đến, sau này tới nhà tôi sẽ nói rõ hơn với cậu, nhất thời nói không rõ được, hình như là một cổ mộ. Lão cổ có vẻ có chút thần bí, nhưng lại khơi dậy niềm hứng thú vô hạn của Diệp Phàm, gật gật đầu không truy hỏi nữa, phỏng chừng trong Xuân Tiêu này còn có câu chuyện xưa. Ông lão này, đừng xem ổng chỉ có một chân, lúc đi đường chẳng khác gì người bình thường. Hơn nữa, thần thần bí bí, có vẻ thời trẻ có chút bản lĩnh. Lý Tuyên Thạch hướng về bóng dáng lão cổ đi xa dần cười nói. Không phải một chút, nói không chừng thời trẻ còn là một tay cao thủ. Tuy nhiên hiện tại hình như vì chân kia bị tàn nên sau đó bị phế luôn. Ông cụ cổ, có ý tứ, có rảnh anh nhất định sẽ tới cổ gia trại dạo vài vòng. Diệp Phàm cười cười. Quay đầu xem xét Lý Tuyên Thạch đột nhiên hỏi. Tuyên Thạch, hôm nay nghe nói có lãnh đạo ở thành phố muốn đến tham quan khu kinh tế Lâm Tuyền. Cậu không có mưu tính gì xấu đó chứ? Mưu tính, em thì có thể làm được cái đếch gì đây, anh Diệp đúng là nói đùa, nói đùa. Lý Tuyên Thạch ánh mắt hơi lập lòe, sớm bị thuật xem tướng của Diệp Phàm cảm nhận được rồi, thầm nghĩ thằng nhãi này chắc cũng không làm được trò trống gì đâu, lập tức cũng không hỏi lại nữa, cười cười. Chúng ta về nhà thôi, hôm nay có thu hoạch lớn, về hấp cá ăn thôi. Tuy nhiên, trở lại cung cũ cũng đã sắp đến buổi chiều rồi. Mẹ nuôi có chút sốt ruột nói. Phàm tử, con đi đâu đó, cũng không nói với mẹ nuôi một tiếng. Cái hộp nhỏ của con cứ kêu suốt, mẹ chẳng biết làm thế nào, con mau xem đi, có lẽ có việc gấp tìm con. Diệp Kim Liên thường xuyên đem điện thoại di động gọi là cái hộp nhỏ, Diệp Phàm vừa nghe, thầm nghĩ có lẽ là ở huyện gọi tới, cũng không thèm để ý tới. Mắng thầm, đồ quỷ chúng mày khi muốn mình bán mạng thì đến thúc giục, sau khi hoàn thành thì ném đi như miếng rẻ rách. Cổ bảo toàn, lão thất phu này chơi người cũng độc thiệt. Tôi không trách ông ăn cháo đá bát, nhưng nên quá đáng đẩy Mâu Dũng lên vậy chứ, cấp dưới mình thì vào thường vụ, còn ông đây thì ở một bên nổ ga. Hơn nữa ngay đến quyền lực phân công quản lý cũng bị ông làm suy yếu đến độ phải qua bộ phận giác. Ai ai đều biết, trong huyện văn hóa giáo dục và vệ sinh là mấy bộ phận kém cỏi nhất. Lão cổ ông cũng hay thật, đem toàn bộ rác rưởi ném cho ông đây quản lý. Nghe nói trước kia là lão thất phu cố đức ngũ kia là ở phân công quản lý, thằng quỷ đó đi ăn bữa cơm là được mọi người nhớ tới, đúng là kiếm chuyện hỏng mà làm. Đây không phải rõ ràng là có ý dồn tôi vào chỗ chết hay sao? Đồ chó chết! Thằng nhãi này bỏ đi tắm, cũng không thèm nhìn qua điện thoại di động, phỏng chừng hiện tại đã gieo đến hết pin thì hết pin, dù sao ông đây cũng không muốn nghe. Thằng nhãi này nghĩ xong, lại nhanh chóng chuyển sang, Xuân Tiêu. Mới lấy được từ lão cổ. Xuân Tiêu này đã khô héo mất rồi, không ngờ vẫn còn to bằng nắm tay đứa bé, nhìn ngoại hình thì giống như chủng loại lai giống từ cà chua và ớt hiểm. Đoán chắc là khi mọc trên cây chắc là to to bằng nắm tay người lớn, nghe lão cổ tiết lộ, hình như Xuân Tiêu này rất là hiếm có, hơn nữa còn có chút lai lịch.
dường như là lấy được từ một cổ mộ, cũng có vẻ có chút thần bí, Diệp Phàm trong lòng ngứa ngáy, tuy nhiên ông lão kia không nói rõ cũng đành chịu, buộc phải đi một chuyến đến Đức Bình vậy. Nhẹ nhàng tách Xuân Tiêu ra, phát hiện bên trong không ngờ không có hạt ớt, thịt bên trong cũng có màu đỏ tươi, một luồng khí nồng nặc khiến người ta kích thích đến run rẩy sộc thẳng vào phổi Diệp Phàm. Này chỉ có thể nói là khí, không thể nói là mùi. Bởi vì dùng mũi thì không ngửi thấy, chỉ có thể là một loại cảm giác của lang trung thảo dược có kinh nghiệm lâu năm mà thôi. Đúng là có xuân vị, phỏng chừng hiệu quả không thua diễm tình thảo trước kia. Trước tiên phối hợp với một số thảo dược, bào chế mấy viên xuân cung hoàn thử xem. May mà lão cổ không tồi, người tốt được hồi báo. Bằng không, chuyện thư ký trương ở thủ đô sẽ phải thất bại mất. Diệp Phàm miệng thì thảo bắt đầu bào chế xuân cung hoàn của hắn. Mài nhỏ, điều phối, hợp dung, nội kinh hòa tan. Một hơi làm thẳng tới 6 giờ tối mới làm được 3 viên, người cũng mệt mỏi đến mức sắp thành con chó chết. Thằng nhãi này bất bình mắng. Đồ khốn đây đúng là không phải việc con người làm mà, vì nịnh bợ thư ký trương, ông đây cũng coi như là bất chấp tất cả, chỉ mong là vật có giá của nó. Tuy nhiên, xuân cung hoàn bào chế từ xuân tiêu này dù sao cũng phải để ai đó thí nghiệm trước mới được, bằng không, nếu không hiệu quả mà trực tiếp đưa cho thư ký trương, chẳng phải bị người ta nói là đem thuốc giả ra gạt ông ta hay sao? Vậy rốt cuộc ai tới làm chuột bạch đây, đáng tiếc thằng nhãi Tề Thiên không có ở đây, nếu không thì, y nhất định được vui vẻ một phen rồi. Diệp Phàm tự nói có chút khó xử, liền hung hãn mắng. Nếu không còn ai thì mình vậy. Tuy nhiên hình như đồng chí Tuyên Thạch cũng có thể thử trước xem sao, ha ha ha. Đúng lúc này, điện thoại cung cũ vang lên, không lâu sau, truyền đến thanh âm của mẹ nuôi Diệp Kim Liên nói. Phàm tử, có một cô gái tìm con này, nghe giọng rất êm tai, có phải bạn gái con hay không vậy? Mẹ nuôi vui tươi hớn hở ở trên lầu hô lớn. Ai thế con nào có bạn gái đâu chứ? Diệp Phàm hét lên, nói là chị phí gì gì đó. Diệp Kim Liên cười nói. Chị Phí, vậy không phải trưởng ban thư ký Phí Ngọc sao? Quái lạ, mặt trời mọc hướng Tây, cô ta tìm mình để làm gì? Không lẽ hôm nay ông đây đụng phải đại vận, Phí thì có tin tức tốt mang đến, thằng nhãi vút một cái thì đã vọt lên lầu, đương nhiên không đi thang rồi, giống con khỉ trực tiếp bò lên trên. Thằng quỷ con anh, đúng là càng lúc càng giống khỉ. Diệp Kim Liên tự ái cười nói, tuy nhiên, liền xoay chuyển bộ dáng có chút mờ ám lại cười nói. Xem ra thì đúng là bạn gái con rồi, nếu không đâu bộp chộp như khỉ thế này. O không ô, chương 729, chị nuôi cho mời. Không có chuyện đó đâu mẹ nuôi à, người ta là trưởng ban thư ký thành ủy, sao có thể để ý nhân vật nhỏ bé như con chứ? Diệp Phàm nói với mẹ nuôi. Thư ký thì có gì hay, Phàm tử con dù gì cũng là phó chủ tịch huyện. Còn cao cấp hơn so với thư ký. Tuy nói là cô ấy có thêm một chữ, trưởng, nhưng vẫn là thư ký ấy thôi. Diệp Kim Liên phân không rõ trưởng ban thư ký là chức quan gì, cứ nghĩ cũng chỉ là một thư ký thôi rồi lắc đầu đi xuống lầu. Ha ha ha, Phàm tử, chị rất là nhớ em đấy. Vừa mới cầm lấy điện thoại bàn lên thì truyền đến tiếng cười như yêu tinh của Phí Ngọc, hơn nữa còn chất chứa một giọng điệu mờ ám, khiến cho thằng nhãi này trong lòng có một chút lung lay. Thầm nhủ phải trang Phí đại tiểu thư muốn chơi với mình. Đương nhiên, thằng nhãi này cũng tuyệt không hàm hồ, lập tức, chuyển giọng, có chút quỷ quyệt cười nói. Chị, tìm em đây có gì không? Có phải mấy ngày không gặp đã thấy nhớ nhung đến em rồi, nếu nhớ thì đến cung cũ ở đập nước Thiên Thủy đi, để tiểu đệ em hầu hạ chị đêm nay, bao chuẩn. Nhổ cái miệng chó phun không ra ngà voi. Lời dung tục của ai đó bị chị nuôi Phí Ngọc của ai đó cắt ngang mà mắng. Bà chị đây mà cậu cũng dám bắt nạt, mấy ngày không gặp, trí nhớ tốt hơn phải không? Đúng vậy, trí nhớ tốt hơn, còn muốn dựa chút hơi của chị Phí, ha ha. Diệp Phàm tiếp tục pha trò. Sau khi hai người trở về từ vụ ngâm nước nóng Sơn Trang, quan hệ đã có tiến triển hơn, Diệp Phàm đương nhiên vui với loại tình huống này, dù sao Phí Ngọc không chỉ là sáng với mũ quan trưởng ban thư ký thành ủy, vì phía sau cô ta còn cả một Phí gia nâng đỡ. Còn dám ba hoa, bà chị già rồi. Phí Ngọc cười mắng một câu, đột nhiên chuyển giọng điệu, có chút bộ dáng vui vẻ vì người khác gặp họa cười nói. Em trai, cậu đúng là anh hùng, toàn bộ cán bộ huyện Ngư Dương các cậu đều tới Lâm Tuyền, chỉ thiếu có mình cậu, còn vênh váo hơn cả tay bí thư cổ bảo toàn.
Toàn bộ mũ quan toàn huyện đều tới, còn không phải là vì hoan nghênh bà chị trưởng ban thư ký thành ủy đại giá quang lâm sao, em chả là thá gì cả. Hiện nay tạm thời cách chức viết kiểm điểm, sâu sắc cảnh tỉnh, từ gốc rễ mà tự mình kiểm điểm, không làm gì cả, ở đó kiểm điểm đến nỗi buồn muốn chết, cảm thấy khó chịu, cho nên liền câu cá đi. Dù sao thì cái địa phương hẻo lánh này tín hiệu di động cũng không tốt, không nhận được, còn cố ý không mang theo bên người. Và lại cũng không ai thông báo cho em đi nghênh đón bà chị, phỏng chừng lão cổ kia còn không muốn em xuất hiện nữa là. Chị phí ẩn là sẽ không trách tội em không biết cấp bậc lễ nghĩa chứ. Diệp Phàm trong giọng nói hơi oán trách phun hết ra. Vị chua khá nặng đây, cậu từ khi nào biến thành oán phụ vậy? Đúng là không nên thân, nếu không thì một ủy viên thường vụ cũng không đạt. Cậu còn trẻ, từ từ sẽ đến, đợi cơ hội lần sau, bà chị sẽ dùng mọi cách để đẩy cậu lên. Người mà, phải có cảm giác bình tâm, không thể nóng vội. Chúng ta là những kẻ làm quan lúc lên lúc xuống cũng là chuyện như cơm bữa thôi, huống chi cậu bị đẩy xuống có bao nhiêu đâu, chỉ là bên phân công quản lý bị tước một chút quyền thôi mà. Việc này cũng đáng cho cậu phải suy nghĩ sâu xa một chút, vì sao cổ bảo toàn muốn đối đãi với cậu như vậy. Cần chính thích, muốn làm đại sự, khoe khoang năng lực là tư tưởng tốt của thanh niên các cậu. Nhưng biểu hiện quá mức cũng sẽ bị người ta đố kỵ ghi hận phải không? Việc này cũng phải có mức độ vừa phải, công cao lấn chủ đạo lý này chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cậu vì sao vẫn không chịu hiểu để tự kiềm chế một chút, dù sao ngư dương này vẫn còn là thiên hạ của cổ bảo toàn, cậu có muốn nhảy, thì có thể nhảy ra khỏi lòng tay của lão hay không? Hãy suy nghĩ lại đi, đổi chỗ mà suy xét cho thấu đáo, nếu cậu ngồi ở vị trí kia của cổ bảo toàn. Mà cấp dưới cậu lại oanh tạc như thế thì cậu nghĩ thế nào? Chẳng lẽ cậu không hề cảm nhận thấy nguy cơ sao? Bởi vì cậu quá trói lọi, đã cướp mất quầng sáng vốn thuộc về lão cổ. Lão ta là nhân vật số một, quầng sáng còn không sáng bằng cậu, vậy chắc chắn là phải ra tay thôi, để cướp lại một ít ánh sáng, chuyện lần này chính là một bài giáo huấn. Phí Ngọc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc đàm đạo với Diệp Phàm. Đúng vậy, chị Phí giáo huấn rất là đúng. Em sau này nhất định sẽ chú ý hơn. Diệp Phàm ngoài miệng vâng dạ, nhưng thật ra thì khó có thể tiêu tan. Xoay chuyển Phí Ngọc lại dùng giọng điệu giống như trêu chọc cười nói. Tuy nhiên, lần này cậu đúng là xui xẻo thật rồi ha ha ha. Xui thì xui nhưng chị Phí sẽ không tính toán so đo với nhân vật nhỏ như em chứ, nhiều lắm chỉ là không đến nghênh đón bà chị thôi đúng không? Vậy đi, em làm chủ, làm tiệc nhận lỗi. Diệp Phàm vội bật cười ha hả. Chị đây cũng không có gì, nhưng còn trưởng ban thư ký Lâu người ta trong lòng có mụn nhọt không thì khó nói à. Hơn nữa, bí thư Chu và chủ tịch thành phố La đều tới Lâm Tuyền, đồng chí Diệp Phàm cậu lại chơi một ván lớn. Hôm nay trưởng ban thư ký Lâu thật ra là đặc biệt muốn nghe cậu báo cáo, kết quả, ha hả, cổ bảo toàn của huyện các cậu thì quính quáng gấp gáp như con khỉ, mười mấy cán bộ đều gọi điện thoại cho cậu, nhưng không ai tiếp. Cũng không ai biết cậu đã đi đằng nào. Tuy nhiên, phỏng chừng mấy tay cấp dưới của cậu có lẽ biết rõ, nhưng, tất cả bọn họ đều ngậm chặt miệng không nói. Có phải cố ý như vậy hay không thì chị đây không rõ. Phí Ngọc vui đùa hết nửa ngày mới chịu tung ra đề tài hôm nay. Trưởng ban thư ký Lô, là trưởng ban thư ký Lô nào? Diệp Phàm nhất thời không phản ứng kịp, hỏi lại. Ha ha! Ở tỉnh còn có mấy trưởng ban thư ký đáng để bí thư Chu và chủ tịch thành phố La đích thân tới, người ta là đại diện bí thư tỉnh ủy Quách tuần tra toàn tỉnh. Phí Ngọc cười khanh khách nói. Lô Minh Châu, xong đời, kiểu này thì lớn chuyện rồi. Phỏng chừng cổ bảo toàn nhất định sẽ hận chết em, còn có Chu Càn Dương, về sau nếu đi cục xúc tiến đầu tư thành phố phỏng chừng đều khó xoay chuyển đây. Diệp Phàm suy nghĩ như vậy, ngay lập tức mây đen bao phủ đầy mặt. Cười khổ nói. Vậy tiêu rồi, xử lý sao đây, bà chị cho chút chú ý đi. Xử lý sao, miễn bàn, tự mình quyết định đi. Phí Ngọc cố ý làm khó dễ nói. Trầm ngâm một hồi, thằng nhãi này kiên trì, nói. Bà chị, hay là ngày mai em cùng chị đi săn nha, rất kích thích. Đi săn, đàn ông các cậu chơi toàn những thứ chúng tôi không thấy có hứng thú. Phí Ngọc một câu nói đã chống đối lại. Thiếu chút nữa thì khiến kẻ nào đó phải mắc nghẹn. Mẹ nó không xuất chiêu sát thủ đối với phụ nữ là không được mà. Thằng nhãi này nhướng mày, hắng giọng cười nói. Chị Phí, có muốn trở nên đẹp hơn, da cũng căng đẹp hơn,
có sức sống hơn không? Có muốn khiến khuôn mặt chị nhìn trắng sáng nhẵn mịn hơn không? Thằng nhãi này liên tiếp, có muốn, không, đúng thật là làm cho Phí Ngọc mềm lòng. Nhưng người ta dù gì cũng là trưởng ban thư ký, lòng dạ rất sâu. Cố ý hử nói. Lại muốn chơi mánh lưới gì đây, điều này tất nhiên là phụ nữ nào mà chẳng muốn, tuy nhiên cậu cũng không biết tiên thuật, bằng không đã biến bà cô mặt vàng Phí ra nhà cậu thành tiên nữ từ lâu rồi, còn cái gì trắng sáng nhẵn mịn hơn, có thể làm được không đó? Muốn gạt bà chị cậu hả, cậu còn non lắm, ha ha ha. Không tin phải không bà chị, cái cô dẫn chương trình đài truyền hình tỉnh Vu Phi Phi gần đây có phải càng ngày càng đẹp hơn đúng không? Diệp Phàm tung ra một nhân chứng. Hơn nữa nhân chứng này còn rất nổi tiếng, hắn hiểu rõ, không đưa ra nhân chứng thì Phí Ngọc sẽ không chịu tin. Vu Phi Phi, gần đây hình như là càng ngày càng đẹp. Tuy nhiên, đó là người ta đã hóa trang, không thể xem là thật được. Phí Ngọc nói xong, trong lòng lắc lắc đầu. Hóa trang đương nhiên là có, nhưng mà, chỉ có lẽ không hiểu. Em có một phương thuốc bí truyền, phối hợp với một số dược liệu thoa lên mặt phụ nữ. Một tiếng rưỡi sau có thể khiến cho chị trẻ hơn 1-2 tuổi, hơn nữa, nếu sử dụng lâu dài thì hiệu quả tuyệt đối tốt, làn da sẽ mềm mại như da em bé. Diệp Phàm lại bắt đầu thổi phồng cái, hậu cung ngọc nhan hoàn của hắn. Vu Phi Phi dùng rồi hả? Phí Ngọc có chút động tâm, người ta thông minh, lập tức nghĩ tới việc liên quan. Ha ha, thằng nhãi này chỉ cười không đáp. Vậy cậu còn loại thuốc đó không? Phí Ngọc thản nhiên hỏi. Giống như không chút để ý, kỳ thực trong lòng có chút tin. Tin tưởng Diệp Phàm cũng sẽ không dám lừa gạt mình như thế. Đúng là trưởng ban thư ký thành ủy thông minh, tuy nhiên cũng không còn nhiều nữa. Vu Phi Phi cứ mãi khóc than đòi dùng thêm một lần, em vẫn chưa gật đầu. Lần này nếu bà chị đến, đương nhiên ưu tiên cho bà chị thử trước. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Vậy cậu lập tức về đi, vốn cậu cũng phải trở về. Khi trưởng ban thư ký Lô đi có giao lại tôi phải ở lại chỗ này, nói là phải điều tra cho rõ ràng chuyện của cậu, nói không chừng khi bà ta hướng bí thư tỉnh ủy Quách báo cáo có thể là sẽ nhắc tới cậu. Phí Ngọc rất là thận trọng. Cảm ơn chị Phí, em biết đó là một cơ hội lớn, nếu có thể ghi danh được ở chỗ bí thư Quách, vậy thì phát lớn rồi. Diệp Phàm kích động, tuy nhiên cũng liền xoay chuyển bình tĩnh lại, còn nói thêm. Chị Phí, vậy chị mau tới đập nước Thiên Thủy đi. Em vừa báo cáo với chị vừa đắp thuốc cho chị, tuyệt đối hữu hiệu. Ngày mai chúng ta cùng đi săn ở rừng Cảnh Dương, Phí tỷ công tác rất bận, cũng có thể thừa dịp tìm hiểu tình hình thả lỏng một chút có phải hay không. Cậu về đây đắp thuốc không phải cũng như nhau sao? Phí Ngọc vẫn không muốn đến đập nước Thiên Thủy, trong lòng đương nhiên cũng có chút băn khoăn. Hơn nữa đương nhiên cũng phải có chút sĩ diện, Diệp Phàm cậu bảo tôi đến là đến, vậy không phải rất là mất mặt sao? Chị Phí. Chủ yếu là thuốc này bào chế xong phải dùng liền, nếu trở về thì tốn thời gian rồi, thuốc này rất khó điều chế, vừa hay mới tìm đủ dược liệu, hơn nữa dược liệu này không thể mua được trên đường đâu. Nếu trở về làm lỡ thời gian, vậy đến tối có lẽ không thể cho chị Phí dùng được. Đương nhiên, chủ ý này do chính chị quyết định, chị bằng em sẽ trở về điều phối lại, vậy phải đợi ngày mai thôi. Diệp Phàm dùng mưu ma trước quỷ, nhất định phải đưa Phí Ngọc đến đập nước Thiên Thủy. Vậy để chị coi. Phí Ngọc buông xuống điện thoại, phỏng chừng là đang sắp xếp, không lâu sau điện thoại lại, nói là xuất phát. Ha ha, đến rất đúng lúc, Xuân Cung Hoàn làm từ Xuân Tiêu của mình có thể đem thử trên người chị Phí, chị là con chuột bạch đầu tiên, ha ha ha. Thằng nhãi này suy nghĩ dung tục, nước miếng chảy ròng. Khiến cho mẹ nuôi Diệp Kim Liên nhìn thấy không khỏi cười mắng. Con xem, lớn như vậy rồi, còn chảy nước miếng. Thật là, mau lau đi. Nói xong còn đưa qua một cái khăn mặt. Ha ha, mẹ nuôi, đợi chút có khách đến chơi, nhân vật lớn ở thành phố đến, là nữ, mẹ chuẩn bị phòng sạch sẽ một chút. Diệp Phàm cười nói. Chính là vị thư ký kia hả? Diệp Kim Liên sửng sốt, rất là cao hứng, chắc là đã xem Phí tỷ gì đó là bạn gái Diệp Phàm. Ha ha, Diệp Phàm cười, cũng không nói ra. Có mưu mô, chắc chắn là có mưu mô. Điều tra cho tôi, là ai tổ chức? Cổ Bảo Toàn gần như là giống cổ hét ra. Hôm nay lão cổ kia đúng là cực kỳ mất mặt, ân oán của mình cùng Diệp Phàm vốn chỉ là thủ đoạn cạnh tranh trên quan trường mà thôi. Tuy nhiên, bị Triệu Thiết Hải, Trang Hồng Ngọc làm náo loạn hết, toàn bộ biến mùi hết,
làm mình ở trong mắt trưởng ban thư ký Lô như trở thành kẻ trả đũa, đố kỵ hiền tài. Nếu Lô trưởng ban thư ký thực sự đem Diệp Phàm làm điển hình báo cáo cho bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương, vậy việc mình cản trở hắn vào thường vụ, chẳng khác nào là một cái tát vang dội cho mình. Chương 730, trưởng ban thư ký là chuột bạch. Nếu được ghi danh ở trong mắt bí thư Quách, vậy tiền đồ Diệp Phàm có thể hình dung bằng hai chữ, vô lượng, mà chính mình, rất có khả năng sẽ trở thành một con cờ bỏ đi trong tay bí thư thành ủy Chu Càn Dương. Bí thư huyện tiền nhiệm Lý Hồng Dương không phải là ví dụ điển hình sao? Nghĩ đến đây, Cổ Bảo Toàn có một loại cảm giác đau khổ điên cuồng. Còn phải cha sao, Triệu Thiết Hải và Trang Hồng Ngọc đều là một tay họ Diệp đề bạt lên, còn có cái gọi là quần chúng, tôi phát hiện bà chủ nhà hàng Xuân Hương cũng ở trong đám đó. Phỏng chừng là địa điểm khu kinh tế chiêu đãi đã thay đổi, còn ông chủ Phạm thì do Diệp Phàm kích động nên ra quấy rối. Hơn nữa, bí thư Cổ, ông không thấy sao, hôm nay Lô Vĩ cũng hơi hơi quái dị. Vốn chúng ta yêu cầu không cho quần chúng tới gần trưởng ban thư ký, nhưng kết quả, đám quần chúng gieo hò ầm ĩ, Lô Vĩ làm trưởng phòng công an huyện, thì chỉ giả bộ ngăn cản qua loa cũng không có hành động gì tiếp theo sau. Rồi thêm Triệu Thiết Hải cùng y nội ứng ngoại hợp. Cái bảo an này còn không phải là cái thùng rỗng. Trương Quốc Hoa căm giận nói, hôm nay gã cũng bị mất sạch mặt mũi. Đầu tiên là thổi phồng luyên thuyên cả buổi, sau lại không cẩn thận toàn bộ bị Trang Hồng Ngọc vạch trần ra hết. Bốn quầng sáng chói trang của khu kinh tế Lâm Tuyền phát triển sắp chụp lên đầu gã, ai ngờ một phiếu trắng của mình trong cuộc họp đảng ủy lại bị người ta moi móc ra. Ông đã không ủng hộ Đông Đăng Dương mở rộng phố, vậy thì ông còn có công lao gì ở trong này cơ chứ? Giờ phút này Trương Quốc Hoa hận không thể một họng nuốt trọng đồng chí Diệp Phàm. Hừ Lô Vĩ, đừng tưởng rằng mày có Lô Trần Thiên chống lưng thì cả gan làm loạn, Ngư Dương này vẫn là thiên hạ Cổ Bảo Toàn tôi. Về phần Triệu Thiết Hải, Trang Hồng Ngọc ở lại, dễ làm. Quốc Hoa, nói vậy chắc ông đã nghĩ ra cách hay. Cổ Bảo Toàn cũng lộ ra ý cười u ám. Tận diệt thế nào? Trương Quốc Hoa liếc mắt xem xét Cổ Bảo Toàn một cái, thăm dò hỏi. Tự xem mà làm. Cổ Bảo Toàn ba phải cái nào cũng được. Tuy nhiên, Trương Quốc Hoa lập tức tin tưởng gấp trăm lần, biết Cổ Bảo Toàn không tiện ra mặt, đây chính là ám hiệu động thủ. Tuy nhiên, tạm thời bất lợi rất là kịch liệt, Phí Ngọc còn ở Lâm Tuyền, động tác quá lớn thì lại có hiểm nghi trả đũa, chúng ta không thể quá lộ liễu để người khác nắm nuôi. Cổ Bảo Toàn lại bồi thêm một câu. Tôi biết, nước ấm luộc ếch, phải từ từ. Trương Quốc Hoa gật gật đầu. Vậy họ Diệp thì sao? Tạm thời mặc kệ hắn, đợi cơn gió này qua rồi tính tiếp. Tuy nhiên, thằng nhóc kia phỏng chừng sẽ đi cục xúc tiến đầu tư thành phố, cũng không còn bao lâu nữa. Kệ đi, đi càng sớm càng tốt, một ôn thần trong tình hình hiện nay, thì cho hắn tạm thời cách chức tiếp đi, hừ. Cổ Bảo Toàn cảm giác đặc biệt bị đè nén. Bí thư Cổ, thằng họ Diệp là thứ đồ rất không biết điều. Người như thế sao có thể đảm đương chức phó chủ tịch huyện? Lấy đi cái mũ quan của hắn là điều nên làm. Tôi thấy chi bằng đưa ra thảo luận trên hội nghị thường vụ. Tạ Cường nham hiểm không ngờ nhảy ra, còn ác độc hơn so với Phí Mặc lúc trước. Ha ha, lão Tạ, thanh niên mà, có chút phá cách nổi loạn là bình thường. Chúng ta đều là lãnh đạo muốn làm bất cứ việc gì, luôn là bị người khác đố kỵ ghi hận có đúng không? Không nên so đo tính toán với hắn làm gì. Tâm để vô tư thiên địa khoan, với người vô tư thì trời đất sẽ rộng rãi bao la, mà. Cổ Bảo Toàn ở trước mặt Tạ Cường cho thấy tấm lòng bao la của ông ta. Thằng nhãi này dừng một chút lại cười nói. Tuy nhiên, cái tay trưởng phòng trang kia hôm nay cũng thật được nở mày nở mặt, không ngờ lại được trưởng ban thư ký Lô đích thân gặp mặt. Có lẽ sẽ được trưởng ban thư ký Lô coi trọng, đưa tới tỉnh cũng có thể à. Cổ Bảo Toàn chiêu này rất độc. Chuyện giữa Trang Hồng Ngọc cùng con y đương nhiên y cũng đã nghe qua, vào giờ phút này lại cố ý nói đến, nhìn thì như vô ý, nhưng còn dụng ý khác, con cáo giả Tạ Cường này chẳng lẽ còn không biết sao? Ngay lúc này, mặt thằng nhãi này lập tức co giật lên, miệng cũng là cười nói. Đó là cô Trang nói rất nhiều lời xuôi tai, bằng không trưởng ban thư ký Lô sao có thể tiếp kiến cô ta? Tạ Cường lời này càng âm độc. Chính là bởi vì lời nói của Trang Hồng Ngọc mới khiến cho Cổ Bảo Toàn mất hết mặt mũi. Tạ Cường người ta cũng là đang nhắc nhở đồng chí Cổ Bảo Toàn ông, một phó phòng nhỏ bé không ngờ dám diễn trò trước mặt Sơn Đại Vương, bí thư huyện ủy như ông đây còn có oai phong gì nữa. Ha ha ha,
người trẻ tuổi càn quấy thôi, chúng ta đúng là không nắm bắt tốt tư tưởng công tác của giới trẻ, là lúc nên đưa các cô đến trường đảng để có cơ hội tiếp thu học tập lại giáo dục lại, gia tăng học tập tư tưởng lý luận, trở về mới có thể làm tốt công tác đảng. Cổ Bảo Toàn bật cười ha hả. Giáo dục cái con khỉ còn không phải là muốn tìm cớ đem hết những người hôm nay nhảy ra quăng vô lãnh cung. Tạ Cường trong lòng phỉ báng Cổ Bảo Toàn, nhưng miệng vẫn là cười nói. Đúng vậy, tôi giơ hai tay tán thành cách nhìn của bí thư Cổ. Mấy con nghé con này, không giáo dục một chút sao được. Nếu sau này tư tưởng bị lệch lạc, chúng ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo đúng không? Vì để dẫn dắt cán bộ trẻ, đây là việc mà ông và tôi nên làm, ha ha. Hai cáo già ở trong điện thoại châm chọc lẫn nhau, tuy nhiên, ở mặt đả kích Diệp Phàm thì lại đạt được nhận thức chung. Tuyên Thạch, hôm nay đập nước Thiên Thủy có món ăn dân dã không? Diệp Phàm hỏi, muốn làm để chiêu đãi chị nuôi Phí Ngọc. Về phần con cá gà trống kia hắn tạm thời tiếc không làm thịt, ném vào hồ nước sau cung cũ để nuôi. Không nghe nói nhà ai có cần tôi đi một vòng, xem có gặp được không? Lý Tuyên Thạch cười nói. Thôi vậy, quá phiền, cái đó toàn phải xem vận may. Diệp Phàm cự tuyệt, đau lòng mà nghĩ đành phải đem con cá màu gà ra hấp vậy. Nếu không thì đơn giản hơn giết một con chó đen, anh Diệp anh cho thêm một số thảo dược, đun sôi thành món canh cũng là đại bổ. Chúng ta lại dùng cái giá chảo lớn ở trong đại điện, rồi thêm mấy thùng bia, kêu thêm Thiết Hải, uống cho thả ga không say không về không phải vui hơn sao? Lý Tuyên Thạch tung ra một chủ ý xấu. Chó đen, chủ ý này không tồi, cái thứ kia vốn là vật dương liệt. Má ơi, nếu trong đó cho thêm nửa viên thuốc làm từ xuân tiêu, có lẽ chị Phí sau khi uống vào, đến buổi tối cái kia liền hăng hái lên. Ha ha ha, tối nay mò vào giường ông thì có cái để chơi rồi, thằng nhãi này nghĩ điều tà ác, gật đầu đáp ứng. Năng lực của Lý Tuyên Thạch cũng quả là cao, không lâu sau là xong xuôi đem tới nơi. Hai người đặt vào cái chảo lớn, Diệp Phàm thả chút dược liệu, ầm ầm bắt đầu nấu lên. Không lâu thì nghe được tiếng la ó của Triệu Thiết Hải từ ngoài cung truyền đến, thằng nhãi này đương nhiên là tới khoe khoang. Vừa tiến đến, mới ngửi được mùi vị khắp điện sau đó lập tức cười điên cuồng nói. Vừa đến kịp lúc khẳng định là, thịt cầy không sai, vật đại bổ, lão Triệu tôi thích nhất. Nếu là chó đen, thì càng mang thêm hứng a, khà khà khà. Triệu Thiết Hải sinh động như thật, bên ngoài lại thêm một số động tác buồn cười. Đem vụ bê bối phát sinh ở thị trấn Lâm Tuyền toàn bộ tung hết cả ra. Ôi, các cậu, Cổ Bảo Toàn khẳng định sẽ cho rằng việc này là do tôi ở sau lưng làm chủ. Hồng Ngọc, tính tình kia vẫn mãnh liệt như vậy. Diệp Phàm thở dài. Việc này, ây ra, chúng tôi đúng là không nghĩ tới, rất xin lỗi Chủ tịch huyện Diệp. Triệu Thiết Hải cái đầu kia cũng nhanh chóng cúi xuống. Không có gì, tôi thật ra cũng không còn quan trọng nữa. Dù gì ân oán với Cổ Bảo Toàn đã định sẵn rồi. Chỉ là lo lắng cho Hồng Ngọc, Đoàn Hải bọn họ. Tôi nếu như đến thành phố, không ai thèm để ý, phỏng chừng thằng nhãi Trương Quốc Hoa này sẽ ở đó cản trở đây. Về sau, phỏng chừng Hồng Ngọc bọn họ cũng sẽ không còn ngày tháng yên ổn. Diệp Phàm giải thích nói. Hừm, cùng lắm thì mất cả trì lẫn chài. Triệu Thiết Hải kia trên mặt đột nhiên lộ ra sự ác nghiệt dữ tợn. Vết sẹo đã lâu không còn dọa được người lại bỗng hiện rõ như con run, bày ra một tư thế thổ phỉ mọi rợ. Không có việc gì đâu Thiết Hải, nếu Hải Cổ Bảo Toàn và Trương Quốc Hoa thật muốn động thủ với Hồng Ngọc bọn họ, ha ha, Diệp Phàm tôi cũng sẽ không hàm hồ nữa. Bỏ đi, không nói chuyện này nữa, nói về chuyện vui hơn đi. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng Triệu Thiết Hải biết Phó Chủ tịch huyện Diệp là có năng lực kia. Nếu chính mình đã có thể từ một Lâm Tuyền xa xôi hẻo lánh này mà một bước lên trời, đi đến sở tỉnh, hơn nữa vừa đi còn được đề bạt tới chức vị chi đội trưởng cấp trưởng phòng. Nếu nói sau lưng chủ tịch huyện Diệp không có quan lớn cấp sở chống lưng, vậy sẽ không phải là ăn nói lung tung. Cho nên, lòng tin của Triệu Thiết Hải đối với Diệp Phàm đã tăng vọt chưa từng có. Kỳ thật Diệp Phàm mới không nghĩ đi mượn lực lượng ở tỉnh, hắn tự biết tính toán. Chỉ bằng khu công nghiệp Gành Quỷ Ảnh là do chính mình một tay sáng lập là đủ rồi. Đây hoàn toàn chính là điểm yếu của Trương Quốc Hoa, muốn bóp chết hắn vẫn không dễ đâu. Đến lúc đó Hồ Thế Lâm bỗng nhiên rút vốn, thì Trương Quốc Hoa không còn đất để mà khóc đây. Hơn nữa, hiện tại khu kinh tế Lâm Tuyền còn món nợ ít nhất cũng là mấy triệu tệ. Nếu không có thu nhập vậy thì tay chủ nhiệm như y còn được tích sự gì nữa đây?
phỏng chừng mỗi ngày người đòi nợ cũng sẽ đến mà dìm chết y. Chủ tịch huyện Diệp, hôm nay chỉ có ba anh em chúng ta thôi phải không? Triệu Thiết Hải ha hả cười nói, dùng mũi hít sâu một hơi, một bộ dạng rất là thèm thuồng, đến nổi như sắp chảy cả nước miếng luôn. Ai nói, lão Trịnh tôi không phải người sao? Ngoài điện truyền đến tiếng cười sang sảng của giám đốc Lâm Trường Cảnh Dương Trịnh Khinh Vượng. Thằng nhãi này vừa tiến đến, lại chỉ huy thủ hạ của Lâm Trường đem vào 20 thùng, toàn bộ đều là bia Thanh Đảo. Đương nhiên, tiên phong Phương Lan Hình cũng theo sau mà tiến vào. Anh Trịnh người ta chính là tự nhiên, phóng khoáng, trong nhà có một ngọn cờ đỏ ở ngoài lúc nào cũng theo sau anh ta tung bay khắp nơi. Diệp Phàm âm thầm nói thầm. Miệng cười nói. Đến thì đến, còn đem theo rượu làm gì, đã vậy còn là một xe nữa chứ, một khoản lớn. Không sao, hôm nay uống không hết, sau này có cơ hội lại trở về từ từ mà uống. Trịnh Khinh Vượng cười nói. Phương Lan Hình cũng là theo sát Diệp Kim Liên cùng nhau bày biện bàn ghế. Ngay cả bàn ghế kia cũng là vừa mới đưa đến, được làm trực tiếp từ gỗ thô, ghế cũng thô ráp, cũng có chút tư thế nghệ thuật. Đương nhiên, bộ này không tốt bằng loại hàng xuất khẩu đã tặng Diệp Phàm lần trước. Ăn thôi nào. Triệu Thiết Hải cười tủm tỉm. Sớm đã đem chuyện hôm nay quẳng qua một bên, gõ gõ chén bày ra tư thế chuẩn bị như chó sắp gặm xương. Khoan đã, còn chưa xong, thịt này phải hầm từ từ. Như vậy thì vị của nó mới tốt nhất, bao chuẩn luôn, các cậu đợi mà coi không chừng còn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Hơn nữa, còn một vị khách chưa tới, mẹ nuôi, mẹ đặt thêm mấy đôi đũa. Diệp Phàm cười nói. Ai, chẳng lẽ là Đoàn Hải, Hồng Ngọc bọn họ? Triệu Thiết Hải thuận miệng hỏi, cũng không để ý. Ừ, nhiều người thì càng náo nhiệt. Trịnh Khinh Vượng gật gật đầu, đột nhiên quay đầu hỏi. Chú em Diệp, nghe nói cậu chuẩn bị sẵn mấy khẩu súng hử. Ha ha ha. Diệp Phàm chỉ cười không đáp, một bộ dáng thâm trầm. Tuy nhiên, đôi mắt Triệu Thiết Hải đột nhiên chợt lóe sáng, rồi hét lên. Chủ tịch huyện Diệp, ở cái địa phương này, mà cũng có thể hả, ha ha. Thằng nhãi này vẻ mặt cười gượng, bộ dáng vội như khỉ. Lão Triệu cậu không phải chưa thấy qua sung, mỗi ngày đều quải trên người còn gấp cái gì. Diệp Phàm tức giận mắng một câu. Chương 731, kẻ cặn bã làm chuyện cặn bã. Tôi này, đây chỉ là loại đồ bỏ đi, nếu so với khẩu pẹ chọc chỉ là để hù dân chúng còn được đi. Triệu Thiết Hải vẻ mặt khinh khỉnh nói. Ở trên lầu, dù sao ngày mai cũng phải dùng, thì mai xem đi. Có lẽ khách cũng sắp tới rồi, chúng ta cùng ra ngoài đón đi. Diệp Phàm cười cười đứng lên đi trước. Là nhân vật to nào vậy, còn phải do chính phó chủ tịch huyện Diệp đi nghênh đón. Hãy để em thay mặt sếp đón khách. Triệu Thiết Hải rất biết điều cười nói. Chính là trưởng ban thư ký phí. Nếu không, anh đương nhiên có thể đại diện đón tiếp. Diệp Phàm vẻ mặt cười gượng. Trưởng ban thư ký phí, vậy phải là sếp Diệp ra mặt thôi. Như vậy có trên có dưới. Triệu Thiết Hải thoáng một chút thất thần liền lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Cùng đi. Trịnh Khinh Vượng cười nói, ánh mắt có chút kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ Diệp lão đệ này bản lĩnh khá lớn. Ngay cả trưởng ban thư ký thành ủy hắn cũng có thể mời đến một nơi khỉ ho cò gáy như đập thiên thủy này. Hơn nữa còn là một mỹ nhân nữa, thực sự chút kỳ quái. Ha ha, cô ấy là bậc đàn chị. Đừng nhìn tôi như vậy khiến tôi có chút sợ hãi. Diệp Phàm nhìn Triệu Thiết Hải cười nói. Dù sao chuyện này cũng phải công bố. Báo trễ không bằng báo sớm để tránh cho mọi người đàm tiếu nói ra nói vào. Chị kết nghĩa, trưởng ban thư ký phí là chị kết nghĩa của anh. Triệu Thiết Hải rốt cuộc khó có thể giữ bình tĩnh, đồng tử lập tức mở to gần gấp đôi. Kế bên Trịnh Lực Văn và Phương Lan Hình cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, không biết đang suy nghĩ cái gì sao. Làm gì mà mọi người trừng mắt nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy? Đi thôi. Diệp Phàm tức giận cười nói. Trên đường đi đến thôn đập thiên thủy, thỉnh thoảng có một vài người dân đi ngang qua, tất cả đều hướng về Diệp Phàm thân mật để chào hỏi. Tất cả đều thể hiện sự tôn kính và cảm kích, mọi người đều biết có được con đường đẹp đẽ để đi hôm nay, tất cả đều là nhờ vị phó chủ tịch huyện Diệp mang đến. Cuối cùng cũng thấy xe Audi mang biển số xe thành ủy. Triệu Thiết Hải và Trịnh Khinh Vượng điều chỉnh lại y phục, đứng đắn, chỉ có Diệp Phàm hay là do lười biếng mà không thèm chú ý đến cái gọi là bộ dạng của mình. Xe dừng lại,
Diệp Phàm đến trước cửa xe giúp Phí Ngọc xuống xe. Tuy nhiên, khách bước ra từ xe không phải Phí Ngọc mà là một người khác khiến cho Diệp Phàm ngây người vài giây, cười nói. Không thể tưởng tượng được, rồng đến nhà tôm sao? Đồng chí Diệp Phàm, anh rất nhàn nhã ha. Chủ tịch huyện vệ Sơ Tĩnh như cười như không, nói. Trộm được kiếp phù du nửa ngày nhàn. Trong khoảng thời gian này tôi thật ra rất thanh nhàn, đang tĩnh tâm để xem xét lại chính mình xem việc nào làm được hay chưa được. Đồng thời tổng kết kinh nghiệm, sửa chữa tư tưởng, đuổi cho kịp huyện ủy và ủy ban nhân dân bằng không phải lạc đơn vị, phải. Diệp Phàm hơi có vẻ châm chọc nói. Tuy nhiên, nghe nói chủ tịch huyện vệ Sơ Tĩnh này lúc trước ở trên hội nghị thường vụ rất ủng hộ mình. Hơn nữa nghe nói sao lại do Cổ Bảo Toàn điều chỉnh phân công công tác. Cổ Bảo Toàn rõ ràng không cho mình tái kiêm nhiệm chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền, chính vệ Sơ Tĩnh đề nghị phân công chính mình quản lý toàn bộ khu công nghiệp huyện. Nếu Diệp Phàm phân công quản lý công nghiệp, gành quỷ anh kia nhất quán còn có thể chiếu cố đến. Tuy nhiên, liền sau đó bị Cổ Bảo Toàn cứng rắn, mạnh mẽ phủ quyết. Nghe nói lúc ấy vệ Sơ Tĩnh thiếu chút nữa to tiếng với Cổ Bảo Toàn. Nhưng thật ra chuyện này cũng hiếm thấy. Đây có thể là lần đầu tiên vệ Sơ Tĩnh cùng Cổ Bảo Toàn xảy ra tranh luận lớn. Trước kia vệ Sơ Tĩnh cùng Cổ Bảo Toàn trong công việc phối hợp tương đối nhịp nhàng, cho tới nay đều nhìn theo hành sự của Cổ Bảo Toàn làm việc. Lần này vì Diệp Phàm có thể cùng Cổ Bảo Toàn tranh cãi, coi như đối với đồng chí Diệp Phàm không tồi rồi. Kỳ thật, vệ Sơ Tĩnh đương nhiên là có quyết định của chính mình. Làm một chủ tịch huyện, vâng mệnh mà đến, đương nhiên việc phải xem trọng là phát triển kinh tế. Diệp Phàm chính là có thế mạnh trong phương diện này, thực sự là một tài năng hiếm có. Năng lực này của Diệp Phàm rõ như ban ngày. Gần đây sự chuyển biến mạnh mẽ của khu kinh tế Lâm Tuyền chính là bằng chứng tốt nhất mà ai cũng không thể gạt bỏ. Dù là Cổ Bảo Toàn, cũng chỉ có thể làm nhạt năng lực Diệp Phàm, mà không thể hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Vệ Sơ Tĩnh đương nhiên luyến tiếc nhân tài như vậy, chỉ có điều khúc mắt của Cổ Bảo Toàn và Diệp Phàm quá sâu sắc. Cuối cùng vệ Sơ Tĩnh cũng không thể nào có thể thuyết phục được Cổ Bảo Toàn. Tốt nhất nên tự kiểm điểm một chút, bằng không dù cho cả ngày bộ dáng uy phong ngút trời cũng không ai để ý. Phí Ngọc tức giận nói khiến vệ Sơ Tĩnh sửng sốt. Người phụ nữ này, âm thầm suy nghĩ nói, thực sự có chút không ngờ, trưởng ban thư ký Phí giống như đang phê bình Diệp Phàm, nhưng cẩn thận suy xét thì nghe có vẻ không phải vậy. Nó giống như một chị gái quan tâm em trai, rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự nhờ vả vào Phí gia? Nếu sự thật như thế thì được một lần nữa đánh giá hắn. Chị Phí, đứa em này không phải là đang tự kiểm điểm hay sao? Chị xem, chị từ xa tới, câu đầu tiên gặp mặt lại chính là phê bình em đây. Ôi làm người thật khó, em hiện tại đủ thảm, chị không đến an ủi một chút, lại còn phê bình em nữa. Diệp Phàm cố ý than khổ. Mặc kệ cậu, Phí Ngọc nhìn qua Diệp Phàm liếc mắt một cái, không hề để ý đến hắn. Chị ta vừa đi một bên cùng giám đốc Lâm Trường Trịnh vừa nổi lên nói chuyện phiếm. Trịnh Khinh Vượng đương nhiên rất vui. Phí Ngọc đường đường là thành ủy viên thường vụ, bình thường sao có thể nhìn thấy chân nhân. Nếu có thể thừa dịp này có cơ hội mở rộng quan hệ cũng là một lựa chọn không tồi. Trịnh Khinh Vượng ở trong lòng mừng thầm có thể kết giao ông em Diệp Phàm này thật đúng là vận may. Thằng nhóc này này thường hỏi sẽ có một chút biểu hiện kinh người. Anh muốn đi cục xúc tiến đầu tư thành phố. Vệ Sơ Tĩnh cùng Diệp Phàm đi ở phía sau, thuận miệng hỏi. Thật ra thì tôi còn chưa biết tính sao, đang lo lắng. Tuy nhiên, tôi đoán chừng có thể chuyển được. Diệp Phàm đầu tiên thì lắc đầu, về sau thì lại gật. Kỳ thật anh có thể tiếp tục ở lại Ngư Dương, chờ cho bí thư Cổ hết giận. Sau đó chúng ta cùng ông ấy kết nối một chút, điều chỉnh phân công phạm vi quản lý một chút là không khó. Mặc dù là lên thành phố, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chức cục phó. Cục xúc tiến đầu tư thì lớn bao nhiêu chứ? Một cục mà chỉ có vài chục người. Hơn nữa, cục xúc tiến đầu tư thành phố chúng ta còn chưa tách khỏi Ủy ban Kinh tế Thương mại. Cho nên, cũng chẳng oai gì đâu. Mỗi một phó chủ nhiệm ở Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố đều có thể vung tay múa chân với cậu. Vệ Sơ Tĩnh rõ ràng không muốn Diệp Phàm về lại thành phố. Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ. Cũng biết vệ Sơ Tĩnh tính toán, thật ra là muốn chính mình có thể tiếp tục phát huy năng lượng giúp cô ấy. Ha ha, chủ tịch huyện vệ, cô xem tình trạng như bây giờ của tôi còn có thể tiếp tục ở lại Ngư Dương để phát huy năng lực sao? Nói một câu công bằng đi,
con đường dưới chân tôi đang đi có thể chứng minh. Nhưng ở huyện cũng đã từng cân nhắc rồi đó sao? Không nói tới sẽ đến nông nỗi nào, nói vậy cô cũng đã nắm rất rõ ràng. Mâu Dũng cũng có thể đi vào ủy viên thường vụ, còn tôi có thể đi vào chỗ nào đây? Cho dù không biết xấu hổ tôi cũng không thể tiếp tục làm kẻ ngốc. Đừng nói là đi cục xúc tiến đầu tư, mà ngay cả tới nhà tang lễ thành phố làm một nhân viên hỏa táng người tôi cũng đi. Diệp Phàm nói giống như súng chĩa thẳng vào Vệ Sơ Tịnh mà bắn. Quay lại thấy sắc mặt của Vệ Sơ Tịnh không hề dễ coi, hắn liền cười nói. Tuy nhiên, tôi cũng phải cảm ơn cô đã ủng hộ công việc của tôi, cảm ơn. Thôi khỏi, tùy anh đi, hy vọng anh có thể. Không nói nữa. Vệ Sơ Tịnh bỏ lửng câu nói nửa chừng, xem xét Phí Ngọc liếc mắt một cái, dường như hiểu ra chuyện gì. Ha ha, chỉ kết nghĩa tôi, cũng chẳng có gì phải ngại cả. Diệp Phàm rõ ràng làm rõ quan hệ của chính mình cùng Phí Ngọc. Như vậy khiến cho Vệ Sơ Tịnh và cái cô nữ thư ký mang mắt kiến kia khỏi nghi kỵ, không tốn công hao phí tế bào não. Khó trách anh chỉ muốn về thành phố. Ngư Dương chỉ là vùng đầm nước nông thôn hẻo lánh không thể giữ được chân của anh. Vệ Sơ Tịnh đột nhiên nói với giọng hơi châm chọc. Nói chi vậy, Ngư Dương không phải chỉ là vùng đầm nước nông thôn hẻo lánh mà hoàn toàn ngược lại. Cái đầm này quá sâu khiến tôi có thể nhanh chóng bị chết đuối. Nếu không rời ra, phỏng chừng, ha ha, chắc tôi phải thành con tôm mất thôi. Diệp Phàm cười lớn, đối với Vệ Sơ Tịnh cái kia hơi căm giận nhiên kính mắt thư ký trực tiếp không nhìn. Trong lòng mắng thầm, mẹ kiếp, trừng mắt nhìn tôi làm gì? Thấy tôi gặp nạn, ai nấy đều thành thần rồi, có đúng không? Ông đây suy khí nhưng ít nhất cũng là một phó chủ tịch huyện, so với cái chức thư ký của cô còn mạnh hơn nhiều. Nếu chọc tức tôi thì chút nữa, một viên xuân cung hoàn, giải quyết, cô luôn, cái tấm thân kia hình như cũng khá được đấy chứ, tiếp cận, và, xử lý, cũng coi như không bị thiệt thòi. Thằng nhãi này trong lòng ác độc nghĩ. Ánh mắt lang sói cứ lướt đi lướt lại trên người cô thư ký kia, rồi lại chuyển sang thân hình quyến rũ của Vệ Sơ Tịnh. Hai người so sánh với nhau, thì đương nhiên là Vệ Sơ Tịnh hơn rồi. Nhìn cái gì vậy? Không ngờ bị Vệ Sơ Tịnh cảm giác được, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó một cái, hừ nói. Ha ha, thưởng thức, chỉ thưởng thức thôi. Diệp Phàm lại cười to, ra mặt thực tại dày. Đối với ánh mắt giận dữ như muốn giết người của nữ thư ký mang mắt kính và Vệ Sơ Tịnh đều không quan tâm tới. Hừ, mắt chó. Nữ thư ký mang kính mắt tức giận, đương nhiên, cô dũng cảm ra mặt là vì Vệ Sơ Tịnh, có Vệ Sơ Tịnh đứng sau nên lá gan của cô cũng lớn không ít. Hơn nữa hiện tại phó chủ tịch huyện Diệp như con rắn bị rút răng nọc, không có uy lực nhiều lắm. Mông to như cái chậu rửa chân, có gì thú vị chứ? Diệp Phàm cười hừ một câu đi ra. Thiếu chút nữa làm cho cô thư ký đeo kính kia hôn mê bất tỉnh. Nhưng lại không dám làm càn. Dù sao Diệp Phàm cũng là một phó chủ tịch huyện, không phải một tiểu thư ký như cô có khả năng chống lại. Đồ cặn bã. Vệ Sơ Tịnh xem chừng không muốn bỏ qua. Anh ức hiếp thư ký của tôi chẳng khác nào ức hiếp tôi. Chuyện này không thể nhẫn nhịn hơn nữa. Diệp Phàm phải đi, Vệ Sơ Tịnh trong lòng không thoải mái. Không có người này làm ầm ĩ. Phỏng chừng về sau càng bị cổ bảo toàn chèn ép không biết sẽ ra sao. Cậu, làm gì? Không lâu sau truyền đến giọng nói vội vàng của Vệ Sơ Tịnh, tuy nhiên giọng nói rất nhỏ, có lẽ là sợ kinh động đến Phí Ngọc đang đứng trước mặt. Vì sao? Bởi vì cô bị Diệp Phàm chặn ngang túm vào trong lòng ngực. Tuy nói lập tức đẩy ra, nhưng khuôn mặt bỗng chốc trông như quả cà tím, đôi môi run rẩy không nói lên lời. Tôi là người cặn bã đương nhiên sẽ làm chuyện cặn bã. Diệp Phàm gầm gầm cười nói, rồi đưa ánh mắt về phía cô thư ký đeo kính đang sợ run bắn người đứng bên cạnh, nhẹ giọng quát. Còn không cút đi cho tôi, nếu không sẽ giải quyết cô luôn một thể đấy. Tôi, cô thư ký đeo kính liền run như cầy sấy, đầu cúi gằm rồi khẽ đi lên phía trước. Trong lòng cũng buồn bực, Diệp Phàm có hành động như vậy, theo lý mà nói thì Vệ Sơ Tịnh phải tặng cho hắn một cú tát như trời giáng mới đúng. Vậy mà Vệ Sơ Tịnh chỉ mắng nhẹ hắn một câu, chẳng lẽ hai người này có chân trong hay sao? Hoặc là tình nhân? Chương 732, có muốn ngồi vào ghế của cổ bảo toàn hay không? Cô thư ký đeo kính thấy đầu mình như sắp vỡ tung ra, không chịu được nữa cho nên rút lui trong lúc còn đang vui vẻ. Lúc này đứng ra thì thật không đáng mặt anh hùng, chỉ khiến người ta thấy phiền thôi. Về sau còn dám thế, tôi sẽ giết anh.
Vệ Sơ Tịnh giọng lạnh như băng, như muốn cắn người ta, nói rồi liếc mắt về phía cô thư ký đã chuồn đi khỏi. Có muốn được ngồi ghế của Cổ Bảo Toàn không? Diệp Phàm ngó qua, môi suýt chạm vào vành tai Vệ Sơ Tịnh. Vốn dĩ nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn, Vệ Sơ Tịnh đã định đá cho hắn một cái. Tuy nhiên, lời nói của hắn đã khiến cho cô thấy rất kinh ngạc. Ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Phàm, thực sự kinh ngạc. Đừng có nói linh tinh. Vệ Sơ Tịnh quả quyết tên thằng nhóc này đang nói những lời mê sảng. Bị Cổ Bảo Toàn ức hiếp đến mức nổi điên. Tôi hỏi cô có muốn không? Diệp Phàm lặp lại câu nói lúc trước, kìm lại vẻ mặt tươi cười, trở nên thâm trầm. Tuy nhiên Vệ Sơ Tịnh đã lấy lại bình tĩnh, nhìn Diệp Phàm không hé răng. Điều này chứng tỏ cô cũng không tiện nói ra. Nếu Diệp Phàm anh có bản lĩnh leo được lên ghế của Cổ Bảo Toàn, cô thể hiện thái độ còn được, nhưng liệu Diệp Phàm có khả năng như vậy không? Vệ Sơ Tịnh cho rằng sẽ không có khả năng đó. Bằng không, hắn cũng không bị tên họ Cổ ức hiếp đến thảm hại như thế. Hơn nữa, Cổ Bảo Toàn làm vậy rõ ràng có ý đồ khiến cho Diệp Phàm chịu nhục. Vệ Sơ Tịnh quyết không thể thể hiện thái độ gì, hệ lụy quá lớn. Nếu để truyền đến tai Cổ Bảo Toàn chắc bản thân phải rời khỏi Ngư Dương mất. Thôi bỏ đi, chỉ là tự tôi đa tình. Diệp Phàm thản nhiên cười lắc đầu quay người bước đi. Đương nhiên, hắn đi khá chậm, dù sao cũng phải cho Vệ Sơ Tịnh một cơ hội hòa hoãn. Anh có cách gì, thử nói nghe xem nào. Mấy phút qua đi, phía sau nghe tiếng Vệ Sơ Tịnh hỏi có vẻ dồn dập. Xem ra nhắc đến Cổ Bảo Toàn đúng là có sức cám dỗ quá lớn. Hơn nữa, Vệ Sơ Tịnh cũng đã bình tĩnh trở lại sau nỗi kinh hoàng lúc trước. Ngẫm lại Diệp Phàm cũng không thể không có phương cách gì hoặc nhất thời nổi điên mà ăn nói nhảm. Hắn nhất định đã có cái gì đó để ép Cổ Bảo Toàn hay có cách để leo lên được vị trí của ông ta. Nghĩ đến đây, Vệ Sơ Tịnh thấy một luồng khí lạnh tràn ra. Ánh mắt mơ hồ nhìn Diệp Phàm. Cô thầm nghĩ, người này gan cũng không nhỏ, cũng là có khí phách. Chuyện lần này Cổ Bảo Toàn rõ ràng là làm hơi quá rồi. Người ta có công mà ông không thưởng. Người ta đã không nói gì thì thôi, ông lại còn quay lại đánh cho người ta một vố, đưa Mâu Dũng vào thường vụ rồi, thật là khiến người khác khinh bỉ. Nếu Diệp Phàm đi rồi, Ngư Dương chính là thiên hạ của Cổ Bảo Toàn. Họ Cổ định thành lập hiệp nghị gì đó với Ngọc Gia. Bằng không, làm sao lại đồng ý ra sức giúp cháu ngoại của Ngọc Hoài Nhân được vào thường vụ. Phí gia tạm thời mất thế, Tạ gia khẩu Phật Tâm Xà kia xem chừng cũng đã cấu kết với họ Cổ rồi. Dự đoán bước tiếp theo chính là Mâu Dũng thoát thân, Tạ Đoan con trai Tạ Cường ngồi trên ghế bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền. Họ Cổ có Tạ gia cùng Ngọc gia toàn lực ủng hộ, chủ tịch huyện như mình đây sắp cũng thành đồ trang trí rồi. Ôi! Hoặc là làm con rối, hoặc bỏ Quách đi, thắng làm vua thua làm giặc, đây chính là lý do của việc Vệ Sơ Tịnh hạ quyết tâm chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Kế sách và khí phách của người phụ nữ này cũng đủ lớn. Xem ra dã tâm cũng không nhỏ. Diệp Phàm âm thầm cảnh giác. Hắn lại ngó qua, nói. Biện pháp, tạm thời vẫn chưa có. Tuy nhiên, chắc không lâu nữa đâu. Cô cứ chờ xem. Bởi vì vừa rồi Triệu Thiết Hải đã nói tình hình khu kinh tế cho Diệp Phàm. Trương Quốc Hoa kia mồm miệng cũng khá lớn. Lại có thể một tay đưa cả bốn người Đoàn Hải, Trang Hồng Ngọc, Cổ Dương và Đinh Hương Muội vào học ở trường đảng. Đương nhiên, Trương Quốc Hoa ngụy trang bằng lớp vỏ là bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi. Tăng mạnh việc nghiên cứu lý luận gì đó. Tuy nhiên, người sáng mắt vừa nhìn là biết, bởi vì bốn người này đều là do chủ nhiệm tiền nhiệm, Diệp Phàm đề bạt. Trương Quốc Hoa này còn dở cho tung hỏa mù này phỏng có ích gì. Có mấy cán bộ đâu phải là thằng ngốc, đoán chừng chỉ với một mình Trương Quốc Hoa kia còn không đủ khả năng. Phía sau rõ ràng có bóng dáng Cổ Bảo Toàn. Tình hình xoay chuyển thế này khiến Diệp Phàm phải hạ quyết tâm, nhất định đã làm là phải làm lớn. Không động đến Cổ Bảo Toàn thì xem chừng bọn Trang Hồng Ngọc sẽ khó thoát thân. Muốn động đến Cổ Bảo Toàn thì phải tìm người hợp tác. Vệ Sơ Tịnh đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Phí gia ở Ngư Dương là lựa chọn thứ hai. Chắc chắn Phí Mặc cũng muốn ngồi vào vị trí kia. Chỉ có điều, tiếng tăm của Phí gia không bằng La Hạo Thông, người đứng phía sau Vệ Sơ Tịnh. Diệp Phàm nghĩ trước nghĩ sau, quyết định hợp tác cùng Vệ Sơ Tịnh. Hừ! Vệ Sơ Tịnh lạnh như băng. Rất mất hứng, cảm giác bị Diệp Phàm lừa gạt. Không tin phải không, cứ chờ xem, tuy nhiên, tôi có mấy yêu cầu, để ý quan tâm đến mấy người đó chút cho tôi là được. Thật lòng mà nói,
Tôi thì muốn đến thành phố cơ, mấy người này giao lại cho cô đấy, ha ha. Diệp Phàm nói xong đưa qua một tờ danh sách. Vệ Sơ Tịnh nhìn lướt qua, không lên tiếng, cũng không tỏ thái độ gì. Tuy nhiên, cũng lặng lẽ bỏ tờ giấy vào túi. Bữa tối cũng khá náo nhiệt, canh thịt chó thui có vẻ cũng khá ngon. Phí Ngọc, Vệ Sơ Tịnh và cô thư ký kia đều rất thích món thịt chó này, ăn thịt rất nhiều, canh cũng húp mấy bát. Ăn đi, uống đi, lát nữa sẽ có chuyện vui. Diệp Phàm âm thầm nghĩ, đợi đến tối rồi, ba người phụ nữ này nghiêng trời lệch đất trên giường, cảnh tượng cố gắng đổi quần đùi, Diệp Phàm liền muốn cười. Xuân Cung Hoàn của Xuân Tiêu làm ra hẳn còn có hiệu quả. Buổi tối, Triệu Thiết Hải và Trịnh Khinh Vượng biết điều đi trước. Triệu Thiết Hải đi lâm trường cảnh dương trước, đương nhiên là dành chút thời gian cho Diệp Phàm, phỏng trừng Phí Ngọc có chuyện giao cho. Còn cô thư ký đeo kính thì vì đột nhiên gia đình có việc nên Vệ Sơ Tịnh sắp xếp lái xe đưa cô về trước. Một ngôi nhà cũ, chỉ còn lại ba người, Diệp Phàm, Phí Ngọc và Vệ Sơ Tịnh. Cũng không biết mẹ nuôi Diệp Kim Liên có tâm sự gì, nói là nhà họ Diệp có người chết, buổi tối phải qua đó, không về được. Chị Phí, Chủ tịch Vệ, buổi tối nghỉ ở ngôi nhà đơn sơ cũ nát này, không biết hai vị có thấy không quen không? Diệp Phàm nhìn hai cô gái vừa tắm rửa xong, trên người mặc đồ ngủ rộng rãi, bộ ngực căng đầy, số đo có lẽ không nhỏ, thuận miệng nói. Ha ha, có gì không quen đâu, lúc nhỏ tôi thường ngủ ở những ngôi nhà gỗ như này. Bây giờ ra thành phố rồi, ở trong ngôi nhà toàn thép với xi măng, thật là cũng có chút nhớ ngôi nhà gỗ như này. Đúng thế, tôi trước đây cũng từng ở. Thực ra, phòng làm toàn bằng gỗ như này còn chắc chắn hơn so với những tòa nhà cao tầng, có cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Như ở nước ngoài, rất nhiều người thích loại nhà kiểu này. Đương nhiên, họ đều dùng gỗ nguyên cây xẻ nửa ra để dựng nhà. Có lúc còn không lột bỏ vỏ cây, trên mặt thô ráp. Thật tình trông rất nghệ thuật. Vệ Sơ Tịnh không phải khoe khoang việc đã từng đi nước ngoài, mà chính là ủng hộ việc trở về với thiên nhiên. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, hai cô gái này đã ăn hết mấy đĩa hạt dưa. Trong lòng Diệp Phàm ngẩn ngơ, thầm nghĩ, mẹ ơi, thật là có cảm giác gia đình. Chị Phí là vợ cả, Vệ Sơ Tịnh vợ hai, một nhà mấy người cùng ở trong ngôi nhà cũ này, thật là có vẻ cũng không tồi. Diệp Phàm mình xem ra cũng đủ tư cách đấy. Trưởng ban thư ký thành ủy làm vợ cả, chủ tịch huyện vợ hai, nếu thêm cả cô thư ký đeo kính kia nữa thì hay quá. Đúng là xung quanh toàn phụ nữ. Ha ha. Cảm giác như trên mặt có dính cái gì, giơ tay lên sờ mới biết là vỏ hạt dưa. Làm gì vậy? Diệp Phàm hốt hoảng bừng tỉnh, mắt nhìn chằm chằm hai cô gái phong thái cao nhã, đang khúc khích cười, thầm nghĩ, cả trưởng ban thư ký, chủ tịch huyện, cũng đã học cách dùng vỏ hạt dưa ném người ta. Hừ. Cái cặp mắt nhìn người ta kìa, sớm nên đổi đi. Đường đường là phó chủ tịch huyện, cũng không ngại mất mặt sao. Phí Ngọc tức giận hừ nói. Ha ha, biết lỗi rồi, nhất thời có chút thất thần. Thằng nhãi này cười nhạt nói, liếc mắt nhìn hai cô một cái, phát hiện buổi tối hai người có chút uy phong của nữ nhi. Ánh mắt quay đi, có vẻ dung tục, cười nói. Ôi, chúng ta một nhà ba người đúng là thật tuyệt. Nơi này yên tĩnh như vậy. Thật là muốn mãi mãi không đi ra ngoài. Ha ha ha. Thằng nhãi này tâm sự vừa xong, hai cô gái cười rung cả người, bộ ngực không nhỏ kia cũng rung lên góp vui, khiến Diệp Phàm đăm đăm nhìn. Muốn cùng lúc có được chị Phí và chủ tịch Vệ sao, cậu? Phí Ngọc đột nhiên cũng trêu, nhìn Diệp Phàm một cái, điệu bộ có vẻ khinh miệt. Con người tôi thế này xin chị Phí minh xét cho, cũng là có một mục tiêu tốt. Đàn ông có mục tiêu là được rồi. Vì mục tiêu đó mà cố gắng thôi. Hắn ưỡn bộ ngực gầy dơ xương ra, tỏ vẻ phong độ. Đợi đến khi cậu ngồi được lên ghế chủ tịch tỉnh thì còn tạm được. Hiện nay ý à, cậu đi theo sách nước rửa chân cho chủ tịch Vệ cũng không xứng. Phí Ngọc vừa thốt ra những lời này, Diệp Phàm lập tức há hốc mồm. Mà Vệ Sơ Tịnh cũng cảm thấy mấy lời này hình như có chút thân thiết quá, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc ẩn hiện một tia đỏ ửng. Tuy nhiên vì là lời Phí Ngọc nói, nên cũng không tiện phản bác. Khinh thường mình hả, mình nhất định phải sờ cho kỳ được cặp má trắng nõn kia. Cái gì là trưởng ban thư ký, chẳng phải bị mình dẫm lên chân đó sao? Xuân Tiêu kia cũng đến lúc phát huy tác dụng rồi, thằng nhãi này trong lòng so đo, liếc Phí Ngọc một cái, cười nói. Chị Phí, có muốn bôi thuốc không? Bây giờ 8 giờ rồi,
chín rưỡi thuốc sẽ phát huy tác dụng. Bôi thuốc. Vệ Sơ Tịnh vừa ngạc nhiên rồi chợt hiểu ra, không nói nữa. Cô còn tưởng đây là bí mật giữa Diệp Phàm và Phí Ngọc, ngượng ngùng hỏi. Em trai, chủ tịch huyện vệ cũng đã đến rồi, cậu cũng thử bôi thuốc cho chủ tịch vệ xem sao. Phí Ngọc nhỏ giọng cười nói. Cũng được, vừa vặn đủ hai người. Không biết chủ tịch vệ có muốn thử không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi, còn thổi phồng hiệu quả gì gì đó của thuốc, chút nữa thành linh đan thần dược. Thử xem sao cũng được. Vệ Sơ Tịnh cũng là phụ nữ, đương nhiên cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của sự xinh đẹp. Hơn nữa, trưởng ban thư ký Phí Ngọc cũng đã thử qua, mặc dù không muốn cũng phải thử xem. Vệ Sơ Tịnh vốn là không tin thằng nhãi Diệp Phàm này có thể phô trương mãi được cái thứ tuyệt thế dược phẩm gì đó. Diệp Phàm và Phí Ngọc cùng vào căn nhà gỗ, Vệ Sơ Tịnh đi chỉnh lý lại tài liệu mà Phí Ngọc vừa đưa. Chương 733, dược tính phát tác. Chị Phí, có cái này muốn giải thích với chị một chút. Để bôi lớp bọc ngoài thì phải thế này. Diệp Phàm dốc toàn bộ lớp thuốc phải bôi. Đương nhiên, thằng nhãi này không để lộ ý đồ ra rồi. Dựa vào thân thủ bậc thất đẳng của hắn, dù cho cách mặt Phí Ngọc cả thước xem chừng cũng khiến thuốc phát huy tác dụng. Thằng nhãi này đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt. Tuy nói không thể ăn, nhưng sờ được một phen thì cũng bỏ công vất vả đi lấy thuốc. Còn phải phiền phức như vậy nữa, tên nhóc cậu có phải định lợi dụng chị cậu không vậy? Cái kia làm thế này. Phí Ngọc đúng là không đơn giản, cảm tưởng như tên nhóc này đang dở trò gì, một lời đã nói trúng đích. Không tin phải không, chị gọi ngay hỏi giám đốc Vu Đại của đài truyền hình thành phố. Diệp Phàm đứng lên định đi gọi điện cho Vu Phi Phi. Thôi được rồi. Phí Ngọc nản, có vẻ đã nửa phần tin. Tuy nhiên vẫn cứ nghĩ thằng danh Diệp Phàm này định lợi dụng mình, thuận miệng còn nói. Đúng là không có cách khác sao? Thật là không có biện pháp khác. Nếu tôi điều chỉnh lượng thuốc chị tự bôi thử xem. Nếu không có tác dụng thì đừng trách tôi. Hơn nữa để làm ra thuốc này không dễ, chủ yếu là vì không có nguyên vật liệu. Đợi đến lúc lãng phí mất, chị đừng bảo tôi là keo kiệt không cho chị đó. Thằng nhãi Diệp Phàm này đương nhiên là biết thừa Phí Ngọc đã hoàn toàn thỏa hiệp cho nên kiên định, không nhượng bộ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, còn muốn thoát khỏi bàn tay ta, khó khăn lắm mới có cơ hội khiến cho trưởng ban thư ký như chị phải chịu thua. Đến sáng mai, chị lại là trưởng ban thư ký, tôi lại là cấp dưới của chị, để cho tôi được làm vua một lần không được sao? Vậy cứ thế đi, nhưng cậu phải chú ý chút, nếu không, ôi! Phí Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ nhàng nằm trên giường, cuối cùng vẫn là bị sắc đẹp khiến cho phải đầu hàng. Tuy nhiên, còn vội kiểm tra xem cúc áo đã đóng chặt cả chưa, kéo chăn che lên người, tránh bộ ngực. Tôi nói chị Phí, không tin tôi thế này thì tôi còn bôi thuốc làm gì nữa. Tốt xấu gì tôi cũng là phó chủ tịch huyện, hừ. Diệp Phàm mất hứng, giả bộ sắp đi. Hừ, nóng tính nhỉ, có che cái chăn thôi, cậu kêu cái gì? Phía trên còn có quần áo, dù không có chăn thì cậu cũng thấy cái gì. Phí Ngọc tức giận mắng. Nghĩ đến đây, hình như có chút lỡ lời. Câu này có ý gì, có vẻ nghi ngờ hắn sẽ tò mò gì đó. Rồi đột nhiên đỏ mặt, dưới ánh đèn trông càng động lòng người. Tên nam nhân này không kìm được nuốt nước miếng. Hai, tôi cũng đâu phải máy X quang, không có năng lực đó đâu. Hắn hắng giọng cười nói. Ra vẻ đạo đức, mau bắt đầu đi. Phí Ngọc liếc hắn một cái. Vừa bôi thuốc, tay hắn dần trở nên lươn lẹo. Lúc mới đầu đương nhiên chỉ xoa trên mặt, sau đó không cẩn thận xoa đến tận chỗ cổ trắng nõn của Phí Ngọc. Chị, cổ của phụ nữ cũng quan trọng lắm. Nếu càng trắng thì càng khiến người ta mê mẩn. Chị nghĩ xem, đàn ông chẳng phải là rất thích nhìn xem trên cổ của phụ nữ có đeo mấy thứ đồ kiểu như dây chuyền hay không còn gì. Cho nên cũng phải bôi chút thuốc lên cổ mới được. Hắn nhỏ giọng nói. Ừ. Phí Ngọc lên tiếng, mắt còn nhắm nghiền. Thật ra, cảm giác khá dễ chịu khi bàn tay Diệp Phàm vuốt ve xuống phía dưới như vậy. Khuôn mặt nóng lên vì được bàn tay ấm áp kia ôm ấp. Sau khi Phí Ngọc ừ một tiếng, bàn tay kia dần dần đi xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve ở cổ. Diệp Phàm tìm đúng huyệt vị, khẽ ấn nhẹ. Qua thêm 10 phút nữa. Ừ. Phí Ngọc không cẩn thận thốt ra một tiếng đồng tình. Chính cô ta hình như cũng không biết, thật ra lúc này thuốc Xuân Cung Hoàn có chút phát huy tác dụng. Với vẻ nam tính tràn đầy của Diệp Phàm, Phí Ngọc như mê sảng. Thuốc bôi xong lâu rồi.
lúc trước hắn cũng đã uống không ít canh thịt chó làm từ Xuân Tiêu. Lúc ngồi xổm trước giường bôi thuốc cho Phí Ngọc lều bạt đã nổi lên từ lâu. Lúc này lại được thêm mấy tiếng của Phí Ngọc khiến hắn suýt nữa thổ huyết. Tay vừa buông, không cẩn thận, mà cũng có thể là khá tự nhiên luồn nhẹ xuống phía dưới cổ. Hơn nữa, thằng nhãi này cũng có tay nghề cao, việc cởi mấy cái cúc áo kia xem ra rất dễ dàng. Vừa lơ đãng nhẹ nhàng động đầu ngón tay, hai chiếc cúc áo phía trên của Phí Ngọc tự động bật ra không tiếng động. Thằng nhãi này thầm nghĩ, thật lợi hại, phen này không làm đạo tặc hái hoa thật uổng phí. Tuy nhiên, hắn còn chút lo lắng thân phận là trưởng ban thư ký, chỉ nhẹ nhàng vuốt vẻ trên ngực. Ừ, Phí Ngọc đột nhiên cử động, thân thể ưỡn về phía trước, khiến thằng nhãi này sợ quá buông tay, cứ tưởng động tác hèn hạ của mình khiến Phí Ngọc phật ý. Tuy nhiên, vừa buông tay thì hình như Phí Ngọc cũng không có phản ứng gì thêm. Thân mình cứ cọ về phía trước, có vẻ như đang tìm kiếm bàn tay hắn. Không lẽ chị ta đang tìm tay mình? Hắn giật mình, bàn tay tự nhiên thăm dò thò vào. Thấy Phí Ngọc không phản ứng gì, xem ra đang trong trạng thái mơ hồ. Hắn đắc ý vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất kia, cảm giác có cái gì cứ đầy ứ trong miệng. Nuốt dần xuống dưới, hai bàn tay thô ráp của hắn đã đặt trên đỉnh ngọn núi kia rồi, cảm giác chân núi cũng khá to, không vừa bàn tay nắm. Đương nhiên, cảm giác bàn tay kia đang run lên kia nhẹ nhàng vuốt ve, Phí Ngọc vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Phàm dần lớn gan, trà sát nhẹ nhàng, một loạt động tác đều dùng tới cả. Một trận quần thảo khiến cho căn phòng lập tức vọng ra những tiếng thở hỗn loạn. Bộ ngực Phí Ngọc phập phồng mạnh bạo, cả thân mình run rẩy, đôi chân thon dài kia cũng khẽ động đậy. Tên này có chút cảm hứng, tay nhẹ nhàng luồn xuống dưới, tới phía rốn hút hồn. Thật là mềm mại nhỏ nhắn, tay có cảm giác đê mê, nghe nói Phí Ngọc còn chưa sinh con. Có thể vì thế mà cô giữ được vóc dáng như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng không tiến thêm bước nữa, bàn tay hắn dừng lại chỗ cuống rốn. Hắn khe khẽ thở dài, giúp người ta cài lại cúc áo, nhẹ nhàng phủ chăn lên rồi đi ra ngoài. Hừ, đúng là oan gia, ít ra cậu còn biết dừng lại đúng lúc. Diệp Phàm vừa ra ngoài, Phí Ngọc mở to đôi mắt mê loạn, hừ nói, mình sao vậy nhỉ? Như là tự nguyện cho hắn vỗ về chơi đùa vậy. Thậm chí còn có chút khao khát trong lòng, rút cục là có chuyện gì vậy? Diệp Phàm quay vào phòng vệ sơ tịnh. Bôi thuốc xong rồi à? Vệ sơ tịnh liếc nhìn Diệp Phàm, có chút bối rối hỏi. Ừ, bắt đầu thôi. Diệp Phàm giảng giải lại một lần những lời đã dùng để thuyết phục Phí Ngọc lúc trước. Biểu hiện của vệ sơ tịnh cũng không khác Phí Ngọc là mấy, chần chừ một hồi rồi cũng nằm lên trên giường. Hắn lặp lại những động tác lúc trước, tuy nhiên, vệ sơ tỉnh cứ tỉnh táo suốt, đến cổ cũng không thể đưa tay xuống. Tên nhãi này thở dài định từ bỏ ý đồ, thì cúc áo trên cùng của vệ sơ tỉnh đột nhiên bật mở. Con mẹ nó, chẳng lẽ ông trời kia khích lệ mình làm cái trò này sao? Nếu đã là ý trời, thế thì chúng ta cũng không thể cưỡng lại được, nếu không sẽ bị trời phạt mất. Thằng nhãi này trong lòng thầm tưởng tượng, đôi tay tự động không cẩn thận thò vào trước ngực. Đang định rút tay ra thì thấy vệ sơ tịnh ừ một tiếng, ánh mắt lim dim. Xem ra cô nàng này cũng không phải không có chút dục vọng nào, chỉ là đi vào trạng thái hơi chậm. Diệp Phàm âm thầm đắc ý, vẫn dùng cách quen thuộc, ngón tay hắn vừa búng một cái, cúc áo bật mở không tiếng động. Phản ứng của vệ sơ tịnh tuy chậm hơn Phí Ngọc một chút nhưng lại mãnh liệt hơn nhiều. Lúc tay Diệp Phàm nghịch ngợm ở ngực, toàn thân cô đều run lên bần bật. Thằng nhãi này giờ mới nhớ ra vệ sơ tịnh vốn chỉ là một cô gái, người ta còn chưa trải qua chuyện đó, còn Phí Ngọc đương nhiên là khác rồi. Đàn bà thì phải thành thục hơn con gái nhiều chứ, cũng có lẽ là khả năng tự chủ của Phí Ngọc tốt hơn một chút. Người từng trải mà, dù sao cũng không giống, có lẽ Phí Ngọc còn có chút giả vờ ý chứ. Nếu có thể nhân cơ hội được lời của tiểu vệ thì về chuyện bọn Hồng Ngọc và Đoàn Hải ở Ngư Dương, mình có cô ấy che chắn cho cũng yên tâm chút ít. Thôi cứ cho là mình có lỗi với cách cư xử của họ hôm qua vậy. Thằng nhãi Diệp Phàm trong lòng nổi tại ý, càng hành động kịch liệt hơn. Vệ sơ tịnh dù sao cũng chưa trải qua bao giờ, thân mình quá nhạy cảm. Thêm việc bị làm cho quay cuồng bởi thuốc xuân cung hoàn, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê từ lâu, sau khi Diệp Phàm tiến thêm, lập tức. Mấy phút sau, ừ một tiếng, vệ sơ tịnh đột nhiên ngồi dậy, kéo lấy Diệp Phàm, thằng nhãi này lại có phần hoảng hốt. Còn chưa phản ứng lại đã cảm thấy đầu lưỡi mềm thơm luồn vào miệng mình.
Mãnh liệt vậy hắn giật mình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Tay mạnh thêm một chút, miệng thì không ngơi. Vệ Sơ Tĩnh hoàn toàn bị thu phục, thân mình như con rắn quấn lấy Diệp Phàm. Hai thân thể đổ ập xuống giường. Phí Ngọc cách đó hai phòng đương nhiên là giật mình, phút chốc hai má đỏ ửng, thầm mắng, hành động cũng không nhẹ nhàng một chút, đúng là kinh thiên động địa, thật là bực mình thằng nhãi gan to này, thật là muốn ăn thịt cho xong, ôi, nếu có thể trẻ lại vài tuổi thì tốt biết mấy, tiểu đệ này. Một nam một nữ rằng co kịch liệt bên nhau, như là quên đi tất cả. Không lâu sau, cúc áo của Vệ Sơ Tĩnh bật mở hết. Cặp núi trắng nõn bị bàn tay ve vuốt của Diệp Phàm làm cho căng lên gấp đôi, hơn nữa còn đỏ lựng lên thu hút ánh mắt của Diệp Phàm. Một nụ hôn dài chấm dứt. Hắn đang muốn tiến thêm một bước, tay đang ở chỗ lưng quần chuẩn bị tháo thắt lưng thâm nhập vào bên trong kia của nữ nhi. Tuy nhiên bị Vệ Sơ Tĩnh giữ lấy. Hỏng rồi, không ngờ cô ấy vẫn chưa thật sự vào trạng thái đó. Diệp Phàm trong lòng tràn đầy bi thương, tay tự nhiên rút về. Liếc nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Vệ Sơ Tĩnh, sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài. Cô gái này, ý chí còn mạnh mẽ lắm. Nếu tất cả phụ nữ đều thế này, thì nam nhân còn sống sót sao nổi. Chẳng lẽ Xuân Cung Hoàn do Xuân Tiêu làm không hiệu quả bằng của Diễm Tình Thảo làm trước kia sao? Chắc không phải chứ, trong lòng hắn thấy có gì đó mất mát, bực bội, vừa ngửa đầu cao nhau liền uống hết hai chai bia, chất cồn vào người khiến hắn thấy tỉnh táo lên nhiều. Hơn nửa tiếng sau Diệp Phàm vào phòng Phí Ngọc. Chị, dậy rửa mặt thôi, cho chị nhìn thấy khuôn mặt như hoa của mình, xem có phải em khoác lác không? Diệp Phàm cười nói. Chương 734, nữ bức cung. Đến giờ rồi hả, vậy được. Phí Ngọc ngồi dậy liếc nhìn Diệp Phàm, không kìm nổi, cười nói. Chủ tịch Vệ không tệ chứ? Chủ tịch Vệ đương nhiên là giỏi rồi, là một chủ tịch huyện có năng lực, hơn nữa còn ở nước ngoài về. Không thì làm gì được làm chủ tịch huyện. Hắn không biết trong lời nói của Phí Ngọc có ngụ ý, thuận miệng cười nói. Ha ha, tôi lo cậu đã ăn cô ấy rồi, thế thì thật không hay đâu. Phí Ngọc nhìn thẳng vào Diệp Phàm mắng. Ăn, cô ấy đâu phải bánh bao thịt, ăn làm sao được. Thằng nhãi này giật mình, vội vàng giả vờ không hiểu gì, biết là vừa rồi tiếng động phát ra quá lớn, có lẽ Phí Ngọc nghe thấy được, lạnh sống lưng, thầm nghĩ. Không phải lúc nãy mình sờ soạng chị Phí, chị ta còn tỉnh táo đấy chứ. Hừ, còn giả bộ ngớ ngẩn để qua mắt tôi nữa à? Phải chú ý khống chế bản thân, ảnh hưởng không tốt đâu. Trong giọng Phí Ngọc hình như có chút ghen tuông. Khống chế gì cơ, tôi thực sự đâu có làm gì. Động tác giống như đối với Phí tỷ thôi mà. Diệp Phàm kiên trì giải thích. Phí Ngọc cả người nóng ran, da mặt có dày đến đâu cũng không thể che giấu được, đỏ ửng lên. Không hé răng nửa lời, một mình xách nước rửa mặt. Thế nào, Diệp Phàm tôi có nói khoác tí nào không? Diệp Phàm đắc ý vểnh chân bắt chéo, cắn hạt dưa, mắt nhìn khuôn mặt hai cô trắng ngần nõn nà sau khi đã rửa. Ừ, đúng là có chút hiệu quả, giống như được quay lại lúc 25 tuổi. Phí Ngọc gật gật đầu, cứ vuốt mãi khuôn mặt trắng mịn của mình, nhìn mình trong gương, có chút không tin nổi vào mắt mình. Đúng thế, tôi cũng thấy vậy. Vệ Sơ Tĩnh cũng đang làm động tác giống thế. Tuy nhiên, trong nháy mắt, Diệp Phàm thấy như có hai ngọn gió lạnh ập vào cổ, nghe tiếng vù vù. Quay đầu lại mới phát hiện hai nữ nhân kia vẫn cứ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh. Làm gì thế? Mặt tôi mọc hoa hay sao vậy? Thằng nhãi này bật cười ha hả, còn sờ sờ lên mặt, trong lòng tự nhủ có chuyện gì đây? Hừ, còn dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa phỉnh nữa hả? Phí Ngọc hừ một tiếng nói. Diệp Phàm lạnh sống lưng, hiểu ra. Hóa ra hai người phụ nữ này muốn đòi thuốc, lập tức ruột đau như cắt. Phải biết rằng hậu cung Ngọc Nhan Hoàn này cũng cần dịch của quả thái tuế mới chế ra được. Mà hiện tại Chu thái tuế Hỏa Long Tường Thiên đã vào bụng lão chăn từ lâu, đi đâu tìm được thái tuế dịch. Xuân Tiêu chỉ có thể dùng làm Xuân Cung Hoàn, nhưng lại không có tác dụng thẩm mỹ. Diệp Phàm trong lòng đổ vỡ, tính toán một chút, tính đâu ra đấy. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn kia chỉ còn lại hơn 10 viên. Nó giờ đã thành tuyệt phẩm rồi. Dùng mất một viên thì sẽ thiếu đi một viên, là thứ tài nguyên không tái sinh được. Ngày tháng sau này còn dài. Nếu sau này phu nhân của quan lớn nào muốn dùng, vậy chẳng phải mình tự đánh mất cơ hội tốt hay sao? Cho nên khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh không có thiện ý gì của Phí Ngọc và Vệ Sơ Tĩnh đang nhìn mình,
hắn vội hét lớn. Chị Phí, thực sự không có thuốc này, nhìn tôi cũng vô dụng, đúng là chỉ có 2 viên thôi. Cậu thích bịa đặt sao thì bịa. Phí Ngọc nhíu mày, thật có cái uy của người phụ nữ dạy chồng. Vệ Sơ Tịnh xem chừng vì ngại Phí Ngọc ở đây, tuy nói không hé răng, nhưng nét mặt u ám trông thật đáng thương. Không phải là bịa đâu, thật là không có, chị Phí. Diệp Phàm lặp lại một lần, kỳ thật hơi chột dạ. Có cần chị Phí bỏ tiền ra mua không, cần bao nhiêu, cậu cứ cho tôi con số đi, hừ. Phí Ngọc vênh mặt. Thật là không còn thuốc dự trữ, nói đến tiền thì thật tầm thường. Loại thuốc này trước kia là do một lão đạo sĩ chế ra, dùng phương pháp nông thôn gì đó tôi cũng không biết. Bây giờ, lão đạo sĩ kia đang đi du lịch, nghe nói là ra nước ngoài, hình như đâu đó gọi là nha mại gia Nakala. Hơn nữa, lúc lão đạo sĩ đi cũng đã nói với tôi, thuốc này chủ yếu là chế từ tinh quả thái tuế, mấy trăm năm mới kết quả. Nếu chị Phí có thì đưa qua tôi, đợi lúc lão đạo sĩ về tôi đưa cho ông ấy cũng được. Thằng nhãi này lập tức lại bắt đầu lừa người, tuy nhiên cách này lại có thể qua mặt nhiều người, nói ra cũng còn có phần tự nhiên, quen thuộc rồi. Thật hả? Thật đáng tiếc Phí Ngọc người ta là ai chứ? Diệp Phàm diễn quả giỏi, nhưng xem chừng người ta không tin. Cô chất vấn. Vừa rồi lúc tôi lên, cậu bảo có 1 viên thuốc. Bây giờ lại bôi cả cho Vệ Sơ Tịnh. Lẽ nào cậu chia viên thuốc kia làm 2 nửa, em trai, cái này có chút vô lý. Ha ha, oan uổng quá chị Phi. Tôi nói thật lòng đấy, 1 người 1 viên, tuyệt đối không sai. Trưởng ban Phí, xem chừng Diệp Phàm thật là không có. Tuy nhiên, trưởng ban thư ký Lô chẳng phải giao cho chị điều tra vụ việc của Diệp Phàm có phải sự thực hay không còn gì. Đến lúc báo cáo với bí thư tỉnh ủy Quách, dù sao thư ký trưởng Lô cũng đã giao quyền hạn cho chị, phải báo cáo thế nào còn phải phụ thuộc vào chị đó. Vệ Sơ Tịnh nói một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Nói cũng phải, tuy nhiên Diệp Phàm vừa nghe, thấy đầu óc quay cuồng, trong lòng căm giận mắng, người phụ nữ này thật độc ác, lại thiên về phía Phí tỷ. Động chạm đến chỗ trưởng ban thư ký Lô, đến tai bí thư Quách, vậy mình làm sao sống yên ổn ở Nam Phúc? Tôi tin chị sẽ không làm vậy. Diệp Phàm nhìn về phía Phí Ngọc. Đương nhiên rồi, tuy nhiên, em trai, có lúc Phí tỷ cũng hồ đồ. Chỉ sợ lại bị hồ đồ lúc nộp báo cáo cho trưởng ban thư ký Lô thôi. Nếu thế thì thật phiền phức. Phí Ngọc nhẹ giọng nói, như mưa phùn thấm vào lòng người. Các cô đúng là thật quái. Tôi là đàn ông có tranh với các cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, tôi còn đúng 2 viên, đưa cho các cô cả. Diệp Phàm đau lòng nói thẳng, lấy 2 hộp từ trong cặp ra. Đưa cặp đây. Phí Ngọc cười nói. Cầm đi, bên trong không giấu cái gì, có cần kiểm tra không? Thằng nhãi này chế giễu trộm cười nói. Cậu còn phải giả bộ làm gì? Phải chú ý lời nói một chút. Sau này có xảy ra vấn đề gì cũng còn phải nhờ cậy chị Phí nữa đó, hừ. Phí Ngọc còn dày mặt hơn Diệp Phàm nhiều. Cô ta căn bản là không sợ những thứ như này. Có người đã bị đánh bại hoàn toàn, ngẩn người nhìn Phí Ngọc không biết phải nghĩ sao, trong lòng mắng, không hổ là miệng lưỡi trưởng ban thư ký, dày hơn mình mấy chục lần. Phí Ngọc liếc mắt nhìn chiếc cặp, đúng là không tìm được hộp thứ 3 mới trả lại cho Diệp Phàm. Hơn nữa, cố ý quay đầu nhìn Vệ Sơ Tịnh, cười nói. Xem ra em trai cũng lớn rồi, cũng nên dùng thứ đồ này, nếu không nếu xảy ra chuyện gì thì lại càng phiền toái hơn. Ha ha! Động lang đang. Bốn phía đều là núi, thế núi dốc đứng, cao như 50-60 tầng lầu. Một dòng suối nhỏ cũng không biết bắt nguồn từ đâu ào ào chảy về phương xa. Cây cối đúng là to, cây nào cũng phải mấy người ôm mới xuể. Dưới gốc cây là một lớp cành và lá khô, chân dẫm lên nghe tiếng xào xạc. Cha của Nhược Mộng, Diệp Thủy căn chết ở đây. Trong lòng Diệp Phàm có chút chua xót, mở to đôi mắt quan sát toàn bộ hang động một lượt. Nhưng cũng qua nhiều năm rồi. Còn có vết tích gì lưu lại nữa, biết được cái này cũng chỉ phí công thôi. Hôm nay có 6 người cùng đi săn là Phí Ngọc, Vệ Sơ Tịnh, Trịnh Khinh Vượng, Diệp Phàm, Triệu Thiết Hải. Trịnh Khinh Vượng và Triệu Thiết Hải đều là những tay lão luyện trong nghề săn bắn. Với sự giải thích của 2 người họ, mọi người cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Phí Ngọc mặc một cây xanh da trời, giả bộ vận động nhẹ nhàng, che đi bộ ngực cao ngất. Vệ Sơ Tịnh thì diện áo sơ mi hoa. Quần bò cỡ lớn rộng thùng thình, chẳng biết kiếm đâu ra.
dù sao mặc vào cũng giống một cô gái thôn quê giản dị, nhưng lại khiến Diệp Phàm ngây người mấy giây. Trong lòng thầm nhủ, thiên nhiên chính là trang sức, phù dung hiện ra từ dòng nước trong xanh, chính là hình ảnh này đây. Chính là một chữ Mỹ thêm vài chữ nữa vẻ đẹp từ tự nhiên, thêm nữa thì mình không nghĩ ra được. Vừa đi Trịnh Khinh Vượng vừa giảng giải cho mọi người độ những điều kiểu như, sự nguy hiểm của lợn rừng, cách tránh lợn rừng, Phí Ngọc thỉnh thoảng hỏi vài câu, Triệu Thiết Hải có lúc cũng nói thêm vào mấy câu, cảm nhận được bầu không khí vui vẻ của mọi người. Chỉ có Diệp Phàm không hé răng, bởi vì hắn còn bận tìm manh mối, vốn là không có tâm trí nào nghe Trịnh Khinh Vượng và Triệu Thiết Hải khoe khoang. Hơn nữa, lợn rừng với hắn cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần một chân là cũng đã chết cả con. Phí Ngọc cũng không để tâm ở việc săn bắn, cả đường đi chỉ chú tâm nhìn cảnh sắc xung quanh, và những loại cây kỳ lạ cô chưa thấy qua bao giờ, có vẻ rất thích thú. Vệ Sơ tình hình như khá hào hứng, có vẻ rất thích việc săn bắn. Cứ liên tục hỏi han về việc săn bắn, hơn nữa còn rất thích nghịch súng. Từ ánh mắt đó của cô, Diệp Phàm thấy một cô gái đầy táo bạo. Đi đến chỗ một cây lớn, Phí Ngọc không nhịn được kêu lên. Đó chẳng phải cây đậu đỏ sam sao? Hướng theo cánh tay cô chỉ, phát hiện một cái cây to, cao đến mấy chục mét, xem chừng phải ba người ôm mới xuể. Một cây tương tư 500 năm. Trịnh Khinh Vương đột nhiên ngẫu hứng ngâm lên một câu thơ, thấy tất cả mọi người nhìn mình cười, liền giải thích. Nghe nói rừng quốc gia của chúng ta đã từng phát hiện được cây đậu đỏ sam dài tuổi thọ đến 500 năm. Bởi vì người ta thường gọi cây đậu đỏ sam là cây tương tư, chủ yếu là do quả của nó. Cây đậu đỏ sam này đã được các chuyên gia trong cục chúng ta kiểm định rồi, ít nhất cũng phải hơn 300 năm tuổi rồi, thọ tinh công chân chính. Giám đốc Trịnh, nghe nói cây đậu đỏ sam dại là loài thực vật cần bảo tồn cấp 1 của quốc gia đúng không? Vậy chẳng cái cây này đã thất lễ rồi sao? Triệu Thiết Hải thuận miệng trêu đùa nói. Đương nhiên rồi, cây đậu đỏ sam dại được gọi là gấu trúc thực vật, từ đó có thể thấy giá trị quý báu của nó rồi. Tuyệt đối cấm chặt phá loại cây này. Chặt là phải ngồi tù. Ở cách động lang đang mười mấy mét, cây đậu đỏ sam ở đó còn nhiều hơn, ước chừng có hơn 1.000 cây, tất cả đều là cây dại. Hồng đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỷ chi, Nguyện Quan đã thải hiệt, thử vật tối thương tư. Ha ha, đúng là đẹp tuyệt. Diệp Phàm cũng dùng đùi đắc ý ngâm một câu thơ giúp vui. Vậy chúng ta đi xem nào, tôi chưa từng được nhìn thấy nhiều cây đậu đỏ sam như vậy. Phí Ngọc hình như động lòng. Bên kia, không được rồi, căn bản là không có đường, hơn nữa còn cách nơi này quá xa. Ngay cả nhân viên bảo vệ rừng và các đồng chí ở phòng công an rừng còn không muốn đi. Hay là bỏ đi, nếu thật sự trưởng ban thư ký muốn xem, ở bên vách đá cách dây 2 mét cũng có mấy cây. Tôi dẫn cô đi xem một chút, cũng khá thú vị. Trịnh Khinh Vượng cười nói.